Mạc Huynh đang suy nghĩ gì vậy? Làm sao lại ủ rũ như thế? Đồng vô thương vốn vẫn bội phục Mạc Thiên Cơ chủ tính sát đất. Thấy hắn khó xử, không khỏi hỏi. Theo các vị vừa nói, đám người mộng lạc, điền bất hối, đồ thiên hào không có trong gia tộc. Như vậy, những người này có thể chủ lực truy sát ngạo tà vân. Ta đang suy nghĩ điểm này. Rốt cuộc nên ứng phó như thế nào mới ổn? Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Chúng ta đâu có nói bọn hắn không ở trong gia tộc. La Khắc Phú có chút buồn bực, gãi gãi đầu bởi vì hiện giờ tuy phong ba chưa nổi lên nhưng lại quá bình tĩnh rồi chiến tranh chính là chiến tranh chỉ mây mù không mưa đề phòng lẫn nhau còn tính là chiến tranh sao mạc thiên cơ nhẹ giọng nói vừa rồi các vị tới đây đều nói phụ cận sóng êm gió lặng cho nên tiểu đệ mới phỏng đoán như vậy nếu như bọn chúng ở đây nhất định sẽ không thể an tĩnh như vậy cho dù không có hành động lớn gì thì cũng phải có va chạm nho nhỏ không ngừng một khi an tĩnh như vậy Chứng tỏ tất cả người chủ sự ở đây đều là hạng người cáo già. Mà đám tiểu nhân kia nhất định không ở đây, nếu không ở đây, ở trong thời khắc quan trọng như vậy lại chạy đi nơi nào? Không phải đuổi giết ngạo Tà Vân thì còn làm việc gì nữa? Đám lão gia hỏa này đều lão luyện thành tinh, chuyện gì cũng thích quan vọng làm chủ, bảo tồn thực lực. Đây là phương pháp xử sự của bất luận gia tộc lâu đời nào, nhưng lại không có cái nhuệ khí tuổi trẻ. Cho nên ta kết luận, bọn hắn không ở đây." Mạc Thiên Cơ nhíu mày, nói ta đang suy nghĩ tới ngạo tà vân. Ngạo tà vân, đồng vô lệ nhíu mày, Mạc Huynh đang suy nghĩ, có nên cứu hắn hay không? Nếu như chúng ta cứu ngạo tà vân, đối với chúng ta trăm cái lợi mà không có một cái hại. Quả thật nên cứu, Mạc Thiên Cơ trầm ngâm lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm tư hồi lâu, nói, nói vậy là sai rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi, của quyết nói, chúng ta an bài lâu như. Vậy, cuối cùng mới khiến cho trường hỗn loạn bắt đầu lan tràn khắp cả trung tam thiên, nhưng phản ứng của các đại gia tộc vẫn không mãnh liệt vạn nhất chờ tới khi ngạo tà vân chết mâu thuẫn nhạt đi các đại gia tộc đều bế quan tự bảo vệ mình ngạo thị gia tộc cũng không có bổn sự thôn tính nhiều thế lực như vậy lại nói ngạo tà vân không chết ngạo thị gia tộc có khả năng sẽ coi đây là một lần lịch lãm giang hồ của ngạo tà vân căn bản sẽ không xuất động tất cả công sức của chúng ta sẽ biến thành công dã tràng đám lão gia hỏa này nhẫn nhịn rất giỏi Mạc Thiên Cơ thở dài, bọn họ chỉ chú trọng tới gia tộc sinh tồn mà thôi. Hai, ánh mắt la khắc phố chấp động, nói, nếu nói như vậy, Ngạo Tà Vân nhất định phải chết. Chúng ta không thể cứu, Ngạo Tà Vân nhất định phải chết, bằng không, Ngạo Thị gia tộc sẽ không nhúng tay vào trường hỗn loạn này. Mạc Thiên Cơ thâm trầm gật đầu, chúng ta không thể có bất cứ cứu viện nào, một khi có trợ lực, Ngạo Tà Vân rất có thể sẽ chạy thoát. Hắn thở dài, nói, Ngạo Tà Vân cũng là một nhân tài mạc thiên cơ ta cũng luyến tiếc một người như vậy chết nhưng khi nên vứt bỏ nhất định phải vứt bỏ không chút do dự nhưng cái này là khắc phố sửng sốt vạn nhất bị giá hỏa thành công xui xẻo chính là chúng ta đó khó miệng mạc thiên cơ giật giật thản nhiên nói từ mấy ngày trước ta đã liên hệ với tạ đan quỳnh bảo hắn sắp xếp xong xuôi chuyện trong gia tộc thì lập tức tới ngạo thị gia tộc cầu kiến ngạo tà vân cầu kiến ngạo tà vân đồng vô lệ cùng la khắc phố trợn trừng mắt mà nhìn không sai, cầu kiến ngạo tà vân. Mạc Thiên Cơ cười cười, nếu như ngạo tà vân không ở đó, thì tạ Đan Quỳnh phải nghĩ cách ở lại ngạo thị gia tộc, chờ ngạo tà vân trở về. Dù sao, nếu tạ Đan Quỳnh muốn rời khỏi ngạo thị gia tộc, chỉ có hai khả năng, một chính là ngạo tà vân bình. An vô sự trở về, thứ hai chính là tin ngạo tà vân tử trận truyền về. Nhưng việc này, nhất định phải làm kín đáo. Diệu, đồng vô lệ vỗ đùi, âu độc tiếu muốn giá hỏa, đương nhiên sẽ phải giá hỏa cho tạ Đan Quỳnh, nhưng hiện giờ, tả Đan Quỳnh vẫn ở ngạo thị gia tộc. Cho dù ngạo tà Vân có chết một vạn lần, cũng chẳng liên quan tới hắn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười gật đầu, chính là như vậy. Cho nên chúng ta bây giờ phải kiên nhẫn nghe ngóng. Tin tức ta muốn nghe thấy nhất, chính là, tin ngạo tà vân tử vong, đồng vô lệ la khắc vô cùng kỷ chú vỗ đùi tán thưởng. Bất quá việc này, Thủy Trung vẫn thiếu sót một thứ gì đó. Mạc Thiên, cơ nhíu mày, đi qua đi lại, thiếu sót, Mạc Huynh, chuyện này đã không còn chút sơ hở nào rồi. Còn có thể thiếu sót gì nữa, đồng vô lệ bội phục sát đất, thiếu một lực đẩy, cần lực đẩy rất cường đại, mạc thiên cơ nhíu, may, chúng ta đem tất cả mâu thuẫn khơi lên, khiến toàn bộ trở nên gay gắt, giống như thảo nguyên ngàn dặm, tất cả cỏ xanh đã khô héo, tiếp đó chỉ cần một mồi lửa là có thể hỏa phần liêu nguyên. Nhưng mồi lửa đó, ở nơi nào, nhưng chúng ta không thể chủ động xuất thủ, một khi chủ động xuất, thủ, sẽ từ chủ động hóa bị động thậm chí bị người ta quật ngược lại nói chúng ta có dã tâm cũng không phải là không thể cho nên chỉ có thể xúc thế dương cung chờ thời mới hành động được hắn nhíu mày suy tư mùi lửa kia ở nơi nào ở nơi nào làm sao mới khơi lên đại hỏa hơn nữa còn phải khiến cho trận đại hỏa này cháy tới không thể ngăn cản trực tiếp hủy diệt tất cả chúng ta đã làm được quá nhiều toàn bộ giam hồ bắt đầu rung chuyển nếu như lại chủ động tấn công lập tức sẽ gây ra hoài nghi nhưng ai có thể đốt đống cỏ khô này cho ta? Hình thành thế hỏa phần liêu nguyên, hắn trầm tư đi đi lại lại, hai hàng luông mày nhíu càng lúc càng chặt, thần sắc suy tư trong mắt càng lúc càng đậm. Đồng vô lệ cùng la khắc phố thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn nhau. Rốt cuộc cũng cảm giác được, suy nghĩ của mình hoàn toàn không theo kịp tiết tấu Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ điều gì, đã vượt qua khỏi một phạm trù, thăng lên tới mức độ quan sát tất cả. Thật lâu sau đó, Mạc Thiên Cơ mới dừng bước, nhíu mày, thì Thào nói, nếu không có lửa, tất cả những gì vất vả xây dựng lên sẽ biến thành công cốc a. Ngạo Tà Vân chết, không chừng lại hình thành nên trận đại hỏa này. Đồng vô lệ buồn bực nói, đó là báo thù chi chiến của Ngạo thị gia tộc, hoàn toàn khác với tranh bá chiến, nếu như chỉ là báo thù chi chiến, vẫn chưa đủ đục, chúng ta chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Mạc Thiên Cơ buồn bực, chỉ là không biết khi nào bọn Sở Diêm Vương mới có thể trở về. Đồng vô lệ thì thào, nếu như bọn hắn trở về sau khi đã bắt đầu. Mạc Huynh, tính toán của người phải làm thế nào? Chuẩn bị trước kia đều uổng phí hết rồi sao? Tuyệt đối không uổng phí. Mạc Thiên Cơ tin tưởng vô cùng, nói cho dù bọn họ không thể về kịp lúc. Chúng ta vẫn đứng ở thế bất bại. Sau đó, hai mắt Mạc Thiên Cơ đột nhiên sáng lên, sở diêm vương. Trở về, trong phút chốc, vô số ý niệm đã xuất hiện trong đầu hắn, sở diêm vương có thể như vậy hay không? có thể hay không, Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, rốt cuộc nói cái này. Tất cả mấu chốt đều được sở diêm vương dẫn lên, ta chỉ lợi dụng mà thôi. Dựa theo quy thức thiên địa và lệ thường, nếu hắn dẫn lên, thì nhất định, phải bị cuốn vào, vậy, mồi lửa mấu chốt của trận đại hỏa này, liệu có thể tìm được trên người sở diêm vương hay không? Mạc Thiên Cơ như có điều suy nghĩ, chương 611, Bão Tố, nổi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com mạc thiên cơ đoán không sai mồi lửa này đích thực là do sở diêm vương đốt lên nhưng so với hắn mong muốn lại chậm hơn rất nhiều ngày cho nên mới khiến cho vị thần bàn quỷ tính này lo tới gần như bạc trắng tóc ngạo thị gia tộc tạ đan quỳnh đột nhiên tới bái phỏng khiến cho ngạo thị gia tộc đều rất kinh ngạc nhưng bất kể thế nào mà nói đó cũng là đại công tử của tạ thị gia tộc người thừa kế tương lai tuy tạ thị gia tộc yếu hơn ngạo thị gia tộc một chút nhưng cũng không thể thất lễ được cho nên Ngạo thị gia tộc tiếp đãi rất ân cần, gia chủ Ngạo Thiên Hành Ngạo thị gia tộc thậm chí còn đích thân tiếp đãi một chút. Nhi tử sớm muốn gì cũng phải tiếp trưởng Ngạo thị gia tộc, thay nhi tử kết giao một đại minh hữu như vậy, tuyệt đối trăm cái lợi mà không có một cái hại. Tả công tử, ha ha, lệnh tôn có khỏe không? Ngạo Thiên Hành rất ôn hòa, ân cần thăm hỏi, gia phụ rất khỏe, đa tạ bá phụ quan tâm. Tạ đan quỳnh hành lễ rất là kính cẩn, hoàn toàn dùng lễ hậu bối mà tham kiến nói tiểu chất cùng tà vân huynh luôn tương giao tâm đầu ý hợp ở định quân sơn lại liên thủ nhiều ngày không gặp phi thường tưởng niệm cố ý đăng môn bái phỏng có chỗ nào mạo muội xin bá phụ bao dung a à, này thì có tội gì ngạo thiên hành vuốt râu cười vô cùng hiền hòa nói đây là trọng tình trọng nghĩa người còn trẻ tuổi như vậy lão phu phi thường thưởng thức hắn có bằng hữu như ngươi cũng là một may mắn hắn trầm ngâm một chút nói bất quá tiểu khuyền ngao ngao đi cực bắc hoang nguyên vẫn chưa về Tiểu khuyển ngao ngao, hai mắt tạ đan quỳnh lồi ra, thiếu chút nữa. Bị cái tên này vật ngã lộn cổ. Nếu tạ hiền chất đã tới đây, không bằng ở lại đây vài ngày. Phong cảnh ngạo ra, cũng không tệ lắm đâu. Ngạo thiên hành mỉm cười, nói, lại nói. Ngao ngao đã đi được mấy tháng, hiện giờ hẳn là đang trên đường trở về. Nói không chừng mấy ngày nữa là nó về tới nơi rồi. Đến lúc đó, các ngươi cứ thoải mái nói chuyện. Một khi đã vậy, tiểu chất phải quấy giày bá phụ vài ngày rồi, thuận tiện nghe bá phụ dạy bảo. Tạ Đan Quỳnh biết thời biết thế, lập tức đồng ý. Thế là tạ Đan Quỳnh ở lại ngạo ra không chút khách khí. Mỗi ngày đều ăn cá lớn thịt to, sơn hào hải vị, cuộc sống quả thực không thể thư thái hơn. Nhoáng một cái đã hơn 10 ngày, nhưng ngạo tà vân vẫn chưa về. Ngạo thị gia tộc đã bắt đầu cảm thấy bất thường, làm sao vẫn chưa về. Tạ Đan Quỳnh ở lại mấy ngày, cũng không hề cáo từ, mà nói là thân thể có chút không thoải mái. Ngạo thiên hành thịnh tình giữ lại, cũng tìm y giả trong gia tộc tới xem bệnh. Tạ Đan Quỳnh đành phải đáp ứng ở lại ba ngày nữa. Nhưng ngay tại sáng sớm ngày thứ hai sau đó, Tạ Đan Quỳnh đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thoi thóp. Y giả vừa nhìn thấy, sợ nhảy dựng lên, vội vàng hồi báo ra chủ Ngạo Thiên Hành. Ngạo Thiên Hành vừa nhìn thấy, đã thấy Tạ Đan Quỳnh cả. Người tím tái, hai mắt cũng gần như lồi ra, hơi thở hỗn loạn, đan điền vỡ tan, kinh mạch cũng sắp hỏng rồi. Ngạo Thiên Hành lập tức hoảng sự ô nếu vị thiếu chủ tạ thị gia tộc này chết trong nhà mình cái này sẽ vui lắm đây ngạo thị gia tộc lập tức triệu tập tất cả thần y cao thủ tới chữa thương cho tạ đan quỳnh nhưng xem tới xem lui ai nấy đều nhíu mày lắc đầu thở dài bó tay không có biện pháp chỉ có thể dùng nguyên khí tạm thời kéo dài sinh mạng cho tạ đan quỳnh trừ những thứ đó ra không ngờ không có bất cứ biện pháp nào ngạo thiên hành lập tức hối hận thối ruột rồi ngươi nói từ hai ngày trước ta đã cho hắn đi luôn rồi bây giờ nói có ích gì chứ? Ngạo bá phụ không cần lo lắng, đây là ác tật từ nhỏ của ta, không thể chỉ tận gốc, khổ khổ khổ, phương pháp, tạ đan quỳnh thực sự yếu ớt, an ủi nói chỉ cần. Có một vị, cao thủ khổ khổ, khổ 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 truyền một chút nguyên khí, mỗi ngày, liên tục một thời gian ngắn, khổ 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 là tốt thôi, một thời gian ngắn là bao nhiêu lâu, ngạo thiên hành vội vàng hỏi, nhưng tạ đan quỳnh nghẹo đầu một cái, đã hôn mê bất tỉnh ngạo thiên hành gân nổi đầy mặt một thời gian ngắn con mẹ nó thằng nhãi chết bầm kia một ngày cũng là một thời gian ngắn một năm cũng là một thời gian ngắn cả đời bất quá cũng chỉ là một thời gian ngắn mà thôi nhưng người ta hôn mê bất tỉnh làm sao bây giờ ngạo thiên hành buồn bực đầy bụng đi ra ngoài thời gian từng ngày từng ngày trôi qua tạ đan quỳnh vẫn hôn mê bất tỉnh ngạo tà vân vẫn không hề có nửa điểm tin tức không khí trong ngạo thị gia tộc càng lúc càng trầm trọng đã một tháng trôi qua nhìn các gia tộc khác và một số tán nhân đã lục tục trở về, tin tức các nơi cũng không ngừng truyền tới, ngạo thị gia tộc rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa rồi. Liên phái người đi tiếp ứng, từng đợt từng đợt xuất phát, tiếp ứng, tìm kiếm, nhưng lại giống như ném đá xuống biển, đến một chút tin tức truyền về cũng không có. Kết quả là ngạo thiên hành nôn nóng rồi, ngạo thị gia tộc dứt khoát xuất động quy mô lớn, hướng về phía cực bắc hoang nguyên mà xuất phát. Không có ai biết, ngạo tà vân đối với ngạo thị gia tộc quan trọng cỡ nào. Trong khoảng thời gian này, áp lực tại Trung Tam Thiên, thậm chí ngay cả người bình thường cũng có thể cảm thụ được. Giống như giữa mùa hè, trên bầu trời đến một cơn gió cũng không có, mây đen áp đỉnh đầu. Khiến tất cả mọi người nóng tới mồ hôi đầm đài, nhưng một cơn mưa hy vọng vẫn mãi không rơi xuống. Hơn nữa, loại áp lực này, càng lúc càng nặng nề, từ trên thiên không, áp thẳng vào trong lòng mỗi người. Bước bối chết rồi, bước bối chết mất, tất cả mọi người đều biết, một khi loại tình huống này bị phá vỡ, chính là một hồi cuồng phong bão táp có thể hủy diệt tất cả. Nhưng khi loại áp lực này lớn tới một mức độ nhất định, không thể nhẫn nhịn, không thể chịu đựng được nữa, tất cả mọi người thà bị hủy diệt, cũng muốn lựa chọn cuồng phong bão táp, phá vỡ tất cả áp lực. Lại qua một tháng, khi tất cả mọi người đang lo lắng bất an, khó ngồi yên một chỗ, không khí trung tam thiên đã trầm trọng tới cực điểm, đột nhiên bị kích nổ. Một tin tức giống như sét đánh truyền khắp trung tam thiên. Vốn là liên minh, vốn là chiến hữu, âu gia đồ gia hắc ma mộng gia điền gia nội chiến rồi âu gia hắc ma điền gia giết sạch tất cả cao thủ mộng gia cùng đi chấp hành nhiệm vụ trong đó bao gồm mộng thị gia tộc đại công tử mộng lạc cùng hai vị hoàng tỏa cao thủ cùng rất nhiều vương tỏa võ tôn ngay sau khi trở về mấy đại gia tộc này liền giống như giết tới đỏ lừ cả mắt không ngờ lại giết sạch người của mộng thị gia tộc đang ở trong liên minh những kẻ mới cùng chuyện trò vui vẻ với bọn hắn cách đây không lâu sau đó lại xuất quân xuôi nam giết sạch tất cả nam nữ già trẻ mộng thị gia tộc, chó gà không tha. Lão tổ tông mộng thị gia tộc mộng thiên nhạc thân là cửu phẩm hoàng tọa, luôn luôn bế quan, cũng bị bức xuất quan, sau đó tất cả hoàng tọa mấy đại gia tộc cùng xông tới, điên cuồng hỗn chiến. Mộng thiên nhạc đánh trả trong bi phẫn, nhưng trong thời khắc mấu chốt nhất, mấy đại gia tộc cũng xuất động mấy vị lão tổ tông, đều là võ hoàng cao cấp. Loạn quyền đánh chết lão sư phó, giết chết mộng thiên nhạc đương trường. Mộng thị gia tộc bị đốt thành một đống cho tàn. Trong trận chiến này, tất cả những người tham chiến, nhất là phụ trách tiến công, đồ ra Âu ra Hắc Ma Điển ra. Ai nấy đều đỏ lừ mắt, dùng tư thái quyết tử tấn công. Tình huống như vậy, giống như mộng thị gia tộc đã đồng loạt đào mồ mà tổ tiên mấy đại gia tộc này lên. Sau đó lại đem tất cả nữ nhân trong mấy đại gia tộc này chơi qua một lượt, thù sâu như biển, không đội trời chung. Thủ đoạn hung ác, hạ thủ ngoan độc, tàn khốc. Ở trung tam thiên này, đều là trước nay chưa từng có. Mà vụ thảm án diệt môn này, hoàn toàn diễn ra dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại. Không hề có chút kiêng nể nào, phát sinh, hoàn toàn, không có bất cứ che che giấu giấu. Một đại gia tộc đã bị xóa tên rồi, mộng thị gia tộc, toàn gia nam nữ già trẻ, bao gồm tất cả quan hệ thông gian, tất cả thi thứ. Tất cả những gì có thể liên quan tới mộng thị gia tộc, đủ bị mấy đại gia tộc này nhổ cỏ tận gốc giống như phát điên. Trận đại chiến này, nhân số tử vọng vượt qua 10 vạn người. Tin tức này, Giống như sát đánh giữa trời quang, chấn kinh tất cả các đại gia tộc trung tam thiên. Ai cũng không nghĩ tới, phá vỡ bầu không khí nặng nề trầm trọng này, lại là một hồi nội chiến. Nội bộ liên minh rạn nứt, Mộng thị gia tộc ngang nhiên một mình đấu tất cả gia tộc khác. Thậm chí ngay cả Mạc Thiên cơ tính toán không sai sót, khi nghe được tin này, hai con mắt cũng phải lồi ra khỏi hốc mắt, chén trà trong tay rơi choang một cái xuống đất, vỡ tan, sau đó không ngờ còn véo véo lên đùi mình mấy cái, tím đen lại Cuối cùng mới tin mình không phải đang nằm mơ. Ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng có phản ứng như vậy, có thể nghĩ tới phản ứng của người khác thế nào. Tuy mấy gia tộc động thủ đều không nói một lời, mọi người cũng không biết nguyên nhân phát sinh chuyện này, nhưng tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, suy đoán không ngừng. Mộng thị gia tộc bị nhổ tận gốc như vậy, phải làm chuyện trời giận người oán, thiên lôi giáng xuống như thế nào mới có thể khiến nhiều đại gia tộc như vậy cùng điên cuồng nổi giận. Mộng thị gia tộc cũng quá có bá lực đi, con mẹ nó đang đối đầu với bảy tám đại gia tộc như vậy không ngờ còn có lá gan đắc tội với tất cả minh hữu của mình bọn họ không thể ngu xuẩn như vậy nha rốt cuộc là vì cái gì trung tam thiên tranh cãi không ngừng một người nói việc này không thể nghi ngờ nhất định là mộng lạc cường bảo ấu nữ các đại gia tộc khiến cho nhiều người tức giận một người khác phản bác nói thối lắm tuyệt đối không thể người căn bản không biết thế ra các đại gia tộc sẽ không vì việc này mà quyết tuyệt như vậy nguyên nhân bên trong tuyệt đối không phải là mộng lạc cường bạo ấu nữ. Hắn chém đinh chặt sắt xong, lại nghi ngờ nói, nói không chừng là lão tử mộng lạc lôi hết chủ mẫu mấy đại gia tộc này lên giường rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này rất có thể. Tên còn lại chen miệng hỏi, nói rất có lý. Cái này gọi là thượng bất chính, hạ tất loạn, mà hạ đã không đứng rắn thì chứng tỏ. Thượng tất bất chính, mộng lạc thích cường bạo ấu nữ, nói không chừng lão tử hắn cũng cường bạo. Lập tức rất nhiều người cùng gật đầu, ừm có đạo lý, cứ bàn luận như vậy. Liên minh các đại gia tộc lần này nhất định là tạo cơ hội cho lão sắc. Lang này không thấy hắn nán lại liên minh, vui đến quên trời quên đất. À, mà nói đi cũng phải nói lại, các vị chủ mẫu đại gia tộc tuy hơi già một chút, nhưng nhất định rất còn phong vận. Sau đó mọi người cùng than thở, lão tử mộng lạc có thể chết như vậy, cũng coi như chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chỉ là làm hại cả gia tộc, không hề khôn ngoan chút nào. Nhưng tiếp đó lại có người phản bác, người biết cái gì. Sắc tâm nam nhân đã nổi lên, thì còn quản gì gia tộc. Sau đó mọi người trầm tư, liên hệ với bản thân suy bụng ta ra bụng người, đều gật đầu. Cuộc bàn luận này không biết vì sao lại truyền ra ngoài, giống như có người cố ý thôi động, không ngờ càng truyền càng xa, dần dần trở nên ẩm ý. Kết quả là, gia chủ mấy đại gia tộc này ở Trung Tam Thiên đều là nhân vật quyền cao chức trọng, không ngờ cùng một lúc, trên đầu đã mọc lên một cái sừng dài ngoằng. Chương 612, Bổ Thiên sinh con, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong khi Trung Tam Thiên nổi lên bảo tố thì ở Hạ Tam Thiên lại xảy ra một đại sự long trời lở đất. Thiết phân đế quốc rốt cuộc thành công thống nhất thiên hạ, độc bá Hạ Tam Thiên. Ngay cả Bắc Cương Thảo Nguyên Lang cũng phải thần phục, đưa mắt nhìn khắp cả Hạ Tam Thiên, tất cả đều là biên giới của thiết phân đế quốc. Ngay khi cả nước đang ăn mừng, Hoàng đế bệ hạ lại chỉ phái thiết long thành đại biểu, cùng vui với thần dân mà chính hắn lại ở trong hoàng cung không ra nói rằng hoàng hậu ô thiến thiến đã tới kỳ sinh nở hoàng đế bệ hạ không thể thoát thân ra được sau khi tin tức này truyền ra cả nước vui mừng mọi người không những không nói gì mà ngược lại còn cho rằng hoàng đế bệ hạ trọng tình trọng nghĩa chính là hảo nam tử thế gian hiếm thấy thiết vân đế quốc có quân chủ như vậy chính là may mắn của thiên hạ may mắn của vạn dân cũng có người phát giác thiết long thành vương ra mặc dù đang ăn mừng với quần thần nhưng ánh mắt lại thường xuyên không tự chủ được hướng về phía hoàng cung mà nhìn trong ánh mắt ẩn ước có một tia lo âu và bất an tựa hồ chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này trở lại hoàng cung trong hoàng cung lan mai tiên vô cùng lo lắng canh giữ ngoài phòng sinh không ngừng đi 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 lại vẻ mặt lo lắng sốt ruột trong phòng sinh truyền ra những tiếng rên rỉ tựa hồ đang gắng gượng áp chế bên cạnh có ngồi một đôi phu phụ như phong thần tuấn lãng nam ôn văn nho nhã nữ ung dung cao quý nhìn qua thật giống như thần tiên. Lan Mai Tiên không ngừng thở dài, không ngừng đi tới đi lui, cuối cùng nói, Nhược Lan, bà đỡ ngươi dẫn từ Thượng Tam Thiên tới có ổn không vậy? Phi Lăng, không phải ta nói các ngươi, sở ra các ngươi có bà đỡ có tốt không vậy? Không phải ta đã nói, bảo các ngươi đi tìm thôi bà bà của Lan ra rồi sao, nhưng các ngươi lại không nghe, hiện giờ năm sáu bà đỡ của sở ra các ngươi đến nửa ngày cũng chưa có đi ra. Đám bà đỡ này đang làm cái gì thế không biết. Đôi vợ chồng này chính là Dương Nhược Lan và Sở Phi Lăng. Thì ra thiết bổ thiên trung quy vẫn lo lắng về bà đỡ trong cung, hơn nữa lại sợ để lộ bí mật, Lan Mai Tiên lập tức báo tin cho Dương Nhược Lan, sau đó Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng đã đích thân dẫn theo bà đỡ xuống. Dương Nhược Lan mỉm cười, nói, sư phụ không nên lo lắng, mấy người đệ tử mang tới đều có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa nguyên công cao cường. Lại nói, lúc trước đã kiểm tra qua, thay vị tiểu muội ổn định, tuyệt đối sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn trong lòng nàng có chút buồn cười bà đỡ của lan ra đương nhiên là tốt chỉ là sư phụ không đi mình và trượng phu hai người làm sao mời nổi người ta đây chính là lan ra mà chỉ là tại sao lại lâu như thế lan mai tiên cực kỳ lo lắng sư phụ có điều không biết dương nhược lan cảm thấy có chút khó mở miệng nữ nhân sinh con cũng không phải dễ dàng như vậy năm đó khi ta sinh hạ nhi tử cũng phải chịu tuyệt đại thống khổ suốt một ngày một đêm nói tới đây trong lòng không khỏi thấy ảm đạm, nỗi đau mất con, nhất thời dâng lên, cả hai mắt đều đỏ hoe. Sở phi lăng vội vàng an ủi, sở phi lăng có chút đứng ngồi không yên, nếu không phải lo lắng ái thê một thân một mình suốt môn, sẽ có điều gì ngoài ý muốn thì hắn cũng chẳng đi. Sư muội lão bà sinh con, hắn thân là phu quân sư tỷ há lại ngồi bên ngoài chờ. Cái tên sở diêm vương chết tiệt kia, Lan Mai Tiên thở hồng hộc nói, gây ra họa, không ngờ cứ như vậy bỏ đi, hỗn đàn, Điềm Điềm vì hắn mà chịu bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu thống khổ. Thậm chí ngay cả thời khắc sinh con trọng yếu như vậy mà hắn cũng không thấy bóng dáng đâu. Nàng rậm rậm chân, thật sự là tức chết lão nhân. Dương Nhược Lan cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, người nào căn bản không biết điều gì, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được. Bên trong, tiếng rên gì đột nhiên lớn hơn, chỉ nghe tiếng bà đỡ nói chịu đựng. Hiện tại không cần dùng sức, phải tích góp từng chút sức lực, bằng không chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra, người không còn sức lực nữa, rất có thể ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ. Không tốt với đứa nhỏ, những lời này tựa hồ có uy lực vô cùng, thanh. Âm thiết bổ thiên lập tức nhỏ xuống, chỉ nghe thấy nàng hít thật sâu, hít thật sâu, tích góp từng chút từng chút lực lượng của mình. Đồ nhi đáng thương của ta, Lan Mai Tiên lập tức ngồi xuống một cái ghế, hai tay bưng mặt. Không ngờ nhịn không được, nước mắt bắt đầu rơi xuống, kiếp trước không biết người thiếu nợ hắn cái gì. Mà đời này lại phải trả giá vì hắn như thế. Nàng ngồi một hồi, lại đứng lên, lại ngồi xuống, lại đứng lên, rốt cuộc đi tới trước mặt bức tranh tống tử nương nương, dáng vẻ tiểu tủy quỷ xuống, nương nương. Lan mai tiên ta cả đời không tin quỷ không tin thần, nhưng hiện tại ta tin ngươi. Chỉ cần người giúp điềm điềm thành công sinh con, đệ tử nguyện ý cung phụng bài vị nương nương suốt đời. Nếu trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế. Ánh mắt dương nhược lan có chút ướt át, sư phụ mình cả đời này kiên cường, cả đời không cưới gả, tính tình cao ngạo, từ trước tới nay không kính trời xanh, không sợ quỷ thần. Hiện giờ, không ngờ lại vì đồ đệ mình mà thành kính cầu nguyện như thế, có thể thấy được nội tâm nàng đã rối loạn tới mức nào. Một bên khác, ô thiến thiên sớm đã quỷ gối trước mặt một bức tranh tống tử nương nương khác, cũng không biết đã quỷ bao lâu rồi, nội tâm thầm cầu nguyện, nhất định, nhất định, phải sinh con thật khỏe mạnh, mẫu tử bình an. Tiếng rên rỉ trong phòng đột nhiên lại lớn lên, mang theo một sự thống khổ không thể đè nén được. Lan Mai Tiên dập đầu xuống đất, đau lòng thống khổ vạn lần. Đột nhiên quay đầu nói, nhược Lan, sinh con không thể dùng nguyên khí sao? Đau đớn như vậy, điềm điềm, làm sao có thể chịu nổi? Dương nhược Lan lộ vẻ khó xử, nói, sư phụ có điều không biết, ngay cả trí tôn sinh con. Cũng phải vượt qua cửa ải này, căn bản không liên quan chút nào tới nguyên khí. Bất kể tu vi thông thiên triệt địa thế nào, nhưng tới thời khắc này, đều không khác gì nữ tử bình thường hai lan mai tiền thất vọng quay đầu trở lại dập đầu một cái dáng vẻ tiêu tụy cầu nguyện cố gắng một chút nữa cố gắng một chút nữa sắp xong rồi sắp xong rồi bên trong thanh âm bà đỡ nhỏ nhẹ an ủi trong thanh âm tựa hồ mang theo lực lượng khiến lòng người an bình trong phòng thiết bổ thiên thống khổ rên rỉ sắc mặt trắng bệch chốc lát lại biến thành đỏ bừng hai bàn tay nắm chặt lấy méo giường khóe móng tay cũng có máu tươi chảy ra yên tâm nhất định không sao đâu chẳng qua đây là lần đầu tiên sinh con của ngươi, ừm, đứa nhỏ này khá lắm, thực khỏe mạnh. hiện tại mấu chốt là phải xem ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng. bà đỡ không ngừng an ủi, thiết bổ thiên yếu ớt gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, cúi đầu nói hai từ của ta nhất định sẽ bình an dáng thế. cuối cùng khi bên ngoài sắp không thể nhẫn nhịn nổi nữa, tốt, cố gắng lên, mạnh chút nữa, đúng rồi, ra rồi, ra rồi, đứa nhỏ ra rồi, oa một tiếng trẻ con khóc rõ to vang lên, giống như một tia sáng mặt trời xua tan mây đen đầy trời, cuối cùng cũng chuyển ra. Sau khi nghe thấy tiếng khóc này, thiết bổ thiên rốt của cũng hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng lộ ra một nụ cười an tâm hạnh phúc, mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Hai tử của ta, ta sinh ra, hai tử của hắn rồi, nghe tiếng khóc này truyền tới, tất cả mọi người đều chấn động tâm thần, lộ ra thần sắc vui mừng như điên. Đứa nhỏ thế nào, bộ dáng ra sao, Lan Mai Tiên vội vàng lớn tiếng hỏi khỏe lắm, một tiểu tử mập mạp, mẫu tử bình an. Theo bốn chữ mẫu tử bình an này truyền tới, ngay cả bậc cao thủ như Lan Mai Tiên Sở Phi Lăng Dương Nhược Lan cũng có một loại cảm giác hư thoát, tựa hồ lực lượng toàn thân đều tiêu hao sạch sẽ mất rồi. Nhưng trái tim rốt cuộc cũng được thả lòng xuống, trời cao phù hộ, Lan Mai Tiên vui mừng như điên, quỳ gối trước mặt bức tranh tống tử nương nương, dập đầu như băm tỏi, cảm tạ nương nương, cảm tạ nương nương. Từ nay về sau, Lan Mai Tiên nhất định sẽ ngày đêm cung phụng bài vị nương nương, hàng năm không ngừng hương khói, cảm tạ nương nương giúp điểm điểm của ta mẫu tử bình an. Sở phi lăng cùng Dương Nhược Lan đều thoáng nhìn nhau, nhìn thấy. Trong hai mắt đối phương đã thoáng đỏ lên, thật lâu sau, Lan Mai Tiên mới bình ổn tâm tình đứng lên, uống một ngụm trà lớn. Lau nước mắt, có chút ngại ngùng cười nói, hai nhà đầu các ngươi, tức chết ta, làm ta lo lắng muốn chết. Trong trí nhớ của lão nhân, từ trước tới nay thả đổ máu chứ không đổ lệ, cả đời chỉ khóc hai lần toàn bộ đều là vì hai nhà đầu chết tiệt các ngươi nàng lao lệ có chút thẹn quá hóa giận nói một lần là khi ngươi sinh con lão thân nán lại trên nóc nhà sở ra các ngươi thay ngươi rơi lệ suốt đêm lần này lại tới nhà đầu khiến người ta tức chết này mang hài tử của người ta lại không cho người ta biết chỉ biết im lặng chịu đựng hai sư phụ dương nhược lan lệ rơi đầy mặt thiến thiến từ lúc nghe được tiếng trẻ con khóc truyền tới liền ngây ra như phỗng sau đó mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng điên cuồng hướng về bức tranh mà dập đầu, tiếp gió nhảy dựng lên, hướng về phía phòng sinh mà chạy tới. Chớ đi vào, Dương Nhược Lan tay nhanh mắt lẹ, giữ nàng lại, bây giờ còn chưa thể đi vào. Vì sao, cái này, không được vào là không được vào. Lan Mai Tiên cười trách mắng, bà đỡ lập tức ôm đứa bé ra bây giờ, người gấp cái gì. Đây là chỗ sinh con, có thể tùy tiện vào ư. Nhà đầu ngươi thật không hiểu chuyện, ách, ô thiến thiến mặt đỏ lên, có chút ngượng ngập, bên trong có tiếng nước chảy tí tách, tựa hồ đang tắm rửa cho đứa bé. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân nhẹ hàng vang lên, một bà đỡ diện mạo hiền hòa, tay ôm một bọc tã lót nho nhỏ đi ra, vừa đi vừa cười nói, thật là quái, lão thân đỡ đẻ đã bao nhiêu hai y tử rồi, đại đa số khi mới sinh đều nhắm mắt lại. Vậy mà tên tiểu tử này lại ngược lại, hai con mắt cứ mở thao láo, con người đảo loạn, cũng không biết nó có thể thấy cái gì. Một bà bà phía sau cười nói, hai từ nhỏ như vậy, cho dù có trợn tròn mắt cũng không nhìn thấy cái gì. Ít nhất phải một ngày sau, thất khiếu thông toàn bộ mới có thể nhìn thấy được. Cho nên mới kỳ quái a, à, thật sao, mọi người tranh nhau vây tới, thật cẩn thận quan sát, phía trên tã lót, lập tức xuống lại thành một vòng tròn toàn đầu là đầu. Dương Nhược Lan cũng hưng phấn nhìn tới, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên ngơ ngẩn một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, nhìn lại lần nữa sau đó lại dụi dụi con mắt, mở chừng hai mắt mà nhìn. Chương 613, đây là cửu trọng đan, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thật là dễ thương, Lan Mai Tiên nói, ô thiến thiến bĩu môi, đứa nhỏ, này cả người thế nào lại hơi nhiều nếp nhăn một chút, giống như tiểu lão đầu vậy, vậy mà Lan Sư Phụ vẫn có thể nói ra hai chữ dễ thương được. Thiến thiến cũng không biết, hai từ mới sinh ra đều giống như vậy, giống như đứa trẻ trước mắt, đã có thể nói bóng loáng rồi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Dương Nhược Lan cúi đầu rên rỉ một tiếng, thân hình không ngờ lảo đảo suýt ngã. Lan Mai tiền nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy, nói, Nhược Lan, ngươi làm sao vậy? Dương Nhược Lan mở to mắt, có chút mê man, sau đó nhìn hài tử, thất hồn lạc phách nói ta. Ta không sao, sở phi lăng cũng phát hiện dị thường, vội vàng bước tới, đỡ lấy thê tử, liên thanh hỏi, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Dương Nhược Lan si ngốc nhìn đứa trẻ trong tã lót, thật lâu sau mới vô lực. Lặp đi lặp lại, ta không sao mà, nhưng trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cảm giác giống như sóng cuộn biển gầm. Khi nhìn thấy thiết bổ thiên, tuy rằng rất thân cận, nhưng cũng hiểu được, đó là sư muội mình. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé nho nhỏ này, đột nhiên một loại cảm giác giống như huyết mạch tương liên dâng lên trong lòng Dương Nhược Lan. Tựa hồ hài tử nho nhỏ trước mắt này chính là người thân cận nhất của mình. Loại cảm giác này thực huyền diệu. Hơn nữa, Dương Nhược Lan cũng có một loại cảm giác, đứa bé này, cùng con mình lúc mới sinh ra, làm sao lại giống nhau đến vậy? Sau đó lại cười khổ lắc đầu, trên đời này, hai tử mới sinh ra cơ bản đều rất giống nhau, mới từ trong bụng mẹ chui ra, cả người đầy nếp nhăn, làm sao có thể nhìn ra diện mạo giống ai? Căn bản là chuyện không có khả năng, ít nhất cũng phải chờ mấy ngày sau, làn da chậm rãi căng ra, biến thành bộ dáng trâu tròn ngọc sáng, mới có thể nhìn ra được hình dáng đại khái. Xem ra mình nhớ nhi tới tới phát điên rồi, chỉ là nhìn một hồi, báo hỉ xong bà đỡ lại vội vàng bế vào trong phòng, bởi vì thiết bổ thiên bên trong đã tỉnh lại, lo lắng tìm hài tử. Chờ đến khi bà đỡ tiến vào, thiết bổ thiên cũng không biết lấy đâu ra khí lực, không ngờ lập tức ngồi dậy. Khiến mấy bà đỡ hốt hoảng, đừng đừng, mau nằm xuống, tổ nãi nãi của ta, ngươi hiện giờ làm sao ngồi được, rốt cuộc cũng ôm hài tử vào trong lòng. Ánh mắt thiết bổ thiên nhìn lên khuôn mặt non nớt trong lòng, nhịn không được lại có một cảm giác thỏa mãn, giống như đã có được cả thiên hạ. Một cảm giác hạnh phúc tới cực điểm, cứ như vậy tràn ngập trong lòng, không thể ngăn chặn. Loại hạnh phúc, thỏa mãn này vượt xa khỏi cái cảm giác thành tựu khi thống nhất thiên hạ. Tựa hồ, toàn bộ thế giới, vào giờ khắc này, cũng không trọng yếu bằng đứa bén trong lòng ngực mình. Sở dương, người biết không, hai tử của chúng ta đã ra đời rồi, là con trai, thiết bổ thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nhịn không được lại hôn lên chán nó, trong lòng nhu tình vô hạn, ta sẽ chăm sóc nó, dạy dỗ nó thật tốt. Để khi nó trưởng thành, so với người càng thêm vĩ đại, Nàng dừng lại một chút, đột nhiên thay đổi khẩu khí, nói không, không cần nó vĩ đại hơn ngươi. Ta chỉ cần nó bình an vui vẻ cả đời, vô tai vô nạn. Cho dù không ưu tú cũng chẳng sao. Nhìn bà đỡ bế hài tử đi vào, Dương Nhược Lan si ngốc nhìn theo, thất hồn lạc phách, cảm giác trong lòng tựa hồ trống rỗng. Làm sao vậy? Sở Phi lăng nhạy bén cảm thấy thê tử có dị thường, thân thiết hỏi han. Vừa rồi tất cả mọi người vây lại nhìn, Sở Phi lăng cũng không thể chen vào được, chỉ có thể nhìn thoáng qua từ đằng xa, cũng không nhìn thấy rõ ràng. Không có việc gì, Dương Nhược Lan cả người vô lực, ngả vào lòng trượng phu, nghĩ tới cảm giác kỳ quái vừa rồi, há miệng định nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Ta cứ ở đây một thời gian ngắn nữa, đợi hai tử đầy tháng, diện mạo rõ. Giang rồi mới nhìn kỹ một phen, sư muội sinh hài tử thật đáng yêu, Dương Nhược Lan thấp giọng hâm, mộ nói, sở phi lăng trong lòng đau xót, biết thê tử lại nhớ tới con mình, không khỏi thở dài lan mai tiên đứng ngoài không ngừng hỏi vọng vào phòng đã xong chưa ta có thể vào xem không có thể cho ta vào trước không qua một hồi lâu bên trong cũng được thu thập thỏa đáng bà đỡ rốt cuộc mới đi ra bẩm báo có thể vào rồi bất quá phải chú ý đi phải nhẹ nhàng không được tạo ra tiếng gió lan mai tiên gấp đến không thể chờ nữa rồi thân hình giống như hóa thành quỷ mị nhẹ nhàng lướt vào không chỉ không gây ra tiếng gió thậm chí ngay cả cho bụi cũng không dính tới nửa điểm sở phi lăng day day chán mình thật sự không biết nói gì vì sao chỉ vì không mang theo tiếng gió không ngờ lại vận tới công lực toàn thân thì triển hồng mao tâm pháp dương nhược lan vô lực lui lại phía sau hai bước hai mắt nhìn thẳng vào trong phòng đến nháy mắt cũng không có đã hồn bay lên mây không biết suy nghĩ điều gì chỉ vô thức lui lại phía sau hai bước ngồi xuống nếu không phải sở phi lăng nhanh tay lẹ mắt thì dương nhược lan đã trực tiếp ngồi xuống đất rồi trong phòng Lan Mai Tiên khẩn trương xoa xoa tay, điềm điềm, còn đau không? Không đau, thiết bổ thiên dịu dàng lắc đầu, đứa trẻ trong lòng không an phận ngọ nguậy chân tay, đôi con người đen nhánh đảo tới đảo lui nhanh như chớp, không ngờ giống như rất có trí tuệ. Thiết bổ thiên không khỏi nở một nụ cười ấm áp, sư phụ xem nó kìa, thật nghịch ngợm. Lan Mai Tiên cũng nở nụ cười, chậm rãi ngồi bên mép giường, nhìn tiểu hài nhi, thở dài, nói tên tiểu hỗn đản này, khiến hảo đồ đệ ta đau gần chết. Chờ đến khi nó lớn hơn một chút, lão thân nhất định phải đánh vào mông nó. Không được, thiết bổ thiên lập tức phản đối. Lan Mai Tiên lập tức mỉm cười, coi người khẩn trương kia. Xem đi, người che chở, sủng ái nó như vậy. Ta thấy hoàng đế nhà người thế nào cũng dậy ra một tên công tử ăn chơi chắc táng. Xưa nay từ mẫu dậy hỏng con mà, thiết bổ thiên trợn trắng mắt, có chút bốc đồng nói thế thì đã làm sao. Ta có gia nghiệp cho nó phá, Lan Mai Tiên không biết nói gì, nắm lấy tay tiểu tử kia, cười nói, để ta xem xem thể chất tên tiểu gia hỏa này thế nào. Tiểu tử mà sư tỷ ngươi sinh ra lúc trước, chính là thiên thượng thể chất. Để ta xem linh lung băng tâm ngươi có thể sinh ra dạng nhi tử gì. Thiết bổ thiên mím môi cười, nói, thể chất gì thì chính là thể chất đó. Hiện giờ ta thật sự không suy tính hơn thiệt, nếu như thể chất quá tốt, chỉ sợ sau này phải lăn lộn trong giang hồ. Hai, vì ở quá nguy hiểm, lan mai tiền trợn trừng mắt, nói chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhi tử mình có thể trở thành cái thế cường giả. Thiết bổ thiên chậm rãi lắc đầu, ta chỉ muốn nó bình an. Như vậy là, đủ rồi, thật sự là, không có tiền đồ, Lan Mai Tiên cười mắng một tiếng, cẩn thận đưa nguyên khí vào trong cơ thể dứa trẻ, đột nhiên biến sắc, trở nên đỏ bừng, lẩm bẩm kinh mạch có chút. Hả, thiết bổ thiên cả kinh, lập tức lo lắng, sư phụ. Làm sao vậy, không có chuyện gì chứ, làm sao kinh mạch lại rộng như vậy lan mai tiên hít một hơi lạnh tiểu hài từ ta gặp qua cũng không ít nhưng tại sao lại có yêu nhiệt thế này lập tức sắc mặt lại biến đổi trở nên trắng bệch quái thai lan mai tiên nhíu mày vẻ mặt trầm tư có chút giống như thiết huyết đan tâm thể chất trong truyền thuyết bất quá hình như còn cao cấp hơn một chút ta cũng không thể xác định chính xác rồi chưa thấy qua loại thể chất này vậy là tốt hay là xấu thiết bồ thiên khẩn trương hỏi đương nhiên là tốt tốt đến không thể tốt hơn lan mai tiên kinh ngạc ngẩng đầu đánh giá thiết phân hoàng cung bốn phía xung quanh lẩm bẩm chẳng lẽ hoàng cung này chính là một phong thủy bảo địa bao nhiêu yêu nghiệt như vậy đều sinh ra ở nơi này thể chất đứa nhỏ này ta nhìn không thấu lan mai tiên trịnh trọng nói bất quá nhất định không phải là là nhỏ tin tức này người đừng truyền ra ngoài bằng không thiết bổ thiên gật đầu sư phụ ta hiểu được nàng vui mừng nhìn đứa bé yêu thích không nỡ buông tay nói không nghĩ tới tiểu gia hỏa nà lại khó lường như vậy không hổ là nhi tử của cha nó lan mai tiên sắc mặt tối sầm khó chịu hư một tiếng nhẹ giọng nói ngươi còn đau nữa không không đau thiết bổ thiên kỳ quái nhìn sư phụ mình đem viên đan dược trước ngực ngươi ăn vào đi lan mai tiên thúc giục nói đan dược thiết bổ thiên kinh ngạc đan dược gì viên đan dược ngươi vẫn đeo trên cổ đó lan mai tiên có chút sốt ruột mau lên nữ nhân sinh con giống như một lần vượt quỷ môn quan đã trải qua một lần sinh tử đúng là cơ hội tốt để ngươi thay đổi thể chất hiện tại ăn đan dược vào mau chờ đến khi thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục thì không còn kịp nữa rồi thay đổi thể chất thiết bổ thiên cầm chiếc bình tử tinh mà sở dương tặng có chút luyến tiếc đúng mau lên lan mai tiên sốt ruột nói ngươi vốn là băng tâm thể chất phá đi thân xử nữ băng tâm thể chất đã mất sạch sành xanh rồi nhưng tại thời điểm sinh hài tử này lại chính là cơ hội phá đi rồi lập tốt nhất hơn nữa người có thần dược trong tay một khi ăn vào vô cùng có khả năng trở thành tuyệt thế thể chất đệ nhất từ trước tới nay băng tâm ngọc cốt mau lên chỉ là hài tử làm sao bây giờ thiết bổ thiên có chút không nỡ nhược lan nhược lan ngươi chiếu cố hài tử lan mai tiên kêu một tiếng dương nhược lan lập tức giống như nghe thấy tiền âm vội vàng chạy vào nàng chờ một câu này đã lâu lắm rồi dưới sự thúc giục của Lan Mai Tiên, thiết bổ thiên rốt của cũng lấy ra cửu trọng đan, nhưng vẫn không lập tức phục dụng, nói, sư phụ, ngài xác định, chỉ bằng một viên đan dược này là có thể. Đây chính là cửu trọng đan đó. Mau lên, Lan Mai Tiên thấy nàng còn đang do dự, lo lắng cửu trọng đan vạn năm khó gặp. Nếu loại đan dược này còn không thể thay đổi thể chất ngươi, thì trên trời này không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi thể chất của ngươi nữa rồi. Cũng không biết hài tử ngươi có vận gì, không ngờ lại gặp được cửu kiếp kiếm chủ giống như thần long. Thật sự là may mắn, cửu kiếp kiếm chủ giống như thần long, thiết bổ thiên kinh hô một tiếng, đột nhiên trong lòng nổi sóng, tâm tư trao đảo, không thể tự kiềm chế được, nhất thời trăm mối cảm xúc hỗn loạn. Sở dương, không ngờ chính là cửu kiếp kiếm chủ, chẳng trách, chẳng trách, thiết bổ thiên thì thào nói, chẳng trách sở dương lại lợi hại như thế, chẳng trách tiến cảnh sở dương lại nhanh như vậy. Chẳng trách hắn lại có thể xoay chuyển thế cục thiên hạ, chẳng trách hắn lại có thể đánh bại đệ ngũ khinh nhu. Nàng chỉ ngơ ngác một chút, đột nhiên chộp lấy tay Lan Mai Tiên, sư phụ, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Nàng chính là nhất đại đế vương, há có thể không biết nặng nhẹ bên trong. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, lập tức cảm nhận được nguy hiểm của sở dương. mười 614, trực giác của Dương Nhược Lan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lan Mai Tiên mỉm cười nói, yên tâm, sư phụ biết nặng nhẹ, sẽ không truyền ra ngoài đâu bất luận kẻ nào cũng không thể thiết bổ thiên chém đinh chặt sắt trịnh trọng nói chỉ cần sư phụ đáp ứng đồ nhi lập tức dùng đan dược nhưng nếu sư phụ nói ra ngoài cho dù chỉ nói cho một người biết đồ nhi cũng chỉ có thể lập tức tìm đường chết lan mai tiên bước đi thong thả hai bước trầm ngâm nói chỉ cần người đáp ứng ta tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt tới tuyệt đỉnh ta sẽ đáp ứng ngươi được thiết bổ thiên không chút do dự mở bình tử tinh lấy đan dược ra cũng không thèm nhìn một cái lập tức cho vào trong miệng ánh mắt sáng ngời sư phụ không nên quên lời hứa của ngươi đứa nhỏ này vi sư còn có thể nói không giữ lời hay sao lan mai tiên còn chưa ý thức được vì sao đồ đệ mình lại bắt mình hứa như vậy lập tức nâng thiết bổ thiên dậy một tay đặt ở sau lưng một tay đặt trên thiên linh cái nàng nói bài trừ tạp niệm vận công tiêu hóa dược lực đừng nghĩ tới cái gì cả thiết bổ thiên vừa muốn lên tiếng đã thấy một cỗ nhiệt khí từ trong đan điền vọt lên trong phút chốc đau đớn toàn than không ngờ đã biến mất vô tung vô ảnh trong nháy mắt sau đó tứ chi bách hải đều truyền tới một cảm giác sảng khoái cực hạn đồng thời sau lưng một cỗ linh lực mãnh liệt tràn vào xuyên vào đan điền sau đó cùng đạo linh khí kia xoay tròn mà lên trên thiên linh cái lại một cỗ linh lực tràn xuống ba cỗ kinh khí vừa chạm lập tức hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia linh khí thiết bổ thiên lập tức cảm thấy toàn thân mình giống như đang xuất hiện những biến hóa nhỏ bé sau đó tất cả biến hóa cùng hội tụ lại với nhau rốt cuộc biến thành long trời lở đất. Thật lâu sau đó, Lan Mai Tiên mới bịch một tiếng, ngã ngửa ra phía sau, hồn mê bất tỉnh. Lần này giúp thiết bổ thiên thay đổi thể chất, không ngờ lại tiêu hao sạch sẽ công lực của nàng. Nếu không có cả tháng tính tu, căn bản không thể khôi phục được. Thiết bổ thiên toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên người tràn đầy chất bẩn, không biết là bài tiết ra thứ gì, không ngờ cảm thấy thân thể hoàn toàn khôi phục, toàn thân nhẹ bẫng như muốn bay lên. Hơn nữa, trong não hải, tựa hồ còn có rất nhiều cảm ngộ huyền ảo. Nàng chống tay đứng dậy, lại phát hiện mình đã không hề gì. Vừa vặn vì chuẩn bị sinh hài tử, cần rất nhiều nước ấm, lập tức truyền lệnh đem vào, tắm rửa thân thể thật sạch sẽ. Đứng dậy, lập tức cảm giác được bản thân thay đổi rất lớn. Lan Mai Tiên từ từ tỉnh lại, thân thể suy yếu, nhưng tinh thần lại phấn chấn vô cùng. Cầm lấy tay thiết bổ thiên kiểm tra một phen, vui mừng cười lớn nói tốt tốt. Tốt, Lan Mai Tiên ta rốt cuộc cũng có y bát truyền nhân, trăm mạch đều thông, đan điền bích hải, linh lung băng tâm, băng cơ ngọc cốt. Tụ lại một thân, ánh mắt nàng sáng ngời, điềm điềm, phải dụng tâm tu luyện. Ngươi hiện tại, gần như đã không còn chướng ngại tu luyện, đứng ở khởi điểm tối cao của băng tâm triệt ngọc cốt, tuyệt đối không nên cô phụ ân điển trời ban. Nàng dừng lại một chút, nói chỉ cần ngươi cường đại lên. Ngươi mới có thể bảo vệ hài tử của ngươi, hạ tam thiên mặc dù ngươi là hoàng đế, nhưng ngươi nên biết, trung tam thiên, cũng không bởi vì ngươi là hoàng đế mà chiếu cố nhi tử của ngươi đâu thiết bổ thiên trong lòng dùng mình nói đệ tử hiểu rồi lan mai tiên vui mừng cười nói chờ đến khi hài tử đầy tháng ta sẽ mang theo thiến thiến đi trung tam thiên trước ngươi phải dạy dỗ hài tử cho tốt tu luyện cho tốt tới thời điểm thích hợp còn phải lên thượng tam thiên đó mới là địa phương mà thiên tài chân chính các ngươi nên ở thiết bổ thiên chẳng nói đúng sai ánh mắt có chút mê man thật lâu sau đó Thiết bổ thiên mới chậm rãi nói, ngài để thiến thiến vào đi, ta có chuyện muốn nói với thiến thiến. Lan Mai Tiên gật đầu, đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, ô thiến thiến đã nhẹ nhàng đi vào, người tìm ta. Ánh mắt thiết bổ thiên có chút phức tạo, nhìn nàng, sau một hồi lâu mới nói, người quyết định rồi sao? Ô thiến thiến cúi đầu, thấp giọng nói, ừ. Thiết bổ thiên thở vào nhẹ nhõm một hơi, nói tốt. Ngày mai ta sẽ ban bố thánh chỉ, hoàng hậu ô thiến thiến khó sinh mà chết. Cả nước chia buồn thiến thiến trầm mặc một hồi thật lâu sau mới nhẹ giọng nói ta không an tâm nàng thở dài nói đều không an tâm thiết bổ thiên khẽ cười nói không an tâm ha ha thiến thiến nếu như ngươi gặp được hắn ngàn vạn lần đừng nói với hắn chuyện này nói xong lời cuối cùng thần sắc nghiêm túc ô thiến thiến cắm môi cho đến khi môi trắng bệch nói được thiết bổ thiên mỉm cười thiến thiến ngươi cảm thấy đứa bé này dọ là thiết dương được không thiết dương dương trong thái dương đây chẳng phải là trùng tên, thiết dương, dương trong toàn thiên dương, toàn thiên dương giống như cương thiết, không có cảnh nhánh, sinh trưởng thẳng tắp, tắm mình trong dương quang. Sông thẳng cửu tiêu, thiết bổ thiên nặng nề, chậm rãi nói thiết dương, chính là người thừa kế duy nhất của thiết phân đế quốc, thái tử trời định, bá chủ thiên nhà tương lai. Ánh mắt nàng chợt lóe tỏa ra hào quang quân lâm thiên hạ, trầm dọn nói ta sẽ vì nhi tử, mà đánh ra một giang sơn sắt thép. Thiên thu vạn tái, bên ngoài, Dương Nhược Lan ôm Tiểu Hải Nhi, yêu thích không nỡ buông tay, càng lúc càng có cảm giác ấm áp lẫn chua sót trong lòng. Một cảm giác huyết mạch tương liên, khiến cho nàng ôm lấy dứa nhỏ này, không ngờ không thể buông xuống được. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thích hài tử của người khác như vậy. Sở Phi Lăng mỉm cười nói, "Ngươi ôm thử xem." Dương Nhược Lan trong lòng chợt động, đột nhiên nói, Sở Phi Lăng cực kỳ cẩn thận tiếp nhận lấy hài tử, ôm thân thể nho nhỏ mềm yếu vào trong lòng. Tiểu Hải Nhi tự hồ nhếch môi nở một nụ cười khoái hoạt. Sở phi lăng gần như trong nháy mắt đã bị nụ cười này chinh phục, một loại cảm giác kỳ dị, giống như một đạo thiểm điện, đột nhiên xẹt qua trong lòng hắn. Sở phi lăng cả người run lên, không khỏi lầm bẩm tiểu tử thật đáng yêu. Có cảm giác giống như là người của sở gia ta, dương nhược lan cả người run rẩy kịch liệt, mắt phượng mở lớn, run giọng nói, ngươi. Ngươi cũng có cảm giác này, đúng lúc này, lan mai tiên đi ra, nhược lan, lão thân phải đợi một tháng nữa mới có thể trở về. Nếu ngươi và Phi Lăng có chuyện, cứ về, trước đi, không có việc gì, không có việc gì. Sư phụ, một tháng sau chúng ta về cùng ngươi được mà. Dương Nhược Lan vội vàng nói, cũng được, Lan Mai Tiên gật đầu, ta nghỉ ngơi một chút, khôi phục nguyên lực. Hôm nay vi sư hao tổn sạch sẽ rồi, nói xong liền đi luôn. Trong lòng Dương Nhược Lan dâng lên từng đợt từng đợt cảm xúc minh mông. Mình có loại cảm giác này, trượng phu cũng có loại cảm giác này. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại có cảm giác như vậy? Vì sao nàng ngây ngẩn mà đứng? Thiết bổ thiên đi ra tiếp lấy hài từ từ trong lòng sở phi lăng mỉm cười cảm tạ đa tạ sư tỷ lần này thật sự là phiền toái các ngươi. Ngươi tại sao hiện tại đã đi ra ngoài rồi? Không sao cả rồi. Thiết bổ thiên cười ha ha sư tỷ và tỷ phu nếu như không có chuyện gì không ngại ở lại chỗ ta vài ngày nhé. Được đối với yêu cầu dương nhược lan không đợi sở phi lăng trả lời đã lập tức đáp ứng. Ngày hôm sau thiết phân đế quốc cùng ban xuống hai đạo thánh chỉ khiếp sợ thiên hạ thiết phân đế quốc thái tử ra ra đời hoàng đế bệ hạ đích thân ban tên thiết dương khâm phong thái tử vị xác định người thừa kế thiết phân đế quốc đại xá thiên hạ cả nước vui mừng thiết phân đế quốc hoàng hậu ô thiến thiến khó sinh hương vẫn ngọc tiêu truy phong làm trung hiếu nhân nghĩa tiết liệt hiếu võ hoàng hậu quốc mẫu duy nhất quốc tang bảy ngày chôn cất đế lăng hai tin tức một hỉ một bi chân kính thiên hạ rồi nửa tháng sau, thiết vân đế quốc lại truyền ra tin dữ. Bổ thiên các tri chủ, sở diêm vương, vết thương cô tái phát, vào đêm hôm trước, không trị mà chết. Truy phong đệ nhất vương ra khác họ, cả nước cùng chia buồn. Khi đạo thánh chỉ thứ ba phát ra, không một ai biết, thiết bổ thiên từng tay nâng ngọc tỷ, ngơ ngác nổi trước thánh chỉ cả buổi sáng, không thể hạ xuống. Đợi đến khi đại ấn mạnh mẽ hạ xuống, từ trong mắt thiết bổ thiên, đã chảy ra hai dòng nước mắt. Từng ngày từng ngày qua đi, da thịt hài tử đã hoàn toàn căng nhẵn cả người trắng trẻo trong trắng lộ hồng khiến người ta cực kỳ yêu mến dương nhược lan gần như mỗi ngày đều tới đây thăm mấy lần càng nhìn trong lòng càng rung động không thể áp chế sau khi diện mạo hài tử hoàn toàn lộ rõ dương nhược lan càng nhìn càng thấy trùng khớp với hài tử trong trí nhớ của mình những năm gần đây mỗi ngày đều nhớ tới nhiều lần đêm khuya cũng nằm mơ tới tựa hồ nhi tử vẫn đang nằm trong lòng mình trí nhớ đó há có thể không khắc sâu hôm nay Dương Nhược Lan chợt lóe linh quang trong lòng, nhớ tới vị Sở Diêm Vương mà mình từng giáo huấn ở Trung Tam Thiên. Ẩn ước cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Rốt cuộc, hôm đó, Dương Nhược Lan lẩm bẩm, nghe sư muội nói, đây là hài tử của Sở Diêm Vương, chỉ là lần trước ta từng gặp qua Sở Diêm Vương, diện mạo của hắn và đứa bé này hoàn toàn không giống. Không giống? Sở Phi Lăng đang xem thư bên cạnh, không nhịn được hỏi một câu. Nhưng Dương Nhược Lan lại đứng phát dậy, khiến cho sở phi lăng sợ nhảy dựng lên ngẩng đầu chỉ thấy thê tử đang trợn trừng hai mắt lẩm bẩm không giống vì sao không giống diện mạo đứa bé này tuy kế thừa đặc điểm của mẫu thân nhưng mày kiếm mũi long bộ dáng khí chất dương cương tuyệt đối là từ phụ thân nó chỉ là vì sao lại không giống dương nhược lan toàn thân đều run rẩy vì sao không giống vì sao sở phi lăng bên cạnh ngử một tiếng nằm ở trên ghế thầm nghĩ nhược lan lại nhớ nhi tử tới có chút nổi điên lên rồi nhi tử người ta không giống có liên quan gì tới chúng ta nhưng dương nhược lan đã đứng lên ta đi tìm sư muội này bây giờ là đêm khuya sở phi lăng vội vàng ngăn cản nhưng dương nhược lan lại mắt điếc tai ngơ đi xa mất rồi sở phi lăng cười khổ một tiếng nhìn ánh nến bập bùng thầm nghĩ lần này trở về nhất định phải gia tăng tìm kiếm mới được nếu không nhìn thê tử như vậy thật khiến người ta lo lắng buổi tối hôm đó thiết bổ thiên cho con bú Dỗ dành nó ngủ xong thì nghe báo Dương Nhược Lan tới, vội vàng tiếp kiến. Hai tử hoàng gia vốn đều là vú em nuôi nấng, nhưng Thiết Bổ Thiên lại rất kiên quyết cự tuyệt, tự mình nuôi nấng. Quyết định này khiến Dương Nhược Lan rất đồng tình, "Điềm Điềm, ta có thể hỏi ngươi một chuyện hay không?" Dương Nhược Lan lại tới đây, nhìn Hải Từ ngủ say, trong lòng tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy môi phát khô, có chút lo lắng hỏi. Chương 615, không phải trùng hợp như thế chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chuyện vì vậy, Sư tỷ cứ nói, không sao đâu. Thiết Bổ Thiên rất cảm kích Sư tỷ nàng, nghe vậy liền lập tức đáp ứng. Ta có thể hỏi, phụ thân đứa nhỏ này, bộ dáng ra sao? Thanh âm Dương Nhược Lan có chút run rẩy. Thiết Bổ Thiên ôm Nhu nhìn thoáng qua nhi tử đang ngủ say, hé miệng mỉm cười nói, Sư tỷ, cái này còn phải hỏi sao? Tướng mạo mạo đứa nhỏ này, gần như giống hệt với phụ thân nó, không khác chút nào. Không khác chút nào thanh âm dương nhược lan run rẩy trong lòng giống như có sét đánh chẳng lẽ lần trước ta đã tìm lộn người thân thể nàng run rẩy lảo đảo muốn ngã khiến thiết bổ thiên hoảng sợ đột nhiên trong lòng xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng chẳng lẽ người kia chính là con ta mà tiểu tử kia khiến mình cảm thấy vô cùng thân thiết lại chính là tôn tử mình nàng biết ý niệm này có chút kỳ quái không phù hợp thực tế quá mức phỏng đoán nhưng lại không thể khống chế được mình suy nghĩ tới nó Khuôn mặt Dương Nhược Lan trong chốc lát đã trở nên đỏ bừng, nhưng chẳng mấy chốc lại lại trở nên trắng bệch, biến hóa không ngừng. Tim nàng đập giống như nổi trống, thậm chí Thiết Bổ Thiên cũng có thể nghe thấy rõ ràng. "Sư tỷ, ngươi làm sao vậy?" Thiết Bổ Thiên lo lắng hỏi. Dương Nhược Lan mắt điếc tai ngơ, đột nhiên khàn khàn nói, "Hắn họ Sở." Thiết Bổ Thiên nghi hoặc gật đầu, thầm nghĩ, cái này thì có gì là bí mật? Chẳng phải ngươi cũng sớm biết rồi sao?" Hắn tên Sở Dương, Dương Nhược Lan truy vấn. "Đúng." Thiết bổ thiên nói, hắn bao nhiêu tuổi, lại hỏi, có lẽ là 18, hoặc là 19, thiết bổ thiên có chút không xác định nói, không biết bao nhiêu tuổi, Dương Nhược Lan mở to hai mắt, ừm, um, nghe nói hắn bị vứt bỏ, không biết thân thế của mình, thiết bổ, thiên trầm tư trả lời, từ trong miệng Dương Nhược Lan chợt phát ra một tiếng khe khẽ, không biết là thanh âm gì, giống như bị thiên lôi oanh đỉnh, trong lòng tựa hồ đột nhiên bị một cây cương châm cháy hồng đâm vào, nhịn không được choáng váng, hai mắt toàn sao là sao. Thân thể nàng lay động một hồi lâu, rốt cuộc mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Lại phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, mình đã rơi lệ đầy mặt rồi. Bị vứt bỏ, không biết thân thế của mình. Hai câu nói này, đã khiến Dương Nhược Lan toàn thân đau đớn, lục phủ ngũ tạng như quặn thắt lại, co rút, đau đớn. Đau đến trước mắt nàng biến thành mau đen, gần như mất đi ý thức. Hồn phách tựa hồ đang phiêu phiêu đáng đáng, trong mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy thanh âm của mình hỏi hắn bị vứt bỏ không biết thân thế của mình không biết tuổi tác bản thân ừm thiết bổ thiên cảm thấy mờ mịt từ nhỏ hắn đã được sư phụ thu dưỡng hoàng hậu ô thiến thiến chính là sư tỷ của hắn có qua lại với hắn ta cũng không rõ ràng lắm hoàng hậu ô thiến thiến sư tỷ của hắn dương nhược lan chỉ cảm thấy giống như đã bôn ba vượt qua thiên sơn vạn thủy cả người ướt sẫm mồ hôi một điểm khí lực cũng không có, thậm chí có thể an ổn ngồi bên mép giường cũng đã hao hết tất cả khí lực của mình rồi. Được sư phụ thu dưỡng từ nhỏ, bị vứt bỏ, không biết thân thế của mình, đứa trẻ này, diện mạo giống phụ thân nó như đúc, giống như đeo khuôn mặt của phụ thân nó vậy. Dương nhược lan thần hồn phiêu đáng, ánh mắt ngây dại, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Thiết bổ thiên gọi nàng mấy tiếng, không ngờ nàng không hề nghe thấy, hồi nơi thiên ngoại. Sư phụ của hắn, dương nhược lan cuối cùng đã nhớ ra vấn đề này đây không thể nghi ngờ chính là một manh mối trọng yếu sư môn của hắn là môn phái nào thiên ngoại lâu sư phụ hắn là ai tên là gì nghe nói tên là mạnh siêu nhiên tiểu sư đệ nhỏ nhất của thiên ngoại lâu thế hệ trước dương nhược lan hỏi càng lúc càng nhanh thiết bổ thiên đối đáp trôi chảy cũng càng lúc càng nhanh hiện giờ nàng đã ẩn ước cảm thấy điều gì đó có chút sợ hãi có chút hoảng hốt khó hiểu còn có một loại trực giác mơ hồ Loại trực giác mơ hồ này khiến khuôn mặt Thiết Bổ Thiên dần dần trắng đi, rồi lại lập tức trở nên đỏ bừng, trả lời vấn đề của Dương Nhược Lan cũng có chút cẩn thận. Không thể nào, ta ta, không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Sở Dương là một cô nhi, nghe nói sư tỷ và tỷ phu 18 năm trước đã từng đánh mất hài tử, đến nay vẫn chưa tìm được. Thiết Bổ Thiên cũng hoảng hốt rồi, một cảm giác xấu hổ vô cùng dâng lên trong lòng. Đây, không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy trời ơi cái này nếu là thật ta vị đế vương một nước này luôn luôn kiên cường cơ chí là tuyệt đại bá chủ nắm giữ quyền sinh quyền sát mấy trăm triệu lê dân bách tính là hoàng đế bệ hạ tại nhiệm của một đệ nhất đế quốc đột nhiên tâm hoàng ý loạn trong lúc bối rối ánh mắt hai người vô ý lại chạm vào nhau trong mắt dương nhược lan là hoài nghi hoài nghi hoài nghi hy vọng hy vọng hy vọng ở trong mắt thiết bổ thiên lại là kinh nghi ngượng ngừng sợ hãi không xác định mơ hồ còn pha lẫn xấu hổ xấu hổ vô cùng ngươi dương nhược lan kinh ngạc nói ngươi thiết bổ thiên ngẩn người nói hai người cùng há miệng cùng ngậm lại trầm mặc cùng nhìn khuôn mặt phức tạp của đối phương ngươi nói trước đi ngươi nói trước đi lại đồng thanh lên tiếng sau đó lại cùng trầm mặc khụ 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 ta nghe nói ngươi ta nghe nói ngươi hai nữ nhân giống như bị chúng ma chú ở cùng một thời điểm cùng mở miệng cùng ngậm miệng sau đó lại nói giống hệt nhau cứ ngồi ngây ngẩn như vậy. Để ta nói trước đi." Dương Nhược Lan thở dài, "Ta và, tỷ phu, tỷ phu, ngươi." Đột nhiên cảm thấy hai chữ tỷ phu này khó đọc vô cùng. Khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Thiết Bổ Thiên lập tức đỏ lên, tựa như bốc lên một cơn đại hỏa, cúi đầu thật sâu, trái tim đập thình thịch. Ngàn vạn lần không thể trùng hợp như vậy, nếu loại chuyện này bị chính mẹ chồng mình vừa vặn bắt được đương trường. Thiết Bổ Thiên cảm thấy, nếu thật sự như vậy, chỉ cần trên mặt đất có cái khe nẻ nào thôi, mình cũng có thể lập tức chui vào. Mắc cỡ chết mất, Dương Nhược Lan hắng giọng nói, 18 năm trước, hai tử của ta bị thất lạc ở Hạ Tam Thiên. Cho tới bây giờ, vẫn chưa tìm lại được, điềm điềm, người xem tướng mạo tỷ phu ngươi, với người kia, có, khổ khổ, chỗ nào giống nhau không? Dương Nhược Lan ho khan, nhưng ánh mắt cũng tràn đầy hy vọng, nhìn về phía thiết bổ thiên. Thiết bổ thiên ừng một tiếng, cả người giống như bắt lửa, không ngờ cũng run rẩy. Khi mới nhìn thấy Sở Phi Lăng, nàng cũng cảm thấy vị tỷ phu này cực kỳ quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, những rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt A. Hơn nữa đây còn là nam nhân của sư tỷ, nhưng giờ phút này được Dương Nhược Lan chỉ điểm, nàng rốt cuộc cũng nhớ ra vị tỷ phu này giống ai, giống Sở Dương. Giống người mà mình nhớ thương, có điểm giống, thanh âm thiết bổ thiên giống như mũi kêu, chỉ có một điểm giống, dương nhược lan chưa từ bỏ ý định ừm khá nhiều điểm thiết bổ thiên che mặt cúi đầu lộ ra cái cổ duyên dáng như thiên nga đã xấu hổ tới đỏ bừng dương nhược lan lập tức hưng phấn lên vậy ngươi nói về hắn càng chi tiết càng tốt thiết bổ thiên choáng váng đáng thương nhìn dương nhược lan nói sư tỷ sư cái này cái này đáng thương cho vị nhất đại đế vương này lần đầu tiên cảm thấy khó khăn xấu hổ như vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua nhi tử đột nhiên lại có một loại cảm giác chỉ hận không thể đem tên tiểu tử này bắt lại rồi nhét vào trong bụng mình dưới ánh mắt vô cùng mong chờ và lo lắng của dương nhược lan ánh mắt thiết bổ thiên có chút dại ra bắt đầu kể lại các ngươi gặp nhau thế nào lúc ấy chuyện gì xảy ra hắn nói với ngươi cái gì hắn ra sao các ngươi làm thế nào mà có hài tử từ, từng câu từng câu hỏi giống như liên thanh đạn pháo liên tiếp được đưa ra khiến cho thiết bổ thiên choáng váng đầu óc hoa mày chóng mắt Vị nhất đại đế vương này, đối diện với ngàn vạn đại quân vẫn có thể bình tĩnh như thường, nhưng giờ phút này lại giống như một người mắc bệnh cả lăm, hơn nữa. Còn là một người mắc bệnh cà lăm phạm tội, cúi đầu, giống như nhận tội, kể hết mọi chuyện. Còn vị quan tòa đại nhân lại đều có hứng thú đối với tất cả quá khứ của phạm nhân. Hỏi đi hỏi lại, không sợ người khác phiền, chỉ cần hỏi là từng điểm từng điểm chi tiết bên trong. Cuối cùng, khi đáp xong vấn đề cuối cùng, thiết bổ thiên gần như có cảm giác muốn hôn mê hết rồi, hết rồi, Dương Nhược Lan vẫn chưa thỏa mãn thở dài, ừm, nữ hoàng bệ hạ tiếng như mũi kêu, chỉ như vậy, ừm, thật sự là chịu bao nhiêu đau khổ, hai tử đáng thương, nói xong, những lời này, từ trong khóe mắt Dương Nhược Lan lại chạy ra từng giọt từng giọt nước mắt. Dương Nhược Lan hiện giờ đương nhiên không dám hoàn toàn xác nhận, nhưng trong lòng cũng đã ẩn ước xác nhận, sở diêm vương này mới là sở diêm vương chân chính. Mà kẻ mình đã giáo huấn kia, tuyệt đối là đồ giả mạo mà sở diêm vương chân chính có tám thành là nhi tử thất lạc của mình về phần những chuyện trước khi tiến vào thiết phân thì phải hỏi ô thiến thiến nàng bây giờ đang ở trong hoàng cung thiết bổ thiên ấp úng nói vội vàng bán đứng ô thiến thiến thay ta chia sẻ một chút đi muội muội ta thật sự không chịu nổi nữa rồi đúng ta làm sao lại quên nàng nhỉ nhà đầu kia chính là sư tỷ hắn cơ mà dương nhược lan hưng trí bừng bừng mặt đầy hồng quang đứng dậy nói ta đi tìm nàng đây vâng cái này, sư, ngài cứ tự nhiên, thiết bổ thiên cảm thấy đầu lưỡi mình ấp không chuyển động nổi nữa rồi, cúi đầu khom lưng nói. Ừm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Dương Nhược Lan nhìn lại, nhìn thiết, Dương đang ngủ say, ánh mắt lúc này đã hoàn toàn bất đồng. Ta dẫn ngài, thiết bổ thiên vội vàng từ trên người nhảy xuống, bên. Trong vẻ ân cần lại có một chút lấy lòng, cẩn thận. Đừng, ngươi vừa mới sinh, mau đi nghỉ ngơi cho tốt, Dương Nhược Lan vội vàng đè bả vai nàng xuống. Nhìn Dương Nhược Lan siêu một tiếng đã chạy ra ngoài, thiết bổ thiên mặt đỏ bừng, ngây ngẩn ngồi trên giường, chỉ cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh, giống như phát sốt, thật lâu sau, đột nhiên vô lực rên rỉ một tiếng, lập tức ngã xuống giường, kéo chăn, che mặt mình lại. Thần ơi, để ta chết đi, chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Ô ô, vạn nhất, là thật, thì phải làm sao bây giờ? Chương 616, đều trách cha mẹ nhẫn tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com thiến thiến đang đả tọa trong phòng yên tĩnh mấy ngày nay nàng gần như đều không hề ngủ mục tiêu của ta là ở trên cửu trọng thiên đây là lời sở dương từng nói cho nên ta cũng phải đi ta sẽ không để ngươi nhìn thấy ta nhưng ta muốn nhìn thấy ngươi trợ giúp ngươi thiến thiến khi thiết dương đầy tháng ta sẽ dẫn người trở về thượng tam thiên ở đó ta sẽ tiến cử ngươi tới một vị danh sư tương lai của ngươi không thể hạn lượng đây là lời lan mai tiên nói cho dù là quân cấp thánh cấp cũng chưa chắc đã không thể thậm chí là trí tôn tối cao chỉ cần ngươi cố gắng chớ cô phụ tư chất của ngươi ta sẽ không cô phụ ta càng mạnh lại càng có thể trợ giúp hắn ngươi phải giúp ta chăm sóc hắn giúp ta ngươi phải thay ta giúp đỡ hắn nhưng đừng cho hắn biết chuyện thiết dương thanh âm thiết bổ thiên lại một lần nữa vang lên trong lòng ô thiến thiến khẽ thở dài một hơi hai người thật sự là đồng bệnh tương liên còn nhớ rõ ngày sở dương rời đi Thiết bổ thiên cùng mình nói chuyện, thiên hạ này, có bao nhiêu nữ tử, thành thân sinh tử cả đời, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đến lúc đầu bạc giang long. Nhưng nếu sống đến già rồi mà tình yêu chưa từng trả giá chân chính. Tuy con cháu đầy cả sảnh đường, thân tình tràn ngập, nhưng cũng không phải tình yêu chân chính, Thủy chung vẫn cô độc tịch mịch mà thôi. Kỳ nam tử thế gian, có được mấy người, toàn bộ cửu trọng thiên mấy trăm trăm triệu người, mấy trăm trăm triệu nữ tử, có mấy người có thể ở cùng nam tử mà mình thích. Cùng nam tử chinh phục mình sinh ra một đoạn tình cảm. Ta từng có, vậy là đủ rồi, không hề yêu cầu điều gì xa vời nữa. Nếu như mạnh mẽ níu kéo hắn, hắn đương nhiên sẽ ở lại, chỉ là níu kéo như vậy. Để làm gì, còn không bằng im lặng, để trong lòng còn có chút ảo tưởng. Nữ nhân đều thích cường giả, nhất là cường giả trẻ tuổi anh tuấn, lại tình nghĩa anh hùng vô sinh lột, vô song có nữ nhân nào lại không thích. Cho nên anh hùng nhất định sẽ có nghiệt duyên, nhưng anh hùng chưa chắc đã đạt tình sở dương không phải là một người đa tình hắn cũng không phải là một công tử phóng đãng tính cách của hắn thoạt nhìn giảo hoạt hung ác nhưng tận trong xương tủy lại là một người nghiêm túc cái gọi là giảo hoạt lưu manh đáng khinh âm mưu quỷ kế đều là thủ đoạn của hắn mà không phải là tính cách của hắn mỗi một câu hắn nói gần như đều có chứa mục đích cho dù chỉ là một số chuyện hắn làm khiến cho mọi người không biết nên khóc hay nên cười cuối cùng khi bộc lộ ra mục đích đều luôn khiến cho người ta sợ hãi than thở nam tử như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ tâm động tim hắn chính là một khối sắt thiến thiến tới lúc này vẫn còn nhớ rõ khi thiết bổ thiên nói tới tim hắn chính là một khối sắt thần sắc trong mắt có một chút kỳ quái và phức tạp còn có kiêu ngạo nếu như tâm hắn có thể dễ dàng biến hóa có thể dễ dàng bị nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn hoặc là bị ta hấp dẫn vậy hắn còn là sở dương sao chúng ta còn có thể vì hắn mà thống khổ nữa không nam nhân dễ dàng thay đổi như vậy đáng để chúng ta yêu sao. Lúc ấy, một câu phản kích cuối cùng của ô thiến thiến, khiến cho thiết bổ thiên ba ngày không biết nói gì. Mặc dù không có hy vọng, không có ai biết, tuy bị huyền chuyển cự tuyệt, nhưng tình yêu và lòng kiêu ngạo trong lòng hai nữ nhân đối với sở dương, lại không hề giảm sút. Nàng nghĩ, trầm tư suy luận, có khi rơi lệ, có lúc cười vui. Mấy ngày nữa, mình sẽ tới Thượng Tam Thiên rồi. Sở dương sớm hay muộn gì cũng phải tới Thượng Tam Thiên. Vậy mình sẽ ở Thượng Tam Thiên đợi hắn. Đợi đến khi nghe thấy truyền báo, Dương Nhược Lan muốn gặp, ô thiến thiến mới từ trong trầm tư tỉnh lại, vội vàng tiếp kiến. Trong lòng nghi hoặc không thôi, không biết mới sáng sớm thế này, Dương Nhược Lan tìm mình là có chuyện gì? Chẳng lẽ thiết bổ thiên bên kia có chuyện gì xảy ra? Đợi đến khi Dương Nhược Lan ngồi xuống, ô thiến thiến mới thật cẩn thận hỏi, xin hỏi tiền bối, đêm khuya tới đây, là... Không có đại sự gì, tâm tình Dương Nhược Lan bây giờ đã có chút bình ổn, khát vọng đương nhiên còn, nhưng lại có thêm mấy phần suy tính hơn. Thiệt và sợ hãi, Sở Diêm Vương lần này là người tiếp cận nhất trong trực giác của nàng, cũng là người có hy vọng lớn nhất. Nếu như lần này còn không phải, thì nàng thật sự không biết mình có thể tiếp nhận đả kích như vậy hay không. Có thể cố lấy dũng khí, tiếp tục đi tìm hay không? Ta tới là muốn hỏi một chuyện, sư đệ ngươi, ừm, cũng chính là Sở Diêm Vương chân chính. Dương Nhược Lan sắp xếp lại suy nghĩ một chút, hỏi trước khi hắn tới Thiết Vân những chuyện xảy ra ở trong sư môn. Nếu như thuận tiện, mong ô cô nương có thể kể lại cho ta biết. Sở dương, nghe tới cái tên này, ánh mắt ô thiến thiến lập tức sáng ngời, nhưng cũng lập tức hoài nghi, vì sao lại hỏi tới sở dương. Đúng, dương nhược lan lập tức nói, ta cũng không có ý gì, càng không có ác ý. Chỉ là muốn tìm hiểu một chút, người yên tâm, thiến thiến gật đầu, nói, không biết tiền bối muốn biết gì. Khi ta ở thiên ngoại lâu, tiếp xúc với sở dương cũng không nhiều, nhớ tới khi ở thiên ngoại lâu những chuyện mà sở dương từng làm ô thiến thiến liền nhịn không được lại nở nụ cười người biết cái gì thì nói cái đó đi dương nhược lan nhìn biểu tình ô thiến thiến nhịn không được lại lộ ra ý cười dường như vị sở diêm vương trẻ tuổi này thật sự là dính không ít nợ tình a tiểu nhi từ trước mắt rõ ràng cũng nảy xuân tâm với hắn rồi ừm mấy năm trước ta căn bản chưa từng gặp qua sở dương trước kia hắn ở trong sư môn rất trầm mặc ít lời có chút chất phác, không thích nói chuyện, thuộc loại ném vào trong đám đông, có thể nhanh chóng biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Ô Thiến Thiến vừa trầm tư vừa nói: ô, bắt đầu thật vượt xa khỏi dự đoán của Dương Nhược Lan." Sở Diêm Vương tương lại oai phong một cõi, nắm giữ càn khôn, phiên vân phúc phú, khi trẻ tuổi lại có bộ dáng như thế. Từ trúc phiên mạnh sư thúc, chính là sư phụ Sở Dương, một người bác học đa tài, tam giáo cửu lưu, không gì không biết. Hơn nữa tính cách cũng rất bất cần cái gì gì cũng không thèm để ý tới. Lúc ấy, mấy người phụ thân đã từng đánh giá ba người đệ tử của Mạnh Sư Thúc. Nói là đại đệ tử ổn trọng thành thục, đa mưu túc trí. Nhị đệ tử sở dương trầm mặc chất phác, tam đệ tử đàm đàm chính là người kỳ quái nhất thiên ngoại lâu. Mãi cho tới ngày đó, ta phụng mệnh phụ thân đi tử trúc viên, con, mắt ô thiến thiến thoáng chấp động quang mang, nhớ lại chuyện hôm đó. Ta mới đột nhiên phát hiện, lời đồn đãi này hoàn toàn sai sự thật. Đại đệ tử Thạch Thiên Sơn, so sánh với nhị đệ tử Sở Dương, hoàn toàn là một trời một vực. Sở Dương tâm cơ trí mưu thủ đoạn, đều vượt qua Thạch Thiên Sơn, không chỉ hơn một bậc. Vậy, vì sao trước kia hắn vẫn trầm mặc ít nói? Xung đột giữa Sở Dương và Thạch Thiên Sơn khi đó, đặt trong mắt hoàng cấp võ giả như Dương Nhược Lan, quả thực chẳng khác nào hai con kiến đang đánh nhau, nhưng bây giờ khi Dương Nhược Lan nghe được, lại có cảm xúc minh mông, không tự chủ được truy vấn. Ta nghĩ, cái này có quan hệ với thân thế hắn ô thiến thiến mỉm cười sở dương hắn vẫn luôn cho rằng mình bị vứt bỏ bị đôi cha mẹ nhẫn tâm kia vứt bỏ mà hắn cũng biết chuyện này cho nên mới không muốn nói chuyện với ai cả thiến thiến cười cười kỳ thật đây cũng là chuyện thường tình chẳng có gì là lạ nói đi cũng phải nói lại hai từ thân thế đáng thương luôn luôn không muốn nói chuyện sở dương tuy thông minh cũng có tâm kế nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người không phải thần tiên trong lòng có phiền muộn đó là nhất định Thiến Thiến mỉm cười kể lại, vì sở dương mà biện giải, không cho phép bất cứ kẻ nào nói xấu sở dương. Nhưng nàng lại thật không ngờ tới, những lời của nàng lại đả kích Dương Nhược Lan tới mức nào. Sắc mặt Dương Nhược Lan trắng bệch, trong mắt cũng lập tức dưng dưng nước. Cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ hắn, trong lòng có phiền muộn, cha mẹ nhẫn tâm, thân hình Dương Nhược Lan run rẩy, hai mắt vô thần. Hắn nhất định rất hận cha mẹ hắn, Dương Nhược Lan cười thảm một tiếng, thiến thiến đắm chìm trong hồi ức, không hề phát giác, nói, đó là đương nhiên. Từng có một lần, sau khi Sở Dương tiến vào thiết phân, chúng ta vẫn luôn ở trong một căn phòng, xử lý sự vụ, hôm đó không có việc gì, lại nói tới vấn đề thân thế. Hắn nói như thế nào? Dương Nhược Lan khẩn trương hỏi. Thiến Thiến ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng một cái, tựa hồ đang kỳ quái, vì sao nàng lại khẩn trương như vậy? Nói, lúc ấy, chúng ta đang trở về trên đường, thấy rất nhiều cha mẹ vì mạng sống mà bán con mình đi. Lúc ấy ta nói những hài tử này thật đáng thương. Khi đó sở dương từng nói một câu, nói cái gì, dương nhược lan vội vàng hỏi, thiến thiến ngẩng đầu lên, nhớ lại biểu tình của sở dương khi đó, thật lâu sau mới nói, lúc đó sở dương nói, những hài tử này vẫn chưa tính là đáng thương. Bởi vì bọn chúng còn có một chút giá trị, ít nhất chúng cũng biết, cha mẹ của bất đắc dĩ cho nên mới bán chúng. Cho dù là không còn cha mẹ, nhưng cũng đổi lấy được một cái giá. Cho nên chính chúng biết, cũng không phản kháng, thảm nhất, chính là loại vừa mới sinh ra đã bị ném đi như rác rưởi đó mới là thảm nhất thậm chí ngay cả nửa điểm giá trị cũng không có ngay cả tư cách mua bán cũng không có hắn nói như vậy ta biết hắn lại nghĩ tới thân thế của mình vốn không định nói tiếp nhưng lúc đó sở dương lại hít sâu một hơi bảo ta mua tất cả hai tử hôn đó sau đó bổ thiên các bỏ vốn đưa bọn chúng vào học đường chính là vân thiên học đường hiện tại thu dụng tất cả đều là những hài tử vì cuộc sống bức bách mà bị bán đi cho dù hiện tại sở dương đã đi rồi, nhưng công việc này vẫn chưa từng đình chỉ. Bệ hạ cùng bổ thiên các luôn luôn tiếp tục chuyện này. Những lời tiếp theo của ô thiến thiến, dương nhược lan căn bản không nghe thấy một chữ nào. Trong đầu nàng ầm ầm nổ tung, chỉ quanh quẩn một câu nói, thảm nhất chính là loại vừa mới sinh ra, đã bị ném đi như rác rưởi. Đây mới là loại thảm nhất, thậm chí ngay cả nửa điểm gái chị cũng không có, ngay cả tư cách bị mua bán cũng không có. Những lời này không ngừng vang lên, Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn thành từng mảnh. Linh hồn của mình cũng giống như bị nghiền nát thành cho bụi vô số lần. Khi sở Dương nói như vậy, trong lòng hắn nghĩ điều gì? Trong lòng hắn có đau hay không? Có hận hay không? Khi nói như vậy, tim hắn có tan nát hay không? mười 617, Nghĩa đệ của ngươi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Mặc dù có thân thế phiêu linh, nhưng sở Diêm Vương lại có thể tạo nên một truyền thuyết vĩnh hằng, có thể thông thiên triệt địa. Nhưng, ở trong lòng một nhi tử, vẫn chỉ hy vọng được cha mẹ che chở trừ nhỏ. Ở trong lòng cha mẹ, tha rằng bỏ qua một truyền kỳ như vậy, cũng phải tận mắt nhìn thấy con mình bình an lớn lên. Dương nhược lan lệ nóng quanh trong, lòng chua xót nữa tan vỡ. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, khi sở dương nói những lời này, biểu tình trên mặt hắn rất kỳ quái. Ô thiến tiến kiệt lực hồi tưởng lại, nói, đó là một loại tự ti, oán hận, oán độc, hối tiếc. Còn có một loại nản lòng thoái trí lúc ấy ta gần như đã khóc lên dương nhược lan cũng gần như khóc thành tiếng hai tử đáng thương lúc ấy ta nói thân thế ngươi tuy đáng thương nhưng trước khi cha mẹ ngươi vứt bỏ ngươi cũng thật không ngờ tới ngươi lại trở thành nhân vật phong vân nắm giữ hưng vong thiên hạ nếu như bọn họ biết không biết sẽ hối hận thế nào đây ánh mắt ô thiến thiến có chút thê lương lúc đó sở dương cắn răng nói chờ đến khi ta tìm được bọn họ nếu như bọn họ thật sự hối hận còn nếu ngược lại nịnh bợ ta sẽ một đao giết bọn họ. Những lời này, ô thiến thiến bất chi bất giác đã mô phỏng theo khẩu khí sở dương, trong giọng nói đó, phảng phất như tràn ngập oán khí, chỉ muốn tràn ra. Dương nhược lan giật nảy mình một cái, run rẩy chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ gan bàn, trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân, thẳng hướng thiên linh cái. Những câu chuyện sau đó, Dương Nhược Lan cơ bản không còn nhớ rõ nữa. Mãi cho tới khi rời đi, Dương Nhược Lan mới tỉnh táo hơn một chút, nói thiên thiến, thiến ngươi lớn lên với hắn từ nhỏ, có từng phát hiện hắn có một khối ngọc bội màu tím không? Thiến Thiến lần này đến nghĩ cũng không nghĩ, nói, không có. Ít nhất ta chưa từng thấy qua. Lập tức nàng giật mình hiểu ra, có chút choáng váng nói, tiền bối, ngài đang hoài nghi sở dương chính là hài tử mất tích của ngài năm đó. Cái này, Dương Nhược Lan thất hồn lạc phách rời đi, chân cao chân thấp, giống như mộng du. Khi hỏi tới từ tinh ngọc bội, Ô Thiến Thiến ngay cả nghĩ cũng không có lập tức nói ra hai chữ không có khiến nàng bị đả kích trầm trọng nếu luận tới hiểu biết về sở dương không ai có thể bằng ô thiến thiến nhưng ô thiến thiến lại nói không có chẳng lẽ không đúng sao chẳng lẽ không phải dương nhược lan đi ra ngoài đón gió đêm tâm loạn như ma đột nhiên cảm thấy chuyện này lại tràn ngập sương mù thật lâu sau đó nàng mới bắt đầu cẩn thận suy ngẫm sở diêm vương ta gặp rõ ràng không phải là sở diêm vương của hạ tam thiên sở diêm vương cùng con hắn có diện mạo giống nhau mà thiết bổ thiên nói sở diêm vương lại có diện mạo giống trượng phu mình đột nhiên linh quang chợt lóe trong lòng nhớ tới câu sở phi lăng từng nói lúc trước vị nghĩa đề kia của ta không ngờ diện mạo lại phi thường giống ta dương nhược lan cả người run lên đột nhiên đứng yên bất động nhớ tới lúc đó mình còn hoài nghi nói người ta mới chỉ quen biết ngươi hai ngày dựa vào cái gì mà tặng ngươi nhiều thứ tốt như vậy chẳng lẽ đây là âm mưu hay là ý đồ gì Đến lúc này nhớ lại đoạn nói chuyện lúc trước, Dương Nhược Lan đột nhiên rơi lệ không ngừng. Có thể là hắn hay không, có phải là hắn đã biết thân thế của mình, cho nên mới tặng cho trưởng phu nhiều thứ tốt như vậy. Còn tặng cho mình một thanh kiếm, dù sao, cho dù là huynh đệ kết nghĩa tâm đầu ý hợp thế nào đi nữa, cũng không thể mới tiếp xúc hai ngày đã hào phóng như vậy được. Nên biết những thứ kia, thậm chí còn quý hơn cả thiên tài địa bảo. Mỗi một thứ đều là bảo vật có thay đổi vận mệnh một người. Chỉ là, nếu thật là hắn vì sao hắn lại không tiếp nhận nếu hắn tặng nhiều thứ như vậy đã nói lên trong lòng không còn hận ý nhưng vì sao lại không tiếp nhận trong lòng dương nhược lan mâu thuẫn thống khổ tới cực điểm đột nhiên ngồi xuống hai tay che mắt khóc lớn một hồi trời tờ mờ sáng dương nhược lan rốt cuộc cũng về tới nơi một tay lay lay sở phi lăng đang ngáy ngủ không nói hai lời tay còn lại đã cầm một cái khăn mặt lạnh lẽo phủ lên mặt trượng phu sở phi lăng dùng mình một cái lập tức mở bừng mắt tỉnh táo vô cùng cả giận nói làm gì vậy nhanh vẻ mặt dương nhược lan thập phần quái dị có chút sợ hãi có chút sợ hãi nói ngươi ngươi còn nhớ rõ vị nghĩa đệ mà ngươi nới với ta lúc trước không huynh đệ của ta ta đương nhiên nhớ rõ sở phi lang ù ù, ù cà cạc, cạc nói vị nghĩa đệ kia của ngươi diện mạo bộ dáng ra sao lúc ấy khi các ngươi ở với nhau đã nói điều gì ngươi kể lại tỉ mỉ cho ta dương nhược lan thúc giục nói một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, giờ phút này hỏi trượng phu, tinh quang trong mắt lại càng chấp động, ngực phập phồng không ngừng, hiển nhiên trong lòng đang kích động cực kỳ. Sở phi lăng sừng sốt, trôi qua một thời gian dài như vậy rồi, làm sao còn nhớ rõ cụ thể được chứ? Thê tử mình thế nào lại đột nhiên hỏi tới chuyện này? Nói mau, vị nghĩa đệ kia của ngươi, là hạng người thế nào? Khi nói tới hai chữ, nghĩa đệ, Dương Nhược Lan lại cắn môi, nhấn mạnh khẩu khí, trong lòng có một loại cảm giác. Nếu như là thật thì... Trưởng phu mình lần này gây ra chuyện cười lớn rồi. Ừm, vị nghĩa đệ kia của ta, đương nhiên là rất anh tuấn tiêu sái. Sở Phi Lăng tinh thần rung lên, thoải mái cười nói, hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng thực là nhân tài bất thế, có đảm lược, có hiểu biết, có dũng có mưu, cơ biến khôn cùng, chính là đệ nhất thiếu niên anh hùng mà ta từng gặp. Kể cả thanh niên tài tuấn của Cửu Đại gia tộc Thượng Tam Thiên, không ai có thể so sánh được. Nói xong, Sở Phi Lăng lại có cảm giác không thích hợp thê tử mình hôm nay thế nào lại có biểu tình kỳ quái như thế lúc trước khi hắn nói tới chuyện này dương nhược lan tuy cũng mỉm cười lắng nghe nhưng nhiều ít cũng có chút miễn cưỡng nhưng hôm nay lại bất đồng khóe miệng dương nhược lan tràn đầy ý cười thỏa mãn nghe mình thổi phồng huynh đệ không ngờ lại giống như nghe hoài không chán hơn nữa nghe xong mấy từ hình dung có chút cường điệu này hai mắt còn tỏa sáng vẻ mặt tựa hồ có nhiều hơn chút nữa ta cũng muốn nghe hơn nữa còn có bộ dáng rất kiêu ngạo rất tự hào. Nói xong rồi, Dương Nhược Lan vẫn chưa thỏa mãn, nói chỉ thế thôi. Sở Phi Lăng choáng váng, đưa tay sờ lên trán thê tử, ngươi. Hôm nay không bị sao chứ? Ba, Dương Nhược Lan lập tức gạt tay hắn ra, nói còn nữa. Hay không, hết rồi, hết rồi, ánh mắt Dương Nhược Lan giống như chuẩn bị phát tác, ngươi cùng nghĩa đệ ngươi đồng hành mấy ngày, cùng đối mặt sinh tử, cùng chém giết cường địch, nghĩa đệ ngươi tặng ngươi nhiều đồ tốt như vậy, thời gian lâu như vậy, giao tình như vậy, chẳng lẽ bình thường không nói một lời nào hả? À? nói chuyện, Sở Phi Lăng đầu đầy mờ mịt, nói chuyện gì? chính là chuyện mà các người nói với nhau chứ còn chuyện gì nữa? ngươi nói cái gì? hắn nói cái gì? biểu tình động tác vân vân, chẳng lẽ một chút cũng không có? Dương Nhược Lan cắn răng hỏi. trời đất ơi, Sở Phi Lăng nhảy dựng lên, ta làm sao có thể nhớ hết được chứ? thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cho dù thần tiên cũng không thể nhớ được. hơn nữa, người điều tra chuyện này là để làm gì? vị nghĩa đề kia của ta là nam tử hàng thật giá thật đó. Chẳng lẽ không còn nhớ được chút nào, mà ai hỏi ngươi hắn là nam hay nữ, ngươi cho rằng đến lúc này mà ta còn lòng dạ đi ghen ngươi hả? Ánh mắt Dương Nhược Lan cực kỳ nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi quên hết rồi sao? Hai từ nó thật tốt, ân tình đối với ngươi lại sâu nặng như vậy, vậy mà ngươi lại quên sạch không còn chút nào. Ta, ta suy nghĩ đã, sở phi lăng giơ tay đầu hàng, trong lòng cười, khổ không thôi, hai từ thật tốt hai từ gì vậy đó là huynh đệ của ta cho dù ngươi là đại tẩu cũng không thể nói như vậy chứ rối loạn bối phận rồi còn ra thể thống gì nữa nhưng thê tử ở trước mặt những lời này nào dám nói ra miệng ta nhắc nhở ngươi dương nhược lan thấy trượng phụ rõ ràng có chút miễn cưỡng nói khi ngươi cùng nghĩa đệ ngươi kết bái hắn có mừng rỡ như điên hay không hoặc giả như có bộ dáng vui mừng giống như không hẹn mà gặp nào đó sở phi lăng nhất thời nhớ ra lúc ấy tiểu tử kia giống như bị dọa nhảy dựng lên nói chuyện cũng có chút lắp bắp ha ha lại nói lúc ấy ta nói ra cũng có chút mạo muội khó trách hắn không thể tiếp thụ nổi cả kinh nói lắp ngươi chính là một con heo dương nhược lan hung hăng mắng một câu trong lòng sau đó vội vàng hỏi tình huống lúc đó thế nào ngươi còn nhớ rõ không đó là đương nhiên sở phi lăng nở nụ cười nói lúc đó ta nói ta và Ngươi không ngờ lại hợp ý như vậy, ta và ngươi kết bái làm huynh đệ được không? Sau đó, tiểu huynh đệ liền ngây ngẩn cả người. Ha ha, tên kia lại nói ta là đại nhân vật, sau đó ta lại nói chẳng lẽ ngươi khinh thường ta? Ha ha, thế là hắn bó tay vô phương. Sau đó sở phi lăng phun ra một chàng, khoa chân múa tay, kể lại tình cảnh lúc đó. Chuyện này ấn tượng trong lòng hắn rất sâu đậm, hơn nữa còn chẳng khác nào mình ép buộc người ta cùng kết bái, làm sao có thể quên được. Cứ như vậy, ừm, đến khi dập đầu cũng là ta phải ấn đầu hắn xuống mãi cho tới khi hoàn toàn dập đầu tên kia vẫn giống như nằm mơ sắc mặt vô cùng khó coi ừm chính thế chính thế sở phi lăng nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách của nghĩa đệ lúc trước không khỏi cười ha ha thành tiếng dương nhược lan hai tay ôm chán trong lòng thở dài thật sâu thật sâu sắc mặt khó coi thất hồn lạc phách bị chính cha ruột mình ép kết bái còn có thể dễ coi được ư nếu đổi lại là ngươi chỉ sợ ngươi đã sớm ngất rồi, nghe tới đây, nếu Dương Nhược Lan vẫn không thể xác định đó là con mình, thì thật sự đâm đầu vào tường chết cho rồi. Ánh mắt nhìn trưởng phu mình không khỏi mang theo một vẻ thương hại. Thật đáng thương, chính mình còn đang trong mộng, lại nói người khác phát mộng. Sau đó thì sao? Dương Nhược Lan hỏi, kết bái xong, khẳng định phải nói gì chứ. Đúng, Sở Phi Lăng thở dài, người cũng biết, chuyện năm đó đè nặng trong lòng ta, giống như một tòa núi lớn, khiến ta thở không nổi mặc kệ là nhạc phụ hay là nhà mình, cũng không dám nói. Hơn nữa, ở trước mặt ngươi lại càng, hai, ngày đó, một bụng khó chịu, đương nhiên phải nói với huynh đệ mình. Ngày đó, chúng ta nói tới đêm phong tuyết 18 năm trước. Cũng là việc chúng ta luyến tiếc suốt đời. Dương Nhược Lan cắt ngang lời hắn, lập tức cầm lấy tay hắn, không ngờ nắm đến xương cổ tay kêu răng rắc. Sở phi lăng chỉ cảm thấy xương cổ, tay cực kỳ đau đớn, có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thê tử mở trừng mắt, khẩn trương tới cực điểm, ngươi nói với hắn chuyện đêm hôm đó. Ngươi nói với hắn rồi, đêm hôm đó, khi vứt bỏ hài tử, chuyện đó, hả, chương 618, ta phải có uy nghiêm của đại ca. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Sở phi lăng sửng sốt, lắp bắp nói, nói, rồi, thì, thì sao, không không, không được nói à, ai nói không được, Dương Nhược Lan oán hận chừng mắt nhìn hắn, làm sao người đần như vậy, tiếp theo thì sao. Cái gì mà tiếp theo chứ? Sở Phi Lăng hôm nay thật sự là không hiểu mô tê gì cả, sắp bị quay cho mất xỉu rồi, lão bà, người rốt cuộc đang nói cái gì? Hôm nay người rất kỳ quái, ta sắp điên rồi, Dương Nhược Lan phát điên chừng mắt nhìn hắn, giận, sôi lên, tên hỗn đản này, đang nói đến chỗ quan trọng nhất, tự dưng lại dừng lại. Người có biết hiện tại ta đang nóng lòng như lửa đốt? Không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lẩm bẩm ta hiện tại thật sự rất kỳ quái. Lúc đầu, tại sao ta lại gả cho ngươi? Thần sắc sở phi lăng trở nên ảm đạm, thở một hơi thật dài, yêu thương nói, nói cũng đúng. Nếu như lúc trước ngươi không gả cho ta, cả đời này nhất định sẽ hạnh phúc, khoái hoạt hơn hiện tại nhiều lắm. Lại nói, vẫn là ta liên lụy ngươi, đều bởi vì sở ra ta nội chiến, mới để ngươi chịu đau khổ bao nhiêu năm như vậy. Dương Nhược Lan hai mắt trắng dã, suy sụp ngồi xuống giường, dùng một loại khẩu khí cực độ không biết nói gì, khóc không ra nước mắt, năn nỉ nói chết tiệt, ta bảo ngươi nói. Ngươi nói đi, một cảm giác buồn bực dâng lên trong lòng sở phi lăng, trong lòng thầm. Nhủ, chưa thấy qua người khác tự kiểm điểm bao giờ à, vậy mà còn nghe tới phát nghiện nữa. Nhưng chuyện này thật sự là do gia tộc mình, đành phải ra vẻ đau khổ, tiếp tục làm kiểm điểm. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải vì sở gia chúng ta, người hiện tại đã sống khoái hoạt rồi. Nhược lan, gả cho ta, thật sự là khổ ngươi rồi. Nói đến câu sau cùng, ngôn từ khẩn thiết, thanh âm cũng cảm động. Trong 18 năm này, mỗi lần Dương Nhược Lan nhớ tới Nhi Tử, tâm tình không tốt, Sở Phi Lăng đều chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể tự kiểm điểm, nói đến khi bản thân ảm đạm rơi lệ, khó chịu trong lòng Dương Nhược Lan không cánh mà bay, hơn nữa còn an ủi ngược lại mình. Một chiêu này trăm phát trăm chúng, 18 năm nay đã sớm luyện tới thành một bộ sách phó thuật. Vì dỗ dành lão bà, Sở Phi Lăng đã luyện tới cực kỳ thuần thục, đạt tới cảnh giới miệng lưỡi lưu loát, nói nở cả hoa sen. Nhưng chiêu thức này hôm nay lại không dùng được nữa rồi. Dương Nhược Lan lập tức nhảy người lên, bóp cổ sở phi lăng, đổ đầu heo nhà ngươi. Ngươi muốn chọc chết ta sao? Ngươi dùng một chiêu này lừa ta 18 năm. Lão nương sợ ngươi bị đả kích, mỗi lần đều giả ngu giả điếc, không ngờ ngươi hiện giờ vẫn còn đầu óc diễn trò. Ngươi ngươi ngươi, ngươi thật sự muốn chọc chết ta sao? Dương Nhược Lan buồn khổ không thôi. Con heo này, hắn không biết mình nói cái gì. Sở phi lăng hoàn toàn sửng sốt, thì ra kỹ xảo của mình đã sớm bị nhìn thấu rồi. Không khỏi ngượng ngùng, nói, lão bà, người thật tốt. Nhiều năm như vậy vẫn không vạch trần ta, nhưng hôm nay, tại sao lại vạch trần ra vậy? Nói tiếp đi, Dương Nhược Lan bị hắn chọc tức đến mất hết cả hình tượng, con mèo nhỏ 20 năm đã dương hết móng vuốt ra rồi. Ngươi, không phải nghe 18 năm rồi sao? Sở Phi Lăng buồn bực muốn chết, ngươi vừa mới nói, ngươi sắp tức chết. Ngươi rốt cuộc, muốn ta thế nào? Nhìn vẻ mặt uất ức và buồn bực của trượng phu, Dương Nhược Lan buồn nản gần chết, chỉ biết đập đầu vào mấy cái chăn bông, cố nén cảm giác chỉ muốn phun ra một ngụm máu tươi, dùng một thanh âm ôn nhu tới cực điểm, dẫn dắt từng bước, vừa rồi không phải ngươi nói, ngươi kết bái với nghĩa đệ ngươi xong, liền nói chuyện với nhau rất nhiều sao. Đúng không, đúng, sở phi lăng gật gật đầu, vậy ngươi nói tiếp sau đó thế nào, hiểu chưa? Nói tiếp sau đó các ngươi nói chuyện gì đó, hiểu chưa? Hai mắt dương nhược lan giống như phun lửa nhìn hắn, tức giận đến nỗi lồng ngực chỉ muốn nổ tung, đột nhiên giống lớn một tiếng, hiểu chưa? Ông một tiếng, đám thủ vệ và cung nữ hoàng cung phụ cận đều trợn tròn hai mắt, bị tiếng gầm giận dữ này dọa cho hôn mê bất tỉnh. Hoàng cấp cao thủ gầm lên giận dữ, người thường có thể thừa nhận nổi. Sở phi lăng đứng mũi chịu sao, cũng cảm thấy lỗ tai ông ông không ngừng, sau một hồi mới tỉnh táo trở lại, cười khổ nói thì ra là cái này. Ta còn tưởng, nói mau, Dương Nhược Lan không chút khách khí cắt ngang, ngồi nghiêm chỉnh, thân hình thẳng tắp, tư thái lắng nghe vô cùng nghiêm túc, khiến sở phi lăng hoảng sợ. Lúc ấy ta nói thế này ta nói chuyện năm đó khiến ta tiếc nuối khổ sở trong lòng vô hạn nói tới đây liền không thể không khen nghĩa đệ một câu hắn lúc đó không ngờ cũng cảm động lây cùng ta rơi lệ hai thanh niên bụng giả thật lương thiện a à. sở phi lăng vẻ mặt cảm thán gặp tao ngộ của người khác mà cảm động lây tới mức độ đó đủ thấy nghĩa đệ ta tâm địa thiên lương thế nào dương nhược lan khóe miệng giật giật thầm nghĩ cái người nói chính là những chuyện hắn tự mình gặp phải hắn có thể không khóc vậy mà ngươi còn nói cái gì mà tâm địa thiện lương quả thực là ngu như heo mà nghĩ tới đây lại muốn bật cười nhưng trong nháy mắt lại thở dài một hơi thật sâu nghĩ tới một chuyện khác trong lòng bỗng nhiên đau đớn chua sót không thôi nghĩa để cùng ta rơi lệ thì ra lúc ấy hài nhi đáng thương của ta cũng khóc chờ đến khi ta kể xong ta vừa quay đầu lại chỉ thấy nghĩa đệ ta mặt rơi đầy lệ thanh âm nức nở lúc ấy làm ta giật cả mình trên mặt sở phi lang lộ ra một nụ cười ấm áp, nói, nghĩa để khóc nói, hắn quá cảm động. Dương Nhược Lan choáng váng muốn ngất, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi khuôn mặt có chút biến dạng, thầm nghĩ, ta cũng quá cảm động. Cảm động tới mức chỉ muốn bóp chết ngươi, hắn tặng quà ngươi, là trước khi các ngươi kết bái. Hay là sau khi các ngươi kết bái, Dương Nhược Lan thở dài, hỏi vấn đề mà mình thực sự quan tâm nhất. Đương nhiên là sau khi kết bái, huynh đệ ta cho ta lễ gặp mặt. Sở Phi Lăng hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, ngẩn ngươi mê man, mỉm cười nói, nghĩa đệ ta thật sự là người tốt. Nhất định, nhất định chính là hắn, không thể nghi ngờ. Trong mắt Dương Nhược Lan tràn ra nước mắt, khóe miệng lại nở ra một nụ cười ngọt ngào, trong lòng giống như thả xuống một tảng đá lớn, tại sao nghĩa đệ ngươi lại là người tốt. Trên mặt Sở Phi Lăng tràn đầy vẻ cảm kích, thâm tình nói, trước khi kết bái, ta từng nói, nói đại tẩu hắn. À, cũng chính là ngươi, có bệnh tức ngực, sau đó, hắn lập tức lấy ra linh dược, bảo ta trị bệnh cho ngươi. Đây chính là thiên linh dược A. À. Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, toàn thân không còn chút khó chịu nào nữa. Ngược nóng hầm hập, máu huyết cả người tựa hồ cũng lưu chuyển nhanh hơn, hai giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, kinh ngạc nghĩ, thì ra. Thì ra bệnh của ta, là nhi tử nhớ tới mẹ ruột ta, mới trị khỏi cho ta. Trong phút chốc, bao nhiêu cay đắng ngọt bùi đều dâng lên trong lòng, chỉ muốn khóc lớn một hồi, khóc đến chết đi sống lại sau đó nghĩa đệ ta hỏi tu vi của ta lại tặng ta hai viên tuyệt thế linh dược kia chính là đan dược trợ giúp chúng ta gia tăng một đại cảnh giới đó cũng đặc biệt dặn dò ta nói người cùng đại tẩu mỗi người một viên những lời này nghĩa đệ ta dặn dò cẩn thận vô cùng rất lâu sau đó lại bảo ta ăn luôn một viên trước hắn hộ pháp cho ta thuận lợi tấn cấp sở phi lăng thỏa mãn nói đó là nhi tử sợ chúng ta thực lực thấp kém không cẩn thận một chút là bị người ta xử lý mới cho chúng ta hai viên thần dược chính là lòng hiếu tâm của nhi tử chúng ta a à. đại tẩu dương nhược lan rốt cuộc cũng kịp phản ứng hai mắt như muốn phun lửa nhìn sở phi lăng ừ sở phi lăng đầu đầy mơ hồ nói làm sao vậy dương nhược lan trợn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn sau một hồi lâu mới vô lực phất phất tay không có việc gì người nói tiếp hôm nay người thật sự rất kỳ quái kỳ quái vô cùng sở phi lăng thì thầm một tiếng nói sau đó nghĩa để thấy đao của ta tổn hại trong chiến đấu, đơn giản lại tặng cho ta một đao, sau đó lại cho ta một kiếm, nói là tặng phu nhân. Ờ, cũng chính là cho ngươi, lúc ấy, ta còn mắng hắn một trận, mắng một trận, Dương Nhược Lan trừng mắt, vì sao? Lúc ấy, tiểu tử này nói năng lắp bắp, nói là tặng cho phu nhân. Sở Phi lăng lắc đầu bật cười, thong dong bình tĩnh nói, hừ, hắn đã là huynh đệ kết nghĩa với ta, như thế nào còn gọi ngươi là phu nhân? Phải gọi là đại tẩu mới đúng ta cứ vậy giáo huấn cho hắn một trận, giáo huấn hắn tới đầu đầy mồ hôi, làm huynh trưởng, cần phải có bộ dáng huynh trưởng chứ. Dương Nhược Lan há hốc miệng, khiếp sợ nhìn hắn, tựa hồ nhìn thấy một kẻ phi nhân loại. Ngươi thật giỏi, người ta không dám gọi, người thế nào lại bắt người ta sửa miệng, không ngờ còn có bộ dáng rất uy nghiêm nữa. Giờ khắc này, ánh mắt Dương Nhược Lan nhìn về phía sở phi lăng, chẳng khác nào đang ngưỡng vọng núi cao. Thật đáng để sùng bái rồi, kết nghĩa với nhi tử của mình, chỉ sợ khắp cả thiên hạ không 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 chỉ là khắp thiên hạ mà là khắp thiên hạ từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình ngươi thôi tuyệt đối vô tiền khoáng hậu ngươi thật giỏi dương nhược lan giơ ngón tay cái lên dí vào mũi sở phi lăng ngươi quá giỏi rồi giờ phút này trong lòng vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn không ngờ nhi tử trong bất chi bất giác đã tặng bao nhiêu đồ tốt mỗi một thứ lại được cân nhắc kỹ càng dương nhược lan trong lòng sớm đã bị hạnh phúc lấp đầy cũng thoải mái nói dẫn với sở phi lăng đó là đương nhiên, sở phi lăng nghiêm túc nói, nghĩa đệ ta mặc dù kỳ tài ngút rời, nhưng... Ở trước mặt ta cũng phải có tôn ti trưởng ấu chứ. Đừng nói nhảm nữa, nói tiếp đi, trên mặt dương nhược lan, đã nở một nụ cười ngọt ngào. Khiến cho sở phi lăng nhìn mà trợn trừng cả hai mắt, thiếu chút nữa là tâm viên ý mã, vội vàng thu liếm tâm thần, nói tiếp. Sau đó, nghĩa đệ ta lại cho chúng ta hai bình đan dược có thể che giấu nguyên công khí tức, nói là có thể khiến người khác không nhìn ra hư thật của chúng ta, sở phi lăng thở dài một tiếng có chút hổ thẹn nói lúc ấy ta thật sự xấu hổ vô cùng còn có huyền dương ngọc tâm nghĩa đệ ta đã tặng cho chúng ta bao nhiêu bảo bối rồi vì thế ta mới lập tức cáo từ nghĩa đệ ta tấm lòng nhân hậu trước khi đi còn an ủi ta khen ngợi con chúng ta sở phi lăng lắc đầu liên tục hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với vị nghĩa đệ này hắn khen con chúng ta cái miệng của dương nhược lan khẽ hé ra thiếu chút nữa là trợn mắt há hốc miệng chương 619, Nhi Tử, Tôn Tử, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đúng vậy, lúc đó hắn an ủi ta, chúng ta nhất định sẽ tìm được Nhi Tử, nói không chừng đã là thiếu niên anh hùng rồi. Sở Phi lăng cười ha hả, nói, lúc đó ta nói, nếu như tiểu khuyển có thể bằng 2 phần 10 nghĩa đệ, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nghĩa đệ lập tức an ủi ta, nói Nhi Tử chúng ta nhất định sẽ có tiền đồ, hơn nữa anh Tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, tuổi trẻ tài cao, lại có phong độ khí chất, đại cô nương vừa thấy liền mê mẩn đầu óc choáng váng. Sở Phi Lăng mỉm cười, nói tuy ta biết là hắn đang an ủi ta, nhưng nói tới cũng thật kỳ quái, sau lần đó, tâm bệnh của ta quả thực được cải thiện không ít. Dương Nhược Lan trợn trừng mắt, há cái miệng nhỏ nhắn, lập tức hóa đá đương trường. Thật lâu sáu, lông mi nàng khẽ co giật, khóe miệng co quắp, sau đó ánh mắt lại càng thêm quái dị. Rốt cuộc phục hồi tinh thần trở lại, nhìn trượng phu mình giống như nhìn thần tiên, Rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười rộ lên, rất vui vẻ. Nhi tử ngươi nhất định rất có tiền đồ, chuẩn, rất có tiền đồ, bằng vào lực lượng một người xoay chuyển toàn bộ hạ tam thiên, không gọi là có tiền đồ thì cái gì mới gọi là có tiền đồ. Nhi tử ngươi nhất định anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Tuổi trẻ tài cao, lại có phong độ khí chất, điểm này chắc chắn không kém rồi. Đại cô nương vừa thấy hắn liền mê mẩn, đầu óc choáng váng. Điểm này ta tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần nhìn hai nữ tử quốc sắc thiên hương như ô thiến thiến và thiết bổ thiên là biết nữ hoàng đế người ta cũng vì hắn mà cam tâm tình nguyện sinh con cái này không tính là bị mê muội đầu óc choáng váng thì cái gì mới gọi là mê muội đầu óc choáng váng chỉ là lời này lại từ miệng hắn nói ra thật sự là có chút nụ cười trên khóe miệng dương nhược lan càng lúc càng nở rộ dần dần lan tràn ra cả khuôn mặt không một tiếng động mặc dù những điều này đều là sự thật hơn nữa còn phải hơn một bậc nhưng nhi tử ngươi ra mặt cũng không phải là giày bình thường a à nghĩa đệ của ngươi có vẻ thú vị nhỉ dương nhược lan như cười như không nhìn trượng phu tiểu tử kia đích xác không tệ nghĩa đệ được khen sở phi lăng cũng cảm thấy vinh quang lây vui vẻ trả lời phi lăng có chuyện ta nghĩ không thể không nói cho ngươi biết dương nhược lan thở ra một hơi thật dài chuyện gì ừm nhị tử chúng ta đã thất lạc 18 năm lẻ chín tháng trước đây dương nhược lan chậm rãi nói hai sở phi lăng thở dài chuyện này thật khiến ta đau buồn Dương Nhược Lan không để ý tới hắn, nói, nghe nói, Sở Diêm Vương cũng là một cô nhi, 18 năm trước. Sư phụ Sở Diêm Vương mạnh siêu nhiên, đã nhặt được hắn. Hả, Sở Phi Lăng mở bừng hai mắt mà nhìn, người cũng biết, nữ hoàng bệ hạ trong hoàng cung, cũng chính là sư muội ta, vừa mới sinh hài tử. Hài tử đó chính là nhi tử Sở Diêm Vương. Dương Nhược Lan hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, diện mạo đứa bé đó, giống Sở Diêm Vương như đúc. Mà theo như sư muội nói, tướng mạo sở diêm vương cũng có tám phần tương tự ngoi. a à, sở phi lăng há hốc miệng, bởi vậy, có thể đưa ra kết luận, sở diêm vương mà ta tìm được lần trước, là đồ giả mạo. Mà sở diêm vương chân chính, ta căn bản chưa gặp. Dương Nhược Lan hừ một tiếng, chấm chấm, khuôn mặt sở phi lăng có chút tái đi, mà nghĩa đệ của người cũng có họ sở, cũng tên là sở dương. Cùng tên với sở diêm vương, Dương Nhược Lan chậm rãi nói, hắc, khuôn mặt sở phi lăng có chút xám ngắt, cho nên, cơ bản có thể kết luận, nghĩa đệ ngươi, chính là sở diêm vương. Dương Nhược Lan từng bước ép sát, vậy, trên trán sở phi lăng đã có mồ hôi lạnh túa ra. Ngươi đã nói, nghĩa đệ cùng ngươi thực có duyên phận, diện mạo của ngươi không ngờ có tám phần tương tự. Dương Nhược Lan hung hăng nhìn trượng phu, ta, sở phi lăng cả người đều nóng bừng, chỉ cảm thấy trước mắt có. Chút mơ hồ, thần chí có điểm mê man, ngươi và nghĩa đệ ngươi chỉ kết giao có hai ngày, vậy mà người ta đã cho ngươi huyền dương ngọc tâm, lại cho ngươi linh dược tuyệt thế khó gặp. Còn tặng cho ngươi hai thanh thần binh lợi khí, phóng mắt nhìn khắp cả cửu trọng thiên cũng phải có số má. Hơn nữa, nghĩa đệ của ngươi còn nhớ từng câu ngươi nói, còn nhớ lão bà ngươi bị bệnh, tặng thứ gì cho ngươi cũng không quên dành một phần cho lão bà ngươi. Trong khi đó, nhị đệ ruột thịt cùng một mẹ của ngươi, lớn lên với nhau từ lúc còn cởi chuồng, lại chỉ muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Nghĩa đệ ngươi mới quên có hai ngày lại tặng ngươi nhiều thứ như vậy, cứ như là chuyển sạch toàn bộ tài sản cho ngươi, còn sợ ngươi không? cần ta thật kỳ quái, trừ ta và ngươi ra, hắn còn cho ai nữa không? sắc mặt Sở Phi Lăng lúc xanh lúc trắng, nếu đến bây giờ mà hắn còn không nghe ra ý tứ Dương Nhược Lan, thì đúng là tự đào hố chôn mình đi thôi. nghĩa đệ ngươi có khôn ngoan, có mưu trí, tâm ngoan thủ lạt, hành sự quyết đoán, lại đối xử thành tâm thật ý với một người bình thủy tương phùng như vậy, ngươi nói sao? hắn sao lại yên tâm đối với ngươi như vậy? mà người tâm cơ mưu trí như nghĩa đệ ngươi không ngờ lại khóc chỉ vì một câu chuyện cũ của ngươi tình cảm làm sao lại yếu ớt như thế chỉ hai ngày thậm chí tình cảm huynh đệ các ngươi còn chưa từng trải qua khảo nghiệm mà cái gì cũng đem ra cho ngươi dương nhược lan càng nói càng tức giận sở phi lăng ngươi là đầu heo hay sao sở phi lăng mồ hồ túa ra chật vật tới cực điểm ngay cả trên lông mày cũng chảy ra mồ hôi trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống chảy vào trong miệng hắn mà hắn không ngờ lại không có cảm giác ý của ngươi là, hắn là, nhi tử của chúng ta, sở phi lăng lắp bắp nói, ngươi nói xem, dương nhược lan oán hận trợn trừng mắt, ông trời của ta ơi, sở phi lăng ngồi vệt xuống mặt đất, khuôn mặt lập tức biến thành màu gan heo. Trong phút chốc cả người đã đẫm mồ hôi, xấu hổ vô cùng. Càng nghĩ càng có khả năng này, à, không phải là có thể, mà là sự thật. Ta thật bội phục ngươi, tìm được nhi tử thất lạc 18 năm, thật vất vả lắm mới gặp lại được, Vậy mà ngươi lại kéo nhi tử mình đi kết bái. Hơn nữa, nhi tử còn không muốn, lão tử ngươi không ngờ còn ép hắn kết bái thành huynh đệ, thậm chí còn ấn đầu nhi tử xuống cùng mình kết bái. Dương Nhược lan lắc lắc đầu thở dài, Sở Phi Lăng, ta thật bội phục ngươi. Ngươi ngu ngốc đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này chứ? Kết bái huynh đệ với chính nhi tử mình, ép nhi tử mình gọi mình là đại ca, ép nhi tử mình gọi mẹ hắn là đại tẩu. Sở Phi Lăng phu quân đại nhân, trên dưới cửu trọng thiên từ xưa tới nay, người đúng là thiên hạ thiên hạ độc nhất vô tiền khó ăn hậu đó dương nhược lan càng mắng càng cảm thấy buồn cười sở phi lăng kinh ngạc trợn tròn mắt khuôn ma dần dần biến thành trắng bệch ngay sau đó lại biến thành màu gan heo tiếp đó lại biến thành màu xanh mét khuôn mặt cứ như là tắc kè hoa vậy cuối cùng đưa hai tay lên ôm mặt ngã dầm một cái xuống đất xong rồi lần này hoàn toàn xong rồi mắc cỡ chết người chuyện cười như vậy nếu như là của người khác Sở Phi Lăng cũng cảm thấy mình có thể cười chết đi sống lại. Nhưng vì sao nó lại xảy ra trên người mình chứ? Việc mất mặt nhất thiên hạ, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Rốt cuộc, tên hỗn đản kia, tại sao hắn lại không nói? Sở Phi Lăng mạnh mẽ nhảy dựng lên, tức sùi bọt mép, lửa giận vạn trượng. Khuôn mặt dữ tợn làm hại lão tử ta trở thành trò cười lớn như vậy. Chỉ sợ không phải là hắn không nói, mà là ngươi không cho hắn cơ hội đó. Dương Nhược Lan khinh bỉ nói ra một câu. Sở Phi Lăng nhớ lại tình cảnh lúc đó, hối hận vô cùng, thì thào lẩm bẩm chẳng trách. Chẳng trách hắn nhiều lần muốn nói lại thôi, chấm CSO dù bị ta ép cũng lưỡng lự, không muốn kết bái huynh đệ. Dương Nhược Lan vừa nghe xong liền giận điên lên, hung hăng nhéo lỗ tay hắn, người còn mặt mũi nói. Nếu như ngươi cho hắn cơ hội nói chuyện, chỉ sợ nhi tử chúng ta đã sớm về nhà rồi, đều tại ngươi, tại đầu heo nhà ngươi, nhớ tới nhi tử lẽ ra đã sớm được đoàn tụ, lại bị tên hồ đồ này kéo dài bao nhiêu thời gian, Dương Nhược Lan liền hận tới trong lòng nhỏ máu. chương 620, làm sao có thể cướp đi hạnh phúc của ngươi? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Còn cần ngươi phải nói sao? Dương Nhược Lan trợn trắng mắt, ngoài miệng hư lạnh, nhưng trên mặt đã hiện ra một nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn. Lập tức đứng lên, sở phi lăng chỉ thoáng một cái đã quên chuyện mất mặt của mình, hưng phấn đi tới đi lui, nói như vậy, ta có tôn tử rồi. Sở ra chúng ta, đã có hậu nhân rồi ha 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 đây thật sự là xong nghỉ lâm môn hắn xoa xoa tay có chút khó dằn lòng nổi đúng rồi tôn tử của ta ta còn chưa nhìn kỹ cái này cái này nhược lan chúng ta lập tức đi tới chỗ sư muội À, không đúng còn có thể gọi là sư muội sao chẳng lẽ ngươi muốn gọi nàng là em dâu dương nhược lan chế nhạo nói ách cái mặt mo của sở phi lăng lập tức đỏ bừng chân tay luống cuống quẫn bách cầu xin nói, người có thể không đề cập tới chuyện này nữa hay không? Hừ, Dương Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, mới nhíu mày nói, người muốn nhận nhi tử thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu muốn nhận tôn tử, thì khó khăn trùng trùng, còn phải cân nhắc, chuyện này không thể gấp được. Hả, vì sao? Sở Phi Lăng buồn bực nói, vì sao? Còn không phải do nhi tử tốt của ngươi sao? Đến bây giờ ngay, cả một cái danh phận cũng không có, thậm chí, còn không biết người ta là nữ, người ta phải chịu đựng bao nhiêu, đường đường đế vương trí tôn, lại là hoàng khoa khuê nữ, cứ như vậy vô thanh vô tức yêu hắn, mà ngay cả hài tử cũng sinh rồi. Dương Nhược Lan thở dài, cũng có chút phiền muộn, hơn nữa đứa bé này sinh ra, liền xác định địa vị rồi. Thái tử đế quốc, người thừa kế duy nhất của thiết phân. Chúng ta làm sao có thể, nhưng cho dù là thái tử, thì cũng phải nhận tổ quy tông chứ. Sở phi lăng nghẹn họng chân chối, tôn tử của ta, cũng không thể cứ mang họ thiết như vậy được mấu chốt là sư muội người ta cũng không muốn nhận đám thân thích chúng ta dương nhược lan vô lực thở dài nàng căn bản không muốn cho sở dương biết người ta hy sinh trong sạch tiền đồ công lực cả đời cứu mạng nhi tử ngươi sinh hạ hài tử cho nhi tử ngươi chẳng lẽ ngươi có thể cứ như vậy cướp hài tử của người ta sở phi lăng thốt lên cho nhi tử rước nàng về làm vợ chẳng phải xong rồi sao nhi tử ngươi cho tới bây giờ còn chưa biết người ta là nữ lại nói cho dù nhi tử ngươi có nguyện ý dước người ta cũng chưa chắc đã nguyện ý đâu dương nhược lan nhìn thấu mọi chuyện than thở hơn nữa nàng chính là đế quân thiết vân người thừa kế duy nhất gả cho sở ra đế quốc lớn như vậy làm sao bây giờ đây là trách nhiệm người bỏ được sao sở phi lăng cúi đầu tuyệt vọng nói chẳng lẽ cứ như vậy nhìn tôn tử ta mang họ thiết dương nhược lan nhíu mày nói việc này trước tiên cứ phải tìm được nhi tử trước đã từng bước một tuyệt đối không thể nóng vội nếu không sẽ phản tác dụng, hỏng hết mất. Ừ, Sở Phi Lăng cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng không chờ bọn họ đi tìm Thiết Bổ Thiên, Thiết Bổ Thiên đã tự mình tìm tới cửa. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan ngồi trên ghế, đối diện với Thiết Bổ Thiên, đều có chút ngây người. Sư tỷ, tiểu muội mạo muội tới, sư tỷ không cảm thấy phiền toái chứ? Thiết Bổ Thiên thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Dương Nhược Lan, thần sắc tự nhiên, bình tĩnh, thể hiện phong độ nhất đại đế vương. Tư thái tiểu nữ bối rối ngượng ngùng tối qua, không ngờ không còn chút nào, một điểm cũng không thể nhìn ra nữa. Dương Nhược Lan trong lòng trầm xuống, thiết bổ thiên vừa gọi, sư tỷ Dương Nhược Lan trong lòng lập tức cảnh giác. Nhìn bộ dáng chấn định hiện giờ, gần như không cần thiết bổ thiên mở miệng, Dương Nhược Lan đã biết nàng muốn nói gì. Sư muội, ngươi, có việc gì? Dương Nhược Lan ngập ngừng nói. Vâng, cố ý tới đây bẩm báo sư tỷ một chuyện. Thiết bổ thiên bình tĩnh mỉm cười, nói Thiết Dương là con ta, ta là phụ thân Thiết Dương. Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, tiểu muội không hy vọng Sở Dương biết chuyện này. Có lẽ sư tỷ còn chưa biết, Sở Dương không hề biết ta là nữ nhi, hơn nữa trong lòng Sở Dương cũng có một nữ tử. Họ yêu nhau khuyên tâm, sinh tử không thay đổi. Dương Nhược Lan mở to hai mắt, nhìn, hả? Thiết Bổ Thiên tiếp tục nói, Sở Dương vì nàng, vì người nữ nhân trong lòng hắn. Ở Thiết Vân cũng không để lộ diện mạo thật, tư sắc ô thiến thiến có thể nói tuyệt đỉnh đương thời, phong hoa tuyệt đại. Tiểu muội tự tin, cho dù là thế gia nữ nhi thượng tam thiên, dung mạo có thể so sánh với ô thiến thiến, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiết bổ thiên thản nhiên nói, mà sở dương lại ở chung sớm chiều với nàng, ô thiến thiến cũng tình thâm ý trọng với hắn, nhưng sở dương lại chưa từng hứa hẹn. Cũng có thể là, căn bản chưa từng động tâm, nàng mỉm cười, nói, nếu sở dương bia thiết dương tồn tại, nhất định sẽ vô cùng mâu thuẫn. Hơn nữa, vô cùng có khả năng tạo ra một thảm kịch đối với ta đối với sở dương đối với nữ tử trong lòng sở dương kia đều là một hồi thảm kịch nghiêm trọng nhất thậm chí có thể chôn vui hạnh phúc cả đời của tất cả mọi người bởi vì sở dương là một nam nhân có trách nhiệm tuy bề ngoài hắn nhìn như giảo hoạt đa đoan nhưng ở sâu trong nội tâm lại chấp nhất vô cùng bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được hơn nữa ta có thể cảm giác được tình ý đối với nữ tử mà hắn yêu dã siêu việt sinh tử tới mức không quan tâm tới điều gì khác nữa. Mà thảm kịch như vậy, ta không hy vọng sẽ phát sinh. Cho nên, ta không hy vọng sở dương biết, bất kể là vì mình, hay là vì sở dương, còn là vì nữ tử vô tội kia. Thậm chí là vì sở ra, sở dương đều không thể biết, thiết bổ thiên ngồi trên ghế, thân hình nhỏ bé yếu ớt, lại lộ ra đại khí trầm ổn, nhẹ giọng nói cho nên, xin hai vị hãy thành toàn. Không đợi hai vợ chồng sở phi lăng trả lời, nàng đã vội vàng nói ta có thể cho phép, thậm chí phi thường hoan nghênh. Các người thường xuyên tới thăm Thiết Dương, thậm chí, ở lại đây cũng không có vấn đề gì, thậm chí đặt một cái tên có họ sở cũng được, nhưng ở Hạ Tam Thiên, ở Thiết Vân, hắn chí có tên là Thiết Dương. Là Thái tử Thiết Vân chúng ta, yêu cầu duy nhất của ta là đừng để sở Dương biết. Ta chỉ cần các người đáp ứng ta một chuyện này, tiểu muội đã nói nhiều như vậy, sư tỷ hãy cân nhắc thật kỹ. Tiểu muội cáo từ, thiết bổ thiên mỉm cười, đứng lên, cúi người thật sâu, đi ra ngoài đi tiêu sái mà cũng vô cùng kiên quyết thân ảnh yểu điệu biến mất ngoài cửa dương nhược lan cùng sở phi lăng ngây ra như phỗng quay sang nhìn nhau thiết bổ thiên nữ tử này kiên trì và cấp nhất quả thực có chút kinh người tính cách kiến cường của nàng cả đời này hai phu phụ bọn họ cũng ít thấy làm sao bây giờ sở phi lăng thở dài chờ sau khi tôn nhi đầy tháng chúng ta lập tức đi trung tam thiên tìm hắn nhưng chuyện này chuyện này dương nhược lan buồn bã nói rốt cuộc có nên nói cho hắn biết hay không đi được bước nào hay bước đó sở phi lăng lại thở dài phụ thê hai người ngồi đối diện nhau thi nhau thở dài tựa hồ thở hết cả hơi rồi thiết bổ thiên nói chuyện đã đoạn tuyệt tất cả hy vọng của bọn họ đoạn tuyệt tất cả nàng nói rất rõ ràng các ngươi muốn nói đây là hài tử sở ra các ngươi ta thừa nhận các ngươi có thể tới thăm nó bất cứ lúc nào thậm chí có thể ở lại nơi này cho dù toàn bộ sở ra các ngươi tới đây thăm đứa bé, ta cũng nguyện ý. Nhưng yêu cầu duy nhất chính là, không được nói cho sở dương. Thiết bổ thiên chậm rãi trở lại tầm cung, vừa mới ngồi xuống, trên mặt đột nhiên dâng lên sắc ửng hồng, lập tức, một dòng máu đỏ tươi đột nhiên từ bên khóe miệng tràn ra. Nàng lấy một tấm lụa trắng muốt, che miệng mình lại, thoáng ho khan hai tiếng, trên khăn lập tức xuất hiện một vết máu tiên diễm. Sau đó, nàng giống như mất đi toàn bộ lực lượng toàn thân, ngồi xuống hoàng tỏa của mình thật lâu sáu nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi tới bên giường đứa trẻ trong giường tựa hồ cảm thấy mẫu thân đã tới dãy ruộng hoa chân múa tay vui sướng trên mặt lộ ra một nụ cười đáng yêu tựa hồ muốn mẫu thân ôm mình thiết bổ thiên nhìn ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu giống như xuân thủy vươn tay vô hạn yêu thương ôm nhi tử vào trong lòng si ngốc nhìn khuôn mặt non nớt của nó đứa trẻ kêu nha nha tựa hồ rất đói bụng thiết bổ thiên khẽ cười một tiếng tiểu tử kia chỉ biết ăn thôi cởi bỏ vạt áp cẩn thận ghé nhũ hoa vào sát miệng đứa trẻ. Thiết Dương lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn, nuốt ngừng ngụm từng ngụm, vừa bú, hai tròng mắt đen nhánh vừa nhìn mẫu thân mình, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng Thiết Bổ Thiên thoáng chốc đã bị tình mẫu tử lấp đầy, thật lâu sau, nàng mới rời ánh mắt khỏi nhi tử, có chút thẫn thờ nhìn vào hư không, lẩm bẩm ta yêu ngươi, nhưng ta không thể phá hư hạnh phúc của ngươi. Thanh âm sâu kín, vừa thoát khỏi bờ môi, tựa hồ đã hòa tan vào trong gió hóa thành một tiếng thở dài. Trung Tam Thiên, trong khoảng thời gian này lại càng thêm như dầu sôi lửa bỏng. Mạc Thiên Cơ lấy chuyện mộng ra toàn diệt, tuyên truyền bốn phía, vô số lời đồn đãi khủng bố, từ Mạc gia đổng ra mấy đại gia tộc truyền ra ngoài như thủy triều. Tỷ như, Ngạo Tà Vân đã chết, Âu gia Hắc Ma mấy đại gia tộc hạ thủ, thì cốt không còn. Mấy gia tộc này dã tâm bừng bừng, muốn tiêu diệt Ngạo gia, thay thế. Giang hồ đại loạn, Trung Tam Thiên đại loạn, cùng lúc đó, vô hình chuẩn của tạ thị gia tộc cũng bay lượn nháo nhác truyền đi tin tức tới kỳ gia mạc gia đồng gia la gia cố gia sở dương trở về đồng vô thương la khắc địch kỳ mặc đã trở về hiện tại đang ở tạ gia ngạo tà vân được đám người sở dương cứu đã trở về trước mắt cũng ở tạ gia sở dương truyền tin tức này cho mạc thiên cơ trước tiên trong thời gian chờ đợi sở dương nói với ngạo tà vân tin tức người còn sống ta cho rằng tạm thời không thể tiết lộ chỉ đem tin các đại gia tộc truy sát ngươi truyền ra ngoài là được rồi ngạo ta vân gật đầu ta cũng cảm thấy như vậy ngạo thị gia tộc những năm gần đây quá mức an nhàn cũng cần phải được tẩy lễ bằng máu tươi mà luyện một chút nếu như gia tộc biết ta bình an trở về chỉ sợ sẽ nguyên lão ngạo thị gia tộc sẽ hủy bỏ kế hoạch báo thù an phận với hiện tại hắn nhíu mày huống chi mấy đại gia tộc bọn chúng đã trở thành u ác tính của trung tam thiên không thể không trừ sở dương gật đầu Ngạo tà vân cùng bọn họ trở lại tạ ra, chuyện này căn bản không có một ai biết. Ngay từ đầu, Sở Dương đã che giấu tin tức. Ở điểm này, hắn cùng Mạc Thiên Cơ, có thể nói là không mưu mà hợp. Quả nhiên, mấy ngày sau, vô hình chuẩn bay về, mang tới tin tức cấp tốc của Mạc Thiên Cơ, tà công tử Bình An, tuyệt đối không thể lộ. Chữ viết rất ngoáy, có thể nhìn ra được, Mạc Thiên Cơ vừa nhận được tin tức này liền vội vàng vì ết mấy chữ, gửi đi. Sở Dương tuyệt đối tin tưởng thời gian con vô hình chuẩn này dừng lại trên tay Mạc Thiên Cơ, tuyệt đối không vượt quá mấy hơi thở. chương 621, Kế hoạch Âu Yếm Âu Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Anh hùng sở kiến tương đồng, sở dương mỉm cười, sau đó chìm vào trầm tư, ta ra ra chủ tạ Quảng Ân đối diện với hắn, sắc mặt trầm trọng, nói, hiện tại, toàn bộ trung tam thiên đã biến thành một nồi cám lợn, đều vận sức chờ phát động. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại yêu cầu nghiêm ngặt, mấy gia tộc chúng ta tuyệt đối không thể động thủ trước hắn thở dài một hơi nói đây quả thực là có chút tra tấn người mà cứ ngồi chờ tại chỗ mỗi ngày trừ nghe tin tức cái gì cũng không được làm thật khó chịu chúng ta đương nhiên không thể động trước động trước chỉ có thể là ngạo thị gia tộc như vậy mới có thể khiến trung tam thiên chấn động mạnh mẽ nhất sở dương ở ngay trước mặt ngạo tà vân cũng không hề e rè nói nếu chúng ta động trước ngược lại sẽ bị người ta đổ bô cứt lên đầu cực kỳ bất lợi đối với kế hoạch. Tạ Quảng Ân thở dài, điểm này ta làm sao không biết. Nhưng cứ như vậy, cảm giác thật sự rất nặng nề. Bất quá, đó là kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, mà chúng ta đương nhiên cũng có kế hoạch của chúng ta. Sở Dương gật đầu, trong mắt lóe lên sát khí điên cuồng, nói tạ thị gia tộc ở phương Bắc, ở trong một khu vực rộng lớn này, cũng chỉ có thêm Âu thị gia tộc, hai gia tộc đối lập. Hiện giờ, Âu thị gia tộc đã gần như trống giống, chúng ta không ngại cứ làm thịt Âu thị gia tộc trước, Bình định lo lắng sau lưng. Tạ Quảng Ân sợ hãi nói, như vậy sao được, không phải nói chúng ta không được động sao? Đúng vậy, ai nói cho các người động? Sở Dương Kỳ Quái nhìn hắn. Vậy, Tạ Quảng Ân vuốt râu, có chút mơ hồ, trừng mắt nhìn hắn, muốn nói, đây chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Nhưng nghĩ tới mặt mũi thể diện, rốt cuộc cũng không nói ra. Tạ thị gia tộc không thể động, nhưng không hề nói thiên binh các chúng ta không thể động. Sở Dương cười hắc hắc, Âu thị gia tộc lúc trước phục kích chúng ta, suýt chút nữa khiến chúng ta chết oan chết uổng, thù này. Hận này, há có thể không báo. Tạ Quảng Ân mỉm cười, nói, sở ngự tỏa, thiên binh các các người động, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng, thứ cho ta nói thẳng, thiên binh các các người tùy thực lực không tệ, nhưng nếu muốn một mình thôn tính tiêu diệt Âu Thị gia tộc, thì phần lực lượng này vẫn hơi yếu rồi. Đúng vậy, sở dương nói như chuyện đương nhiên, không phải còn có các ngươi sao. Lại nói, hiện giờ tạ thị gia tộc đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, các đại gia tộc vì bảo bộ đồng minh, đều có cao thủ ở trong, chẳng lẽ đều nhàn rỗi, nhìn chúng ta đi liều mạng. Tạ Quảng Ân sửng sốt, không ngươi nói không cho chúng ta động sao. Ngươi mặc quần áo thiên binh các chúng ta vào, mang mặt nạ thiên binh các chúng ta, thì chính là người của thiên binh các chúng ta rồi. Ai nói tạ thị gia tộc các ngươi động, sở dương có chút buồn bực, có chút chuyện vớ vẩn này mà cũng phải giải thích lâu như vậy. Gia chủ này còn không bằng con hắn, hắn cũng không hề biết tạ thị gia tộc vẫn luôn được trưởng lão hội nắm giữ, phía trên trưởng lão hội còn có lão tổ tông. Gia chủ như tạ Quảng Ân, hoàn toàn là trải đường cho tạ Đan Quỳnh tương lai tiếp trưởng vị trí gia chủ. Lúc trước, tạ Đan Quỳnh sinh ra, tư chất có một không hai tạ gia, lão tổ tông chính miệng chỉ định đây là nhân tuyển gia chủ đời sau, vì tránh để gia tộc phân tranh, tạ Quảng Ân hoàn toàn là hưởng sái nhi tử, mới ngồi lên được vị trí gia chủ. Thì ra là thế, tạ Quảng Ân trần trừ nói, như vậy, được không? Sở dương nhân mày, nói, hiện tại do ta chỉ huy. Ngụ ý là, người đứng xa một chút, đừng có nói nhiều. Lập tức, sở dương truyền ra tin tức, tất cả cao thủ lập tức tập hợp, sau đó hạ xuống mệnh lệnh chiến đấu. Nói là làm, không chút dây dưa lằng nhằng. Một lát sau, tất cả cao thủ tập kết xong, cộng cả cao thủ ngoại viện, có tất cả 13 vị cao thủ hoàng tọa, 200 vị cao thủ vương tọa. Dưới vương tọa, sở dương không sử dụng, trận chiến này, ta cũng muốn tham gia. Ngạo tà vân tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, trên mặt hắn, đã đeo lên mặt nạ, được, sở dương dứt khoát đáp ứng, chậm đã, một tiếng hét lớn vang lên, tạ ra lão tổ tông tạ chi thu từ trong hư không bước ra, đi tới trước mặt sở dương. Khí tức vị lão tổ tông tạ ra này, so với lần trước gặp mặt, không ngờ lại tinh tiến hơn rất nhiều, càng thêm thâm trầm như biển, hùng vĩ như núi. Xem ra sau khi có được huyền băng ngọc tinh, tu vi lại có đột phá. Chỉ thấy hắn nói, tiểu huynh đệ, Tạ gia cùng Âu gia mấy đời đều ở nơi này, hơn nữa song phương xưa nay không hòa hợp, nhưng lại chưa từng phát sinh đại chiến, ngươi biết vì sao không? Vì độc của Âu gia. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, không sai. Tạ Chi thu gật đầu, nói: Độc thuật Âu gia có một không hai Trung Tam Thiên, nếu không có biện pháp đối phó kịch độc, lần này lão hủ nhất định phản đối xuất trinh. bởi vì đây không phải là tiêu diệt địch nhân, mà là chịu chết. Bên trong đại biến Âu gia, nơi nơi đều là kịch độc, khó lòng phòng bị. Sở Dương mỉm cười, giống như đã dự liệu được từ trước, tiền bối yên tâm vãn bối đã sớm có tính toán. Hắn bảo kỳ mặc cùng la khắc địch vào trong phòng mình, lấy ra hai vò rượu lớn, mỗi một vò nặng ước chừng 100 cân, đặt xuống trước mặt đội ngũ. Đây là rượu giải độc đặc chế của ta, mỗi người uống một chén, bảo đảm trong một ngày, vạn độc bất xâm. Sở Dương Vân Đạm Phong khinh nói, vạn độc bất xâm, ánh mắt tạ chi thu co rụt lại, để ta thử xem. Nói xong lên bước lên phía trước, múc một chém một ngụm uống hết, sau đó lại từ trong người lấy ra một viên đan dược tối đen như mực, ném vào trong miệng. Lão Tổ Tông, không thể, tạ Quảng Ân hét lớn một tiếng, thanh âm hoảng loạn. Không sao đâu, tạ Chi Thu đẩy hắn sang một bên, sau một hồi lâu, cuối cùng chẹp chẹp miệng, nghi hoặc nói, quả nhiên uống xong một chén rượu này, độc long hoàn bài danh trước năm của Âu ra cũng mất đi tác dụng. Đây là thứ dược tử gì? Mùi vị thế nào lại giống thần tiên túy bí chế của tạ gia chúng ta? Bất quá, thần tiên túy của chúng ta cũng không có công dụng giải độc à. a. Ra mặt sở dương khẽ giật giật, ho khan hai tiếng, lão đầu này tuy già nhưng miệng mũi vẫn còn nhạy bén như vậy, không ngờ uống ra được đây là thần tiên túy của tả gia các ngươi. Hai vào rượu này, chính là số rượu mà hắn uống đêm hôm định ra minh ước với tả gia. Hôm đó, sở dương dùng sức một người, đấu tử lượng với toàn bộ gia tộc tả thị, khiến cho người của tả thị gia tộc nhớ như in, không thể nào quên được. Nếu lão tổ tông đã uống rồi, những người khác cũng lần lượt bước lên, uống một chén rượu, không chút do dự. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết đây là rượu mà sở dương đã uống qua một lần. Phòng chừng hai hai trăm người này, quá nửa sẽ phun ra đương trường. Cho dù kiếm hồn rút đi thế nào, cũng không thể cải biến được sự thật, rượu này trước tiên tiến vào miệng, sau đó chui vào trong bụng sở dương, cuối cùng mới tới cửu kiếp không gian. Theo lý mà nói, rượu này, chính là thứ sở ngự tỏa bài tiết ra, sở ngự tỏa cũng không có cách nào, thời gian gấp gáp đào đâu ra nhiều nước như vậy nếu như dùng sinh cơ tuyệt toàn bộ thì thật sự là quá lãng phí rồi mà trong cửu kiếp không gian lại vừa vặn có hai vỏ rượu há lại không đem ra dùng lại nói rượu có thể phát tán dược lực nhanh hơn một chút một khi đã vậy tối nay lão hủ cũng phải hoạt động gân cốt một chút rồi mấy lão độc vật âu gia cứ giao cho lão phu đi uống rượu không sợ kịch độc của âu gia tạ chi thu phấn chấn bừng bừng thét dài một tiếng chi khí tràn ngập trong lòng lão tổ tông âu gia vẫn luôn ở trong mật thất âu gia chính là túc địch của tạ chi thu hai lão bất tử này đều biết rõ đối phương còn chưa chết giờ phút này chính là thời khắc quyết định sinh tử rồi mà tạ chi thu và mới đột phá võ quân lại không sợ kịch độc đương nhiên không để lão độc vật kia vào trong mắt các vị kế hoạch hôm nay là thế này sở dương dùng trường kiếm của mình vẽ một bức tranh lên mặt đất tối nay canh ba âu thị gia tộc sẽ bị diệt sở dương an bài xong thét lớn một tiếng, thiên binh các ta, kể từ đêm hôm nay, sẽ quật khởi trung tam thiên. Hống, gầm giống hưởng ứng, chỉ có đám người đồng vô thương. Những người khác đều dùng một ánh mắt quái dị nhìn vị sở diêm vương này, toàn bộ đều là chúng ta đánh, thiên binh các các người quật khởi là thế nào. Đối với điều này, sở ngự tỏa không thèm để ý chút nào. Là các người đánh, nhưng lại dùng danh nghĩa của thiên binh các chúng ta. Đánh xong một trận này, ai biết là các người đánh. Chúng ta ở cực Bắc Hoang Nguyên đắc tội với nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người. Ta tìm tới tính sổ, nhưng nếu những tên kia biết chúng ta có năng lực hủy diệt Âu ra trong một đêm, ai dám tới tìm tới đòi nợ, lại nói, thiên binh các một trận thành danh, còn sợ không ai tìm tới nương tựa. Hành động tối nay, phải nhanh chóng. Hơn nữa, tuy chúng ta không sợ độc Âu thị gia tộc, nhưng phải lợi dụng độc của bọn hắn. Có thể đánh lén, thì đừng có chính diện giao phong, có thể xuất kỳ bất ý thì đừng có xưng anh hùng sở dương ánh mắt như điên vẻ mặt đầy chính khí nói gặp phải độc dược trước tiên giả chết đợi địch nhân tới bên người mới bạo phát giết người chúng ta phải giống như một cơn gió ôn nhu giống như bàn tay của tình nhân âu yếm cổ họng của đám độc vật âu ra khiến bọn chúng chết trong kinh hỉ, run rẩy sở ngự tọa chính khí nghiêm nghị nói hành động lần này bản nhân đặt tên là âu yếm âu nhớ kỹ chưa tất cả mọi người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh thằng nhãi này thật sự là âm hiểm tới cực điểm đương nhiên Châu bò nhất chính là, hắn có thể mang vẻ mặt chính khí, thanh âm nghiêm nghị, nói ra toàn bộ kế hoạch tác chiến ác độc thâm hiểm đê tiện đáng khinh này. Thực là một vị kỳ tài hiếm thấy a, à. không ngờ còn Âu Yếm Âu, Âu Yếm chí mạng như vậy, ai chịu nổi. Hiện giờ lập tức chuẩn bị, một khắc đồng hồ sau, toàn bộ xuất động. Tối nay canh ba, hỏa quang làm hiệu, xông vào Âu ra, đốt giết đánh cướp, chảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Sau đêm nay, trung tam thiên không còn Âu thị gia tộc, trong mắt Sở Dương lóe lên sát khí, màn đêm buông xuống, đêm dài, không trung vô tận ngôi sao, đại địa chìm vào hắc ám. Thành bảo Âu thị gia tộc cổ lão trải dài trên một sườn núi bất tận. Nếu như có một phong thủy tiên sinh tới đây nhìn, nhất định sẽ nhìn ra, đại bản doanh Âu thị gia tộc chính là nằm trên một long mạch xuyên suốt dãy núi. Trong bóng tối u ám, trong một rừng cây nho nhỏ cách đó hơn 10 dặm, có hơn 200 cao thủ tụ tập, nhìn chằm chằm về phía Âu thị gia tộc. Ai nấy đều nấp trọng bụi bỏ ánh mắt chấp động tinh quang. Đi, sở dương vung tay lên, mà chính hắn cũng dẫn đầu lao tới. Cố độc hành, kỷ mặc, nhuế bất thông, đàm đàm theo sát phía sau, giống như một cơn gió mát thổi tới. Lúc này, tiền quân hành động, đồng vô thương cùng la khắc địch không thích hợp. Đồng vô thương quá mức khôi ngô, la khắc địch ở phương diện này có chút khiếm khuyết, chỉ có 5 người sở dương triển khai hành động. Người phía sau nhìn 5 người sở dương lướt đi, đều khẩn trương mở to hai mắt mà nhìn, nhưng cả đám lập tức phải lấy tay rụi rụi hai mắt. Ta nhìn thấy cái gì thế này, mấy người kia vừa mới ra ngoài, sao lại không thấy đâu nữa. Trước mắt chỉ có một rừng cỏ san sát, cao nhất cũng chỉ tới cẳng chân, nhưng năm người kia lướt đi trong rừng cỏ này, không ngờ lại biến thành vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh. Vù một tiếng, đám người sở dương đã vượt qua bảy tám dặm lộ trình. Động tác này thật sự giống như tình nhân âu yếu, mềm nhẹ dịu dàng, mang theo nhu tình lưu luyến, lại mang theo sát khí chí mạng. Đại môn thành bảo Âu thị gia tộc đã trở ngay trước mắt. chương 622, Sở Diêm Vương mời khách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhìn nhân ảnh như có như không dưới ánh sao chấp động, trái tim mọi người trong rừng cây không khỏi nhảy lên. Âu ra là thế gia mấy trăm năm, thành bảo kiên cố thế nào chứ? Đám người sở dương tuy có tiềm hình nặc tích chi thuật vô cùng cao minh, nhưng dù sao cũng không thể trực tiếp tiến vào trong thành. Bọn họ sẽ dùng phương pháp gì để mở đại môn? Cho tới bây giờ, mọi người vẫn có một điểm nghi hoặc như vậy sở diêm vương hắn nói có biện pháp nhưng rốt cuộc là biện pháp gì mới có thể khiến cho âu thị gia tộc khai mở đại môn cho quân địch xông vào giết mình cường công mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đại môn âu thị gia tộc cho dù là quân cấp cao thủ toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc đã phá được hiện tại chỉ có thể nhìn sở diêm vương thôi chỉ cần sở diêm vương phá được đại môn thì tối nay âu thị gia tộc tất diệt không thể nghi ngờ nhưng nếu mở không được mọi người cũng chỉ có thể theo đường cũ rút về thôi. Trong yên tĩnh tuyệt đối, tựa hồ ngay cả gió đêm cũng ngưng tụ thành một loại áp lực trầm lặng. U tối, đột nhiên một đạo kiếm quang ngang trời xuất thế, chiếu sáng bầu trời đêm. Một cỗ khí tức thê lương tang thương, tựa hồ truyền tới từ thời viễn cổ, trong nháy mắt đã thổi quét thiên địa. Toàn bộ thiên địa, đột nhiên từ tiết đầu thu, biến thành lạnh lẽo thấu xương. Một đạo hàn quang xuất hiện, kéo dài, trong thời gian trước mắt điện xẹt, hóa ra một đạo kiếm quang ánh chấp trên không trung như muốn chém nứt toàn bộ thiên địa, ngay cả hư không đêm tối, trong nháy mắt này cũng khẽ run lên. Kiếm quang như trường long, vắt ngang giữa không trung dài tới hơn 10 trường, dùng thế bài sơn đảo hải nhằm về phía đại môn Âu thị gia tộc mà đánh tới. Mọi người đều hóa đá, biện pháp mà sở diêm vương nói, không ngờ lại là biện pháp dã man cuồng bạo, trực tiếp tới mức độ này. Trực tiếp dùng kiếm, dùng bạo lực tuyệt đối, phá tan đại môn Âu thị gia tộc. Hỗn đản, không ngờ còn nói cái gì mà hỏa quang làm hiệu, mọi người đều nghĩ hắn có biện pháp nào đó, lén lút tiến vào. Không nghĩ tới vừa bắt đầu đã trực tiếp tấn công rồi. Mẹ nó, cái này thì còn cần gì hỏa quang nữa. Cho dù là người mù, trong vòng 200 dặm cũng có thể nhìn thấy kiếm quang của ngươi rồi. Điên rồi, hơn 200 cao thủ cùng thở dài một tiếng, lập tức, trong lòng mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ, chuẩn bị lui lại thôi, tên Sở Diêm Vương này phát điên rồi còn tưởng hắn thật sự có biện pháp, xem ra chỉ giỏi chém gió thôi. coi như hôm nay được huấn luyện giã ngoại một lần vậy. mẹ nó, nếu đại môn Âu Thị gia tộc mà bị người một kiếm bổ tan, thì Âu Thị gia tộc có thể tồn tại tới bây giờ sao? không sớm bị người ta diệt bảy tám trăm lần rồi. thật sự là ngây thơ, tự cho mình là cao thủ thánh cấp sao? nhưng ngay sau đó, những người đang thở dài lại đột nhiên trợn tròn hai mắt, đều dùng ngón tay dụi dụi mắt, vẻ mặt không thể nào tin tưởng nổi, giống như gặp phải quỷ vậy ta đang nằm mơ ư, chỉ thấy đạo kiếm quang dũng mãnh minh mông cuồn cuồn ập tới. Kiếm quang vừa lóe lên, trên thành bảo Âu thị gia tộc đã có người phát giác. Địch tập, một tiếng hét chói tai truyền ra, chuông cảnh báo đồng loạt vang lên, sau đó chính là vô số đạo quang mang kim ngân sắc, vô số khói mù đủ loại màu sắc ẩm ẩm giáng xuống. Vô số ám khí và độc dược, trong nháy mắt đã tràn ngập phạm vi 50 trượng trước đại môn Âu thị gia tộc. Nhưng, tất cả những đạo quang mang này, tất cả những thứ khói mù này, đối diện với một đạo kiếm quang của sở dương, đều ảm đạm thất sắc. Tiếng ninh nương không ngừng vang lên, quang mang kim ngân bắn văng tứ phía, vô số khói độc vừa mới bắt đầu tràn ra đã biến mất. Trên thành bảo, đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Chính là kiếm quang đánh ngược ám khí trở lại, đi tìm chủ nhân của mình. Mà đạo kiếm quang kia, vẫn mang theo thế lôi đình vạn quân, tư thái kiên quyết dứt khoát, giống như sao băng đánh vào đại môn. Cả đại môn đều dùng tinh cương đúc thành, dày ược chừng một trường. Nặng tới ngàn cân, nhưng đối diện với một đạo kiếm quang này, lại giống như một người khổng lồ, đột nhiên bị xuyên thủng bụng, lộ ra một cái động lớn, xung quanh cái động này, vô số vết kiếm chỉnh tề ăn sâu vào trong đại môn. Sở Dương cả người mang theo kiếm, không ngờ đã vọt vào bên trong thành bảo của Âu thị gia tộc. Tất cả mọi người cùng hít một hơi lạnh, đây, đây là dạng quái vật gì? Người khác không nói, trong tất cả mọi người, Tạ Chi Thu có tu vi cao nhất, cũng phải há hốc miệng trợn trừng mắt mà nhìn bộ dáng giống như gặp phải quỷ khiếp sợ gần như nói không ra lời từ khi có được huyền ngọc băng tinh tạ chi thu cuối cùng cũng phá vỡ bình chướng quân cấp trở thành cao thủ quân cấp nhất phẩm nhưng hắn tự hỏi nếu như trong tay mình có một thanh thần binh lợi khí lại dùng tu cả đời thôi động cũng tuyệt đối không thể xuyên thủng đại môn âu thị gia tộc được nhưng bị sở diêm vương này không những chỉ xuyên thủng mà còn tạo ra một cái động khủng bố như thế lại còn trực xông vào bên trong lập tức truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, tiếp đó, bên ngoài lại có một đạo kiếm quang lóe lên, theo sát phía sau sở diêm vương, nhân kiếm hợp nhất xông vào. Một kiếm này vừa xuất, toàn bộ không gian đột nhiên tràn đầy kiếm ý lạnh thấu xương, tựa như gió lạnh thét gào tràn tới. Toàn bộ thiên địa, lập tức cùng vang lên tiếng kiếm ngâm. Ngay cả chúng vị cao thủ mai phục trong rừng cây cũng không ngoại lệ. Tất cả trường kiếm bên hông của người sử kiếm đều chấn động hướng về phía hoàng giả mà cúi chào đây là pháp tắc thiên địa của kiếm đạo ngay cả chúng vị cao thủ nấp trong rừng cây cũng không ngoại lệ kiếm đế thiếu chủ cố độc hành cố thị gia tộc lại là một vị kiếm đế thuần thúy tới cực điểm không có nửa điểm tạp chất tạ chi thu giật mình kinh hãi thốt lên một tiếng nhưng một tiếng kiếm ngâm này lại nhắc nhở mọi người cùng xông ra ngoài đồng vô thương mạnh mẽ xông lên phía trước nhất cửa thành bảo bên kia đám người kỳ mặc đàm đàm nhuế bất thông đã sớm theo sau cố độc hành xông vào bên trong thành bảo vô số cao thủ Âu thị gia tộc điên cuồng sông tới. Mọi người đều biết, nếu như thủ không được đại môn, không thể cản địch nhân ở bên ngoài, Âu thị gia tộc sẽ xong rồi. Trong khoảnh khắc lúc trước, kiếm linh đã tiếp trưởng thân thể sở dương, đột nhiên bạo phát một chiêu, đồ tấn thiên hạ hữu hà phương, toàn lực. Kiếm linh chín vạn năm bạo phát, hơn nữa cửu kiếp kiếm phong duệ vô kiên bất khả tồi, uy lực kiếm chiêu lại càng thêm thiên hạ vô song. Không ngờ dễ dàng phá tan đại môn ngàn cân của Âu thị gia tộc, thế như trẻ tre, cả người mang kiếm xông vào bên trong Âu thị gia tộc, đồng thời phá nát nội môn Âu thị gia tộc, tàn sát vô số cao thủ Âu thị gia tộc chờ sẵn sau đại môn dưới kiếm. Máu chảy thành sông, lập tức ném một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh vào trong nghiệp, kiếm linh đợi đến khi công lực Sở Dương khôi phục một nửa, lặng lẽ rút đi. Sau đó, Sở Dương lại tiếp quản thân thể của mình. Cao thủ Âu thị gia tộc tràn tới như thủy triều, Sở Dương hét lớn một tiếng, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Một chiêu vừa xuất, toàn bộ thiên địa lập tức tràn ngập vô số điểm hàn quang, tựa như muốn lấp đầu không chung. Trong thanh âm ninh đương, không ngừng có huyết quang đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang bên người chợt lóe, một đạo kiếm khí thực chất sắc bén xẹt qua bên người, không ngừng lại một khắc, xông vào bên trong đám người. Trường kiếm hơn 10 tên địch nhân cùng ngâm vang một tiếng. Kiếm đế, cố độc hành tới rồi. Cố độc hành hét dài một tiếng, hắc long kiếm cũng ngân vang một tiếng. Dung bần bật giữa không chung, ba người kỳ mặc lập tức vào tới, năm huynh đệ liên thủ uy thế như hổ điên không ngờ chỉ trong phút chốc đã mạnh mẽ đánh bật đám cao thủ âu thị gia tộc vào bên trong nhưng vừa bước ra ngoài một bước không gian rộng lớn áp lực cũng lập tức nhân lên vô số lần vô số cao thủ âu thị gia tộc từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy tới đám người sở dương tuy tiến được vào nhưng tình hình vẫn không thể lạc quan được nơi này vẫn khá hẹp nếu như âu thị gia tộc thủ chặt chỗ này chờ đám lão quái vật chạy tới vẫn như cũng có thể dựa vào địa thế, dễ dàng ngăn chặn đám đông. Cho dù chỉ có 200 tên vương tỏa, cũng bởi vì không gian chật hẹp mà không thể nào thi triển tay chân, bị địch nhân toàn diệt. Cho nên sở dương nhất định phải nhanh chóng thay đổi thế cục hiện giờ. Xông tới, không phải là thắng lợi, phân cao thấp gì cả. Phải xông vào bên trong với thời gian ngắn nhất, đám người sở dương bảo vệ thông đạo, đã thông thông đạo, để cao thủ phe mình thong dong tiến vào tòa thành bảo này, mới xem như thành công được bước đầu kế hoạch. Sở Dương thét dài một tiếng, kỳ mặc cùng cố độc hành lập tức đứng thành một hàng, tiến mạnh lên ba bước, điên cuồng tấn công, đón đánh địch nhân, bảo hộ Sở Dương ở phía sau. Chỉ trong ba bước này, trên người kỳ mặc nhuế bất thông đã lóe lên huyết quang, bị thương. Sở Dương liền lợi dụng những khe hở, hét lớn một tiếng, xoạt xoạt xoạt. Liên tiếp lấy ra hơn 10 thùng dầu hỏa cực lớn từ trong cửu kiếp không gian, mỗi một thùng phải nặng tới mấy trăm cân, ném đi, xa gần đều có. Lập tức, dầu hỏa văng khắp nơi, sau đó trong tay nhoáng lên một cái, vô số đốm lửa bay tới như sao băng. Oanh, đốm lửa gặp phải dầu hỏa, lập tức bùng chạy dữ dội. Phừng, liệt hỏa bốc lên, một thùng dầu nổ tung ngay giữa đám người Âu thị gia tộc. A, à, dầu hỏa, hỗn đản, sao tự dưng lại có nhiều dầu hỏa như vậy? Tân lão tam bị thiêu, nhanh lui lại, mau lui lại, lão tử không tin, lửa lớn như vậy, chẳng lẽ bọn chúng có thể từ trong sông ra? Tiếng kêu là thảm thiết không ngừng truyền tới ngay sau đó ầm 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 mấy thùng dầu cùng nổ tung trước mặt nội môn hỏa quang bốc lên tận trời chặn đứng cướp bộ đám cao thủ âu thị gia tộc lửa cháy ngập trời tiếng kêu thảm thiết không ngừng phía nội phủ âu ra một nhân ảnh áo xám cấp tốc lướt tới ống tay áo xé gió phần phật quát lớn chuyện gì xảy ra phía nội phủ lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện cấp tốc chạy về phía này sở dương bước lên phía trước quanh người xuất hiện thất âm hàn khí bao phủ đám người cố độc hành vào bên trong thét dài một tiếng, hỏa quang hừng hực, đột nhiên tách ra hai bên, năm người huynh đệ từ trong hỏa diễm xảy bước, bất ngờ xông vào. Giống như năm tên hung thần ác sát đột nhiên từ trong liệt hỏa ngập trời xông ra, cả người mang theo lệ khí dữ tợn. Sở Dương cất tiếng cười lớn, cũng không có chuyện gì cả, chẳng qua là Diêm La Vương tới mời khách thôi. Mời mọi người cùng tới cửu u địa phủ 18 tầng địa ngục ăn cơm, ngắm cảnh một phen, thuận tiện ở lại đó luôn. Toàn thể Âu thị gia tộc đều được mời, chuẩn bị dự tiệc đi. Ha ha ha, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, từ trên không trung lao xuống, quát tiểu bối vô chi. Lão phu Âu phong ca lấy mạng ngươi, trường phong vù vù, chính diện mà tới, hàn quang chấp động, áp đỉnh mà xuống, hắc khí tràn ngập, cùng lúc khởi động độc công độc môn của Âu gia. Chờ đến khi hắn xuống tới nơi, đã giống như một đám sương mù dày đặc. Trong sương mù, có sen lẫn cả hàn quang, sở dương cười lạnh một tiếng, nói chỉ là nhất phẩm hoàng tỏa, cũng dám khoác lác không biết ngượng trước mặt ta để lại mạng cho lão tử. Cửu kiếp kiếm lăng không chợt lóe, không tránh không né, thâm mai bất cải lăng duệ trí, mạnh mẽ đâm tới. Kiếm quang trói lọi giống như pháo hoa trong đêm khuya, đột nhiên nổ tung giữa không trung. Chương 623, đưa người đi làm quỷ, ý người thế nào? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Theo kiếm quang sở dương ánh hiện, từ trong cái động hình tròn bị cửu kiếp kiếm mạnh mẽ đâm thủng lúc trước, một đạo thân ảnh như cuồng phong cấp tốc ập tới. Tạ Chi Thu tựa như một nhân ngư, lại mang theo cuồng phong bão táp, ngang nhiên xông vào. Vung tay lên, trên người ngưng kết ra một tầng băng tinh ngọc giáp trong suốt, không hề dừng lại nửa khắc, lập tức vọt vào bên trong đại hỏa. Ngay sau đó đã xuất hiện bên người kỳ mặc, rắc một tiếng, một trong ba gã cao thủ vương tỏa đang vây công kỳ mặc, đã bị tạ chi thu một chảo bóp nát cổ. Tay trái phất lên, đầu một tên vương tỏa khác liền vỡ nát như dưa hấu. Tay phải phóng một chảo, không để ý tới kiếm quang uy hiếp, bàn tay khô gầy đã đâm sâu vào trong lồng ngực tên vương tỏa cuối cùng, móc ra một trái tim vẫn còn đang đập thình thịch. Lập tức, tạ chi thu giống như một cơn cuồng phong thổi quét, ba tên vương tỏa đang vây công nhuế bất thông nhanh chóng ngã xuống như rơm dạ. Tiếp đó, thân thể gầy gò như qua củi này đã xông vào trong đám cao thủ Âu ra giống như lốc xoáy, đại khai sát giới. Thân ảnh hắn đi qua nơi này, ở đó chỉ còn lại một máu và thịt nát. Lúc này, thâm mai bất cải lăng duệ trí của sở dương đã nghênh đón vị hoàng tỏa áo xám từ giữa không trung đánh tới xuyên phá độc vụ kiếm quang phá toái vị hoàng tỏa áo xám âu phong ca không tin thể vào mắt mình sở dương thế như trẻ tre nghiền nát bảo kiếm đã làm bạn với hắn cả đời sau đó bàn tay cầm kiếm của hắn cũng hóa thành mưa máu tiếp đến là cánh tay bả vai chờ đến khi cả nửa người hắn đều bị kiếm quang thôn phệ trong mắt ánh mắt chỉ còn lại mơ hồ và khiếp sợ không hiểu hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra vì sao đối phương lại không sợ độc công của mình. Đây chính là kịch độc, con voi chỉ cần ngửi phải một chút thôi cũng phải ngã vật xuống ngay lập tức. Mà người này, không ngờ cả người đều chìm trong độc vụ, nhưng vẫn có thể giết chết mình. Làm sao có thể, cho đến chết, trong lòng hắn vẫn văng vẳng mấy chữ này, làm sao có thể. Từ trong cái động hình trong trên đại môn, không ngừng có người xuyên qua, xông vào, một số cao thủ tu luyện công pháp thuộc tình Hàn Băng, trực tiếp vận lên tu vi xông qua đại hỏa nhưng những vương tòa tu luyện công pháp bình thường lại không có vận khí tốt như vậy nhưng bọn họ cũng biết tối nay chính là cơ hội ngàn năm một thuở trong khi tất cả các gia tộc đều đang âm thầm chuẩn bị hơn nữa cũng không một phe nào có động tác âu thị gia tộc tuyệt đối không thể nghĩ tới bọn họ lại là gia tộc bị công kích đầu tiên cho nên lơ là phòng bị mới bị một kích mà phá bỏ qua hôm nay muốn đột phá đại môn âu thị gia tộc còn khó hơn lên trời ai biết sở diêm vương còn rượu giải độc nữa không sau này Âu Gia có thể nghiên cứu ra độc dược chuyên môn đối phó với rượu giải độc hay không? Cái hiểm này, ai cũng không dám mạo hiểm A. Cho nên, tôi ý nay nhất định phải thành công. Bọn họ liều mạng, chịu đựng bị liệt hỏa thiêu đốt, xông vào bên trong đại hỏa, sau đó người người bốc cháy từ trong hỏa diễm xông ra, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, dập tắt ngọn lửa, sau đó mang theo một thân phỏng rộp, xông vào trong trận thế kẻ địch. Chiến quả từng bước mở rộng, đợi đến khi hơn 200 vị cao thủ tiến vào được một nửa ở trước nội môn thành bảo, cao thủ Âu thị gia tộc đã không còn lại mấy người. Tiếng thét dài không ngừng truyền tới, từ bốn phương tám hướng đều có người của Âu thị gia tộc vọt tới nơi này. Mà sở dương cùng tạ chi thu lại mang theo đội ngũ, giống như một mũi tên nhọn hoắt, đột tiến sông vào sâu bên trong, nơi nào đi qua, chó gà cũng không tha. Âu gia tựa hồ cũng biết địch nhân đã đột phá cửa thành, lập tức bỏ qua tranh đoạt cửa thành. Một tiếng chu thê lương vang lên, tất cả cao thủ Âu thị gia tộc đều hướng về một địa phương mà chạy tới Âu gia chủ lâu. Nơi này chính là hạch tâm Âu thị gia tộc, tất cả chiến lược đỉnh cấp của Âu thị gia tộc, tất cả cao thủ, tất cả tài phú. Đều ở nơi này, trên quảng trường, đã tụ tập mấy trăm người, còn có vô số người đang không ngừng chạy tới nơi này. Tất cả mọi người đều im lặng không nói, nhìn chằm chằm con đường lớn dài rằng rạc trước mắt. Tất cả những con đường thông tới nơi này, bao gồm cả nóc nhà, đều trải đầy độc dược khói độc cũng tràn ngập cả không trung Âu thị gia tộc. Hiện tại chính là sáng sớm, nhưng nơi này vẫn âm u vô cùng, khói độc dày đặc, thậm chí đưa tay lên cũng không thể nhìn rõ năm ngón. Tất cả tộc nhân Âu thị gia tộc đều sử dụng sạch chữ hàng của mình. Những chất độc này, kiến huyết phong hầu, cũng chỉ là cấp thấp nhất, đại bộ phận đều chỉ cần dính vào người một chút, cũng khiến cho toàn thân thối giữa, vạn kiếp bất phục. Cũng có không ít khói độc phiêu đáng, độc vụ cũng là một loại giống với ôn dịch, nhưng so với ôn dịch thì ác độc hơn gấp trăm lần. Nếu đem tất cả độc dược độc vật của Âu thị gia tộc giặt ở một địa phương có dân cư sinh sống đông đúc, thì tuyệt đối có thể nói rằng trong vòng phạm mấy ngàn dặm, tuyệt đối không có một sinh mệnh nào có thể sống sót. Bao gồm cả súc vật, bao gồm cả dã thú, bao gồm cả thực vật cây cối hoa cỏ, trong phạm vi ngàn dặm, trong vòng 100 năm, trở thành một vùng tử địa, vạn vật bất sinh. Dùng trận thế như vậy để đối phó hơn 200 tên địch nhân tựa hồ có chút quá coi trọng rồi nhưng trong lòng mọi người đều có cảm giác bất an không yên ánh mắt nhìn đại lộ rộng lớn cũng có chút kinh hoàng có chút hoang mang lo sợ tựa hồ tất cả trụ cột tinh thần đều đã biến mất bởi vì bọn họ biết trận thế độc dược ở đại môn thành bảo so với nơi này cũng chẳng kém hơn bao nhiêu mà địch nhân lại từ chính mà đột phá xông vào nhưng lại không có bất cứ thương vong nào chẳng lẽ bọn họ không sợ độc ý nghĩ này phá tan tất cả niềm tin của đám người âu thị gia tộc Chỗ sửa của Âu thị gia tộc, bao gồm cả trụ cột tinh thần, chính là độc. Dụng độc hoành hành trung tam thiên, không ai không sợ. Thậm chí, bởi vì độc của bọn hắn, mà ngay cả ngạo thị gia tộc cũng phải nhượng bọn hắn ba phần. Cho nên Âu thị gia tộc mới có thể càng ngày càng phát triển lớn mạnh như thế. Hoàng tòa cao thủ cũng càng lúc càng nhiều. Tạ thì các đây không xa chỉ có sáu hoàng tòa, nhưng Âu thị gia tộc lại có tới chín. Đây chính là nhờ độc mà có. Nếu không phải Âu thị gia tộc dụng độc kinh sợ trung tam thiên thì gia tộc bọn hắn cao thủ tối hiếu cũng phải ít hơn một nửa so với hiện tại không dám giết đây chính là thái độ của người trung tam thiên đối với âu thị gia tộc chỉ cần bọn họ giết một người lập tức sẽ phải đối diện với trăm ngàn cao thủ dùng độc tập kích ai nói mạo hiểm như vậy chứ nhưng hiện tại đối phương lại không sợ độc đây chẳng khác nào một đòn cảnh cáo phá nát chỗ dựa lớn nhất của âu thị gia tộc đánh tan ảo tưởng của bọn hắn rút đi trụ cột tinh thần lớn nhất của bọn hắn cao thủ Âu thị gia tộc tụ tập càng lúc càng nhiều, chậm rãi hình thành một đội quân hơn một ngàn người trên quảng trường dưới chủ lâu. Vẫn còn người lục tục kéo tới, ăn ý dựa theo cương vị và địa vị hiện tại của mình trong gia tộc, xếp hàng chỉnh tề. Trong gió sớm, hơn một ngàn người lẳng lặng đứng thẳng. Chậm rãi, nhân số gia tăng lên tới hơn hai ngàn người. Phương xa, còn có rất nhiều người tạo thành từng đội từng đội, lặng lẽ quan sát bên này. Đây đều là võ sĩ cấp thấp nhất của Âu thị gia tộc. Tất cả dưới võ tông, Đều ở bên đó, có thể đứng chỗ này, đều là cao thủ võ tông trở lên. Đứng phía trước, là ba lão giả dâu tóc bạc phơ, sắc mặt lãnh đạm. Chính là ba vị hoàng tọa trưởng lão cây còn lại của Âu Thị gia tộc. Chín vị hoàng tọa, bị sở Diêm Vương một trận giết mất năm trong âm phong xâm lâm. Mà hôm nay, lại có thêm một người bỏ mình. Ba vị hoàng tọa trưởng lão này còn chưa biết, vị hoàng tọa mất mạng hôm nay, cũng là chết ở trong tay sở Diêm Vương. Phương xa vang lên tiếng bước chân soàn soạt dần dần truyền tới, mang theo một cỗ sát khí vạn quân tránh lui. Giống như vô số con viễn cổ cửa thú, đang chậm rãi, từng bước từng bước ép tới. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, khí tức trong không khí tựa hồ cũng hoàn toàn ngưng động lại. Lòng bàn tay ba vị hoàng tỏa trưởng lão, đã ẩn ước toát ra mồ hôi. Ngay cả chán cũng có chút ướt lạnh, theo tiếng bước chân mà xem, thực lực đối phương hoàn toàn không có hao tổn gì. Điều này cũng chứng minh, đối phương không sợ độc. Nhìn khói độc nồng đậm tràm ngập trên không chủ lâu Âu ra, ba vị trưởng lão đều thở dài một tiếng, trong lòng ẩn ước dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Gia chủ cùng thiếu chủ mang theo 300 cao thủ gia tộc đuổi theo ngạo tà vân, đến giờ vẫn chưa về. Lần trước trong âm phong xâm lâm, lại bị sở diêm vương hung hăng đả kích, tiêu diệt 30 vị vương tọa, 5 vị hoàng tọa. Hiện giờ lực lượng của Âu thị gia tộc đã không còn bao nhiêu, còn chưa bằng một phần tư lúc cường thịnh, 2.000 người ở đây thoạt nhìn như không ít. Nhưng ba vị trưởng lão biết, trong những người này, hoàng tọa chỉ có hơn 10 vị, một phần cực nhỏ khác là võ tôn, tuyệt đại đa số đều là võ tông, so với thực lực đối phương, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Lão tổ tông biết chuyện này chưa?" Một vị lão giả liếm liếm môi, hỏi. Đại trưởng lão trầm mặc, nói, "Lão tổ tông biết rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện, lão tổ tông chính là hoàng tọa cửu phẩm, nếu như lão nhân ra ra mặt, đám địch nhân trước mắt này căn bản không đáng để vào mắt." hiện giờ chỉ hy vọng lão tổ tông không lộ diện quá muộn thôi đại trưởng lão không nói tiếng nào hắn biết huynh đệ mình đang tự an ủi thôi cho dù lão tổ tông là hoàng cấp cửu phẩm cho dù trong trận doanh đối phương không có cao thủ tương ứng nhưng dùng sức một người đối đầu với nhiều cao thủ như thế cũng phải mệt tới chết trong sương mù dày đặc tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái khói độc nồng rậm tựa hồ đang nhanh chóng biến mất một hắc y nhân thình lình xuất hiện trước mặt. Hắn đi tới chỗ nào, khói độc nơi đó liền nhanh chóng biến mất. Tựa như những bông tuyên mỏng manh gặp phải ánh mặt trời chó trang vậy. Mày kiếm mắt sáng, ngọc diện môi son, thân cao thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm. Một bộ hắc y, tựa như mây đen phiêu đáng. Không ngờ lại là một thiếu niên tuấn mỹ. Chỉ là, trong mắt thiếu niên trước mặt này, chỉ có vô tận sát khí. Hắn bước ra khỏi độc vụ, đưa mắt nhìn tới, hai ánh mắt giống như hai đạo kiếm quang sắc bén, chính diện mà tới nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đại trưởng lão sở diêm vương đại trưởng lão sừng sốt lần trước sở dương tới âu gia đại trưởng lão đương nhiên thấy qua hắn không chỉ gặp qua mà ấn tượng còn rất sâu đậm đại trưởng lão thời gian trôi qua thực nhanh chúng ta lại gặp mặt rồi thanh âm sở dương rất ôn hòa trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt ấm áp tựa như con rể cùng lão bà về tới nhà mẹ đẻ vậy thanh âm ôn nhã sắc mặt ấm áp tựa hồ còn mang theo một chút câu nệ ngượng ngùng, chỉ là, nội dung lời hắn nói, lại hoàn toàn không giống vậy, từ lúc từ biệt tới nay, phong thái đại trưởng lão vẫn vậy, vẫn giống như một con lệ quỷ, thật đáng mừng. Hắn cười nhạt, ân cần nói, đại trưởng lão, tại hạ lần này tới, là muốn đưa ngươi đi làm một con lệ quỷ thực sự. Không biết ý ngươi thế nào, có cảm thấy vui sướng phát điên khi giấc mộng trở thành sự thật. mươi 624, các ngươi thấy được sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com sở diêm vương, lần này, các người muốn đối phó Âu gia chúng ta. Đại trưởng lão, phận nộ nói, người thật to gan. Sở dương khẽ cười, nói Âu gia các ngươi mà cũng nói loại lời vô nghĩa như vậy sao? Thiên binh các chúng ta đã tấn công tới nơi này, người không ngờ vẫn không dám xác định chúng ta đang đối phó các ngươi. Hắn có chút thương hại, nói chỉ số thông minh của ngươi thấp như vậy sao? Ngươi, đại trưởng lão phẫn nộ, hai hàng lông mày trắng xóa khẽ rung lên, lập tức hít sâu một hơi, đè nén tâm hỏa xuống nói sở diêm vương chuyện ngày đó là âu ra chúng ta không suy xét kỹ đắc tội ngươi ngươi tới báo thù chúng ta cũng không thể nói gì hơn bất quá người đã giết không ít người của âu ra chúng ta thành bảo cũng bị ngươi công phá ngay cả có muôn vàn cừu hận cũng có thể tiêu giải rồi chứ huống chi các ngươi cũng không có tổn thất thương vong gì đôi mắt như cá chết của hắn tựa hồ hòa hoãn trở lại chậm rãi nói sở diêm vương nếu như ngươi thối lui lão phu cam tâm tình nguyện bỏ qua chuyện cũ sau này cùng thiên binh các các ngươi nước sông không phạm nước giếng ngươi thấy thế nào lời đại trưởng lão khiến cho người của âu thị gia tộc trở nên xôn xao bọn họ không thể tưởng được đại trưởng lão vẫn luôn luôn cường thế hôm nay đối diện với địch nhân lại yếu thế như vậy làm mất sạch thể diện âu thị gia tộc đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ đối phương chỉ xuất hiện một mình sở diêm vương nhưng còn có không biết bao nhiêu cao thủ đang ẩn nấp phía sau trận chiến hôm nay Âu gia thật sự đã rơi xuống hạ phong. Nếu như Sở Diêm Vương có thể rút đi, coi như miễn được một trường hảo kiếp. Chỉ cần qua được hôm nay, có thể khiến Sở Diêm Vương chết thảm không thể thảm hơn. Tuy yếu thế, nhưng cũng là kế hoãn binh, chịu nhục mới là hành vi bậc đại trượng phu. Huống chi, lão tổ tới bây giờ còn chưa hiện thân, cho dù đối phương không lùi, kéo thêm một hồi thời gian, chờ tới lúc lão tổ tông xuất hiện, cũng có thêm mấy phần thắng. Sở Dương cười ha hả, nói, đại trưởng lão thật là biết nói đùa chúng ta kỳ thật có rất nhiều hiểu lầm đương nhiên hóa giải hiểu lầm xong thì không sao nữa rồi tục ngữ nói oan ra nên giải không nên kết một bằng hữu một con đường một địch nhân một bức tường đổ trên đầu chữ nhẫn là một cây đao mặc hắn thiêu đốt lửa giận có thể buông tay thì hãy buông tay có thể tha người thì nên tha người đại trưởng lão thật là một vị trưởng giả cơ chí mấy câu vừa nói ra sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc đối phương nhượng bộ như thế ngay cả hắn cũng phải chấn động Sở Dương đương nhiên nhìn ra ý đồ đối phương, bất quá chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Vừa vặn phe mình cũng cần kéo dài thời gian, đương nhiên là gian phu dâm phụ, ăn nhịp với nhau. Đại trưởng lão bên này kéo dài, cũng chỉ có thể kéo dài tới lúc vị lão tổ tông Âu ra kia lộ diệt, mà bên mình đã sớm có đối sách, tạ chi thu. Chuẩn bị sẵn sáng, lão gia hảo kia phỏng chừng có ló mặt ra, cũng chẳng có tác dụng gì. Về phần những thứ khác, Âu thị gia tộc tuyệt đối không có viện binh hay vũ lực khác rồi, sở dương căn bản không sợ. Nhưng hắn kéo dài thời gian, là bởi vì đám đại hỏa mà chính hắn đốt lên. 200 cao thủ đề từ trong liệt hỏa xông ra, những người nguyên khí thuộc tình hàn còn dễ nói một chút, nhưng có bảy tám chục vị cao thủ vương tọa bị bỏng rộp mức độ khác nhau. Hắn đốt cùng lúc nhiều dầu hỏa như vậy, nhiệt độ trong nháy mắt đó, gần như ngay cả nham thạch cũng phải nóng chảy. Tuy mọi người mang theo thương thế xông vào, nhưng sắp đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng tới thực lực tạo thành nhiều thương vong không cần thiết. mà điểm này đại trưởng lão căn bản không biết. đại trưởng lão kéo dài thời gian, sở dương đương nhiên phải lợi dụng. hiện tại đám người cố độc hành đang đem ba viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh hòa tan vào trong một chén sinh cơ tuyền thủy thật lớn. người bị bỏng, người bị thương, mỗi người một ngủ, tranh thủ thời gian chữa thương. khoảng thời gian này hiếm có vô cùng a. À. vậy ý sở ngự tỏa là nên dừng tay. đại trưởng lão thử hỏi dừng tay đúng đương nhiên phải dừng tay sở dương liên tục gật đầu giữa chúng cũng không có thủ giết cha đoạt vợ ngươi nói có đúng không hơn nữa đại trưởng lão ngươi cũng có tuổi rồi nếu bắt ta có thủ đoạt vợ với ngươi phỏng chừng ta cũng không làm nổi ngươi nói có đúng hiểu lầm thôi làm sáng tỏ là tốt rồi đại trưởng lão có thể cân nhắc bồi thường một chút cho ta ta đây quay đầu đi ngay tuyệt không nói hai lời ngươi muốn bồi thường thế nào đại trưởng lão chẳng buồn tức giận vội vàng hỏi trong lòng thầm nghĩ, người còn muốn tạo thù đoạt vợ với. Lão Phu, lão bà của ta đã sớm bị ta tế luyện thành ngũ độc chi thân rồi, hiện tại đã ở dưới âm phủ, người muốn cướp lão bà ta, trước tiên phải xuống dưới đó hãy nói. Ta tính, sờ ngửa tọa ngửa mặt lên trời, vẻ mặt nghiêm túc tính toán. Âu ra các ngươi lúc trước lừa ta, lại phục kích ta. Sau đó, phí tổn thất thân thể ta, phí tổn thất tình cảm, phí tổn thất thanh xuân, phí tổn thất vật phẩm, phí tổn thất lửa giận hại gan, Phí tổn thất buồn bực trong lòng, phí tổn thất ảnh hưởng tới mỹ dung, phí tổn thất gây trở ngại tán gái. Hắn liên tiếp liệt kê phí tổn thất, không ngờ lên tới 3 40 loại tổn thất. Đại trưởng lão đối diện chỉ nghe mà nổi giận trong lòng, chỉ hận không thể lập tức bóp chết hắn. Nhưng hiện tại tình thế không bằng người, không thể không nhẫn nhịn, gượng cười lắng nghe. Chỉ cần lừa tên hỗn đản này đi rồi, cái gì cũng dễ nói. Sau này muốn tên tiểu này tròn hay méo, còn không phải một câu nói sao? Sở Dương thao thao bất tuyệt, kể các loạn tổn thất của mình, chờ tới khi cố độc hành ho nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi." Lúc này hắn mới dừng lại, thở dốc một hơi, nói: "Như vậy thôi. Các ngươi cứ bồi thường cho ta là được rồi, ngươi rốt cuộc muốn bồi thường cái gì?" Đại trưởng lão nén giận, trong mắt đã chấp động lửa giận. "Rất đơn giản, Âu thị gia tộc các ngươi tự sát tập thể, đem địa bàn nơi này tặng lại cho ta." "Vậy coi như tạm được." Sở Dương cười nhạt, "Ngươi thấy thế nào?" Cả người trưởng lão đều run rẩy, mắt như muốn lồi ra, nghiến răng, gằn ra từng chữ, người đang đùa giỡn ta. Thông minh, sở dương vỗ tay ba ba, cười tủm tỉm nói, người thật là một thiếu nhi thiên tài. Khóe mắt đại trưởng lão nhìn sở dương, không ngờ tức đến thở khò khè, cả người giống như một quả bóng cao su tràn đầy lửa giận, chậm rãi phồng lên, đột nhiên quát lớn một tiếng, vương bát đản. Đừng lớn tiếng gọi tên mình như vậy, sở dương chân thành nói, như vậy là không tốt, người khác sẽ chửi chết người đó. Chết, đại trưởng lão phẫn nộ tới mất đi lý trí, thân hình nhoáng lên một cái, đã bổ nhào về phía trước, thân còn chưa tới, nhưng không trung đã phát ra kình khí sắc bén phá không. Trở về, hai bóng người lóe lên, hai vị cao thủ hoàng tọa từ trong xương mù dày đặc phía sau lưng Sở Dương chợt lóe lên xuất hiện, tiếp đòn của đại trưởng lão. Lập tức, xương mù dày đặc cuồn cuộn chuyển động, hơn 200 cao thủ lẳng lặng xuất hiện. Cả đám đều mặc hắc y hắc bào, trên mặt đeo một cái mặt nạ giữ tợn. Bang bang hai tiếng, đại trưởng lão lộn người một cái, quay trở về chỗ cũ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn 200 người trước mắt, phát hiện đối phương không ngờ thấp nhất cũng là cao thủ vương tọa nhất phẩm. Sở Diêm Vương từ nơi nào kiếm được nhiều cao thủ như vậy? Đây, đều là người của thiên binh các các ngươi. Ánh mắt đại trưởng lão chấp động, hỏi. Đương nhiên, bọn họ không phải người của thiên binh các, thì chẳng lẽ là người của Âu gia các ngươi chắc? Sở Dương bĩu môi, cười dài, nói, đầu hàng đi, rồi tự sát. Ngoan nào, đại trưởng lão thoáng lảo đảo, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Phía sau hắn, từ trong đám người Âu thị gia tộc truyền ra mấy tiếng kinh hô, trở nên náo loạn. Đội hình đối phương, không ngờ lại cường đại tới vậy. Ánh mắt sở dương biến lạnh, sát khí chậm rãi càng lúc càng đậm, cuối cùng vung tay lên, lên. Giết hết, một tên cũng không để lại. Lệnh vừa xuất, hơn 200 người cùng động thủ, lao thẳng về phía đám đông Âu thị gia tộc, tiếng hô giết vang lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh chấp động không ngừng, tiếng kêu thảm thiết vang lên phía trước đầu tiên. Đại trưởng lão kinh ngạc đứng đối diện sở dương, nhìn đám địch nhân thần bí xung phong liều chết qua qua lại lại giữa đại trận vạn độc mà gia tộc mình khổ tâm bố trí, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Âu thị gia tộc xong rồi, nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong lòng đại rô tưởng lão lại càng thêm khó chịu. Ta chỉ muốn hỏi một chuyện, đại trưởng lão lộ vẻ sâu thảm, cười, các ngươi thế nào lại không sợ độc, rất đơn giản, thể chất chúng ta tốt, Sở Dương vinh váo, đại trưởng lão biết đối phương không chịu nói, thở dài một tiếng, đột nhiên hét lớn, lão tổ tông. Lão tổ tông, ngài ở đâu, mau ra đi, Âu thị gia tộc xong rồi, Âu thị gia tộc xong rồi. Thanh âm giống như xét đánh, truyền ra thật xa, trong thanh âm tràn ngập bi thương tuyệt vọng, gần như ai cũng có thể nghe thấy được. Giải trưởng lão biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, lão tổ tông nhất định biết, hơn nữa hiện tại cũng khẳng định đang quan sát, nhưng chính là vì như vậy, cho nên hắn mới càng trở nên bi thương. Gia tộc của chính mình, lão tổ tông cũng trơ mắt nhìn nó bị diệt phong sao. Tiếng hô giết vẫn như trước, người Âu thị gia tộc vẫn lần lượt ngã xuống, một đám võ tôn võ tông chống lại một đám vương tọa hoàng tọa, tranh lệch quá lớn, không thể nào tính toán bằng lẽ thường. Đại trưởng lão rốt cuộc cũng nhảy vào vòng chiến, bi phấn xuất thủ. Hơn á muốn tìm được sở diêm vương, trước tiên đánh gục tên đầu sỏ gây ra. Mọi chuyện này, nhưng trong nháy mắt đã bị vây công, căn bản không thể nào tới được chỗ sở diêm vương, chỉ có thể nhìn tên hỗn đản trời đánh đó không ngừng lén lét ám toán, vô số tộc nhân Âu thị gia tộc lần lượt ngã xuống dưới tay hắn. Ngạo tà vân giết tới phát điên rồi, hắn đeo mặt nạ thiên binh các, giết tới đỏ cả mắt. Mỗi lần giết một người, trong lòng lại hét lớn một tiếng, báo thù. Ta báo thù cho các ngươi, trong lòng càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng cừu hật, hắn đã phấn đấu quên mình. Chỉ cần giết địch, khuôn mặt đỗ thanh vân, Tần chiến lần lượt hiện ra trước mắt hắn, trong mắt vẫn mang theo một sự lo lắng, quan thiết. Đỗ thúc, tần thúc, ta đang báo thù cho các ngươi. Các ngươi nhìn thấy không, ngạo tà vân niên cuồng giết, trong lòng đau đớn, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Các ngươi thấy không, các ngươi thấy không, ngạo tà vân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét gào, nước mắt tung hoành, ta báo thù cho các ngươi rồi. Báo thù rồi, báo thù rồi, tiên huyết tanh nồng tung tóe, ngạo tà vân niên cuồng chém một tên địch nhân trước mắt thành hai khúc xuất một kiếm, lại hét lớn một tiếng, càng về sau, không ngờ đã từ gào thét thành khóc lớn. Khóc tới đứt đoạn ruột gan, khóc tới nước mắt giàn ruộ Vừa khóc lớn, vừa xuất kiếm giết địch, ta hận, bởi vì cho dù ta giết sạch địch nhân rồi, các người cũng không. Thể nhìn thấy nữa, nhìn không thấy nữa rồi, chương 625, người không xuống thì ta lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong đám hỗn loạn, đột nhiên một thanh âm u ám vang lên, lũ nhãi nhép từ nơi nào tới, không ngờ dám dương oai ở Âu thị gia tộc chúng ta. Thanh âm u ám này, tựa hồ mang theo một loại khí thức hư thối, khiến người ta vừa nghe thấy, đã cảm thấy chỉ muốn nôn mửa. Tựa hồ một con độc xà nhâm nhấp, đột nhiên bò lên thân thể. Toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng, mọi người không hẹn mà cùng dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Tạ Chi Thu lẳng lặng bước tới mấy bước, đi tới bên người sở dương. Trong tất cả mọi người ở đây, trừ hắn ra, không một ai biết được vị lão tổ Âu thị gia tộc này giảo hoạt, tàn bạo, đáng sợ đến thế nào. Âu Khắc Phong, đây là một đối thủ đáng sợ, hắn nhát như chuột, giảo hoạt như hồ, tàn bạo như lang. Một khi cảm nhận được nguy hiểm, sẽ viễn độn trong nháy mắt. Nhưng khi một khi cảm thấy mình có thể ép tới đối phương, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dày vào địch nhân từ lúc sống cho tới lúc chết, hắn từng giết một người, ước chừng giết 9981 ngày. Tới ngày thứ 81, trên thân thể người kia đã không còn thịt cũng chảy khô cả máu tươi nhưng vẫn chưa chết được mãi cho tới khi hắn đích thân đâm một ngón tay vào yếu hầu mới có thể chết đi vừa nãy trong chiến đấu tạ chi thu che mặt mặc hắc y chỉ lấy thực lực vương tỏa để chiến đấu căn bản không hề bại lộ ra thực lực chân chính của mình bởi vì hắn biết nếu một khi mình lộ âu khắc phong thả trơ mắt nhìn toàn bộ âu thị gia tộc bị san thành bình địa cũng muốn ló đầu ra mạo hiểm nhưng một khi để hắn chạy thoát sau này sẽ là hậu hỏa vô cùng để một tên địch nhân như vậy, ẩn nấp trong bóng tối, phát động một kích tất sát bất cứ lúc nào, dựa vào độc vật xuất thần nhập hóa và huyền công kinh. Thiên động địa của hắn, ngay cả tả thị gia tộc cũng phải cực kỳ đau đầu, hơn nữa cũng không có biện pháp nào. Cho nên trước tiên phải khiến hắn lộ diện đã. Quả nhiên, trong thời điểm chiến đấu, tạ chi thu cảm nhận được một cỗ thần niệm quét tới, quan sát toàn bộ chiến trường, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, cố kỵ gì đó. Tạ chi thu càng thêm cẩn thận, thu liếm khí tức bản thân. Rốt cuộc khi Âu Khắc Phong cũng phát hiện, trong đám địch nhân này, không ai có thể uy hiếp được tới hắn, mới vênh váo tự đắc nhảy ra. Phía sau, trên quảng trường, hơn 2.000 người Âu thị gia tộc, đã chỉ còn lại 7-800 người. Nhưng Âu Khắc Phong hiển nhiên không thèm để ý tới, đám người đại trưởng lão Âu ra thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lão Tổ Tông rốt cuộc cũng xuất thủ, tuy hiện tại đã thương vong thảm trọng, nhưng dù sao vẫn giữ được căn bản. Ánh nắng buổi sớm, chỉ thấy trên đỉnh chủ lâu, một nhân ảnh áo xám mơ hồ lay động đứng ở nơi đó. Một đôi con người lớn bằng hạt đậu xanh, phát ra quang mang giống như độc xà, tàn bạo mà lãnh khốc. Chỉ cần chạm vào ánh mắt hắn, mọi người đều cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Trên thân thể người này, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm khí thức của người sống, giống như một cương thi viễn cổ, đột nhiên xuất hiện tại nhân gian. Không có nửa điểm cảm tình, thậm chí đối với tộc nhân của hắn, con cháu hậu đại, cũng không có nửa điểm cảm tình đây là một người ích kỷ tới cực đoan, cho dù hắn hiện thân rồi, không ngờ vẫn đứng ở trên cỗ cao, tuy vênh váo tự đắc, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một khi phát hiện tình. Hình không ổn, tên giả hỏa này sẽ lập tức cao chạy xa bay. Nghĩ biện pháp, bắt hắn xuống tới, tạ chi thu không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, hắn ngẩng đầu, nếu như ánh mắt của hắn bị đối phương cảm nhận được, chỉ sợ trong trước mắt, vị Âu khắc phong này sẽ không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sở dương gật đầu, ngẩng lên nhìn âu khắc phong từ nơi nào chui ra một con quái vật như vậy không ngờ ma không ra ma người không ra người tiểu bối lớn mật ngươi cũng dám vỗ nhục lão tổ tông nhà ta đại trưởng lão âu thị gia tộc giận dữ quát hắn là lão tổ tông các ngươi sở dương vẻ mặt bừng tỉnh trắng trách chẳng trách chẳng trách âu thị gia tộc các ngươi lại đều có bộ dáng không ra người không ra quỷ thì ra là thế tiểu tử ngươi nhất định phải chết ánh mắt âm độc của âu khắc phong chiếu từ trên cao xuống nhìn sở dương, âm trầm nói. Mẹ nó, người hù chết ta rồi đấy. Sở dương nhổ tuyệt một bãi nước bọt, vung tay lên nói còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau mau động thủ, đánh xong còn về nhà, làm thịt toàn bộ những kẻ trước mặt này. Sau đó ném mấy bó lửa, chúng ta rút. Về phần lão xúc vật này, cứ để hắn tự sướng trên đó đi. Giết, cố độc hành cười ha ha, một kiếm xuất thủ, kiếm quang chấp động, bảy tám người còn không kịp kêu thảm một tiếng, đã bị một kiếm chém thành hai nửa. Tiếp đó, đám người đồng vô thương, ngạo tà vân cũng động thủ. Đàm đàm vừa động thủ vừa kêu gào, phóng tay mà giết. Mẹ nó, ta thế nào lại cảm thấy như đang giết gà. Nhìn thấy lão vương bát đàn kia xong, cảm thấy giết thật thoải mái lâm ly. Mụ nội nó, ai cũng chê ta xấu, nhưng bây giờ nhìn thấy lão già này, ta mới phát hiện, kỳ thật ta cũng là một mỹ nam tử. Thật hiếm khi được thỏa mãn như vậy, thật sướng chết ta rồi. Đám người Âu thị gia tộc thi nhau ngã dạp xuống khóe mắt đám người đại trưởng lão giật giật nhưng âu khắc phong phía trên lại nhíu mày cười khanh khách nói các ngươi muốn chọc giận ta xuống để giết ta lão từ cứ không xuống đấy vừa nghe lời này một vị hoàng tỏa của âu thị gia tộc đang giao thủ với đồng vô thương liền không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết dưới công kích cổng mãnh bá đạo của đồng vô thương hắn đã sớm đau khổ chống đỡ bị nội thương hiện tại lại nghe được chính miệng lão tổ tông nói như vậy vừa tức vừa nóng nảy lại vừa tuyệt vọng rốt cuộc không nhịn được khí huyết công tâm phun ra một ngụm máu. Đồng vô thương hét lớn một tiếng, mạnh mẽ nhảy vụt lên, một đao chém hắn thành hai nửa. Ánh mắt cũng không thèm chấp một cái, sách đao chạy sang chiến trường khác. Vòng chiến thu nhỏ lại, Âu thị gia tộc chết càng lúc càng nhiều. Mà hắc y nhân bên này, cho tới bây giờ cũng chỉ chết 4 năm người, thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Hai vị hoàng tỏa còn sót lại, bị tám cao thủ hoàng tỏa hắc y nhân vây công, áp chế, chật vật không chịu nổi, không ngừng kêu cứu. Âu Khắc Phong đứng lên, lại ngồi xuống, đứng lên, lại ngồi xuống, muốn xuống dưới, nhưng lại cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Do dự không ngừng, tuy hắn lãnh huyết tàn bạo, nhưng cũng không nỡ nhìn một đám tử tôn chết thảm. Nhưng trực giác mẫn tuệ của hắn lại cảm thấy, phía dưới có nguy hiểm cực lớn. Không thể xuống, hắn vẫn luôn luôn cẩn thận, cho nên tuy sốt ruột, nhưng sống chết cũng không chịu xuống. Đôi ánh mắt như quỷ hỏa không ngừng tìm kiếm xung quanh, muốn tìm ra cái gọi là nguy cơ tiềm tàng. Đại trưởng lão rốt cuộc cũng tuyệt vọng, Sở Dương nhíu mày, trong lòng thầm mắng, tên hỗn đản này cũng quá bình thản rồi. Mắt nhìn gia tộc bị toàn diệt như vậy, không ngờ vẫn có thể thở ơ. Làm sao mới có thể ép hắn xuống đây? Sở Dương sở dĩ muốn kiên trì đánh một trận, làm thịt Âu thị gia tộc đầu tiên, thực sự không phải là vì thù hận giữa song phương. Quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn, Sở Dương luôn luôn không thiếu nhẫn nại, nhưng hắn cũng biết, Âu thị gia tộc tồn tại chính là một uy hiếp cực lớn đó chính là vì độc của bọn hắn, thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà ngay cả ngạo thị gia tộc, cũng cực kỳ cố kỵ gia tộc thiện dùng độc này. Kế hoạch của Mạc Thiên Cơ đã khiến Giang Hồ dung chuyển, tin tức ngạo tà vân bị đuổi giết cũng truyền ra ngoài, Giang Hồ đã hết sức căng thẳng. Nhưng các phương lại không có ai động đậy, cũng là bởi vì sự tồn tại của Âu thị gia tộc. Dù sao không phải ai cũng đều không sợ độc, cho dù là cao thủ quân cấp, cũng không được. Một khi diệt cỏ không tận gốc, Âu thị gia tộc có khả năng sẽ chế tạo ra hiệu quả khủng bố, không phải bất cứ gia tộc nào cũng có thể thừa nhận. Vũ lực của bọn họ không đáng sợ, đáng sợ chính là dộc. Âu thị gia tộc chưa diệt, giang hồ cho dù có lay qua động lại, cũng không thể đến mức quá nghiêm trọng, ngạo thị gia tộc cũng chỉ có thể tìm mấy gia tộc khác chút giận. Cho nên sau khi biết được tình thế giang hồ, Sở Dương liền lập tức quyết đoán, thiết lập kế hoạch phá hủy Âu thị gia tộc. Nhưng hiện tại Âu khắc Phong không chết, không thể nghi ngờ chính là một khối tâm bệnh nếu để hắn đào tẩu, lại càng trở thành tâm bệnh của các đại gia tộc. Sở dương đảo trong mắt, trong lòng thầm nghiến răng, quát các ngươi nhanh giải quyết tất cả bọn chúng, lão xúc vật này để ta đối phó. Ngươi không xuống, chẳng lẽ ta không dám lên, chỉ có thể tiếp cận, mới có thể tạo ra cơ hội. Nếu không, lão xúc vật này cứ ở trên không xuống, thế nào cũng không bắt được hắn. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, tạ chi thu hoảng sợ, vội vàng nói, làm gì. Đừng mạo hiểm, ngươi không nên cử động, ngươi vừa động là hắn sẽ bỏ chạy sở dương cúi đầu nói ta cũng không muốn một thân một mình đối diện với lão ma đầu này nhưng nào dự đoán được lão gia hỏa này nhát gan lãnh huyết tới mức này nhìn con cháu mình bị giết sạch cơ nghiệp bị hủy toàn bộ không ngờ vẫn có thể bảo trì bình thản bất quá hắn nhìn thấy ta chỉ là một vương cấp có thể trực tiếp đào tẩu không hắn nhất định sẽ giết ngược lại ngươi tạ chi thu hừ lạnh một tiếng cúi đầu nói quá mạo hiểm ta vẫn cảm thấy ngươi lên đó có chút không ổn Yên tâm, sở dương thu hồi vạt áo, quấn lên hông, đưa mắt nhìn lên. Hết thảy cẩn thận, tạ chi thu cúi đầu, trịnh trọng nói. Sở dương gật đầu, thét dài một tiếng, lão xúc vật, người không dám xuống đúng không? Thiếu ra lên chơi với người một chút, thân hình nhoáng lên một cái, đã xông lên giống như sao băng, mượn lực hai lần trên không trung, đứng đối diện cách Âu Khắc Phong một khoảng cách khá xa. Âu Khắc Phong nở một nụ cười tàn nhẫn, khặc khặc khặc. Tiểu bối, ngươi chính là đầu sỏ gây ra chuyện này phải không hiếm thấy ai có dũng khí như ngươi hôm nay tâm tình lão tổ tông rất tốt thành toàn cho ngươi phóng mắt nhìn xuống chỉ thấy phía dưới vẫn còn đang chiến đấu tựa hồ thật sự không có cao thủ đặc biệt nào tồn tại âu khắc phong rốt cuộc cũng yên long nếu như có siêu cấp cao thủ ẩn mình tuyệt đối sẽ không để thủ lĩnh như sở diêm vương lên chịu chết vua nghĩ như vậy lo lắng lập tức biến mát có chút ảo não sớm biết như thế ta đã xuống rồi hiện giờ đi xuống cũng đã chậm, mọi người chết sạch rồi. Đang suy nghĩ thì thấy tên tiểu bối không ngờ lại soạt một tiếng, rút kiếm ra, lớn tiếng nói, Âu Khắc Phong, lão xúc vật, mau tới nhận cái chết. Âu Khắc Phong giận dữ, thầm nghĩ, các ngươi phía dưới nhiều người như vậy, ta xuống cũng không địch được. Nhưng các ngươi lên đây, ta sợ các ngươi chắc, giữ tận cười một tiếng, người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên hai tay duỗi ra, trên mười đầu ngón tay cuồn cuộn bốc lên khói xanh trong khoảnh khắc, cả người đã bao phủ trong một đám xương mờ u xanh biếc. Ngói ngọc giữ oi chân hắn, tiếp xúc phải đám khói xanh này, không ngờ phát ra tiếng xèo xèo, bị ăn mòn, bốc lên một mùi hôi thối nồng đậm. Khói xanh trên người hắn, không ngờ ngay cả ngọc cũng có thể ăn mòn. Độc công như thế, quả thực kinh thế hãi tục, chương 626, đùa chết ngươi, chuyện được thực hiện bởi audio com Tạ chi thua ở phía dưới hơi kinh ngạc, âu khắc phong này không ngờ đã tới đỉnh phong của hoàng tòa cửu phẩm chỉ kém một bước chính là cao thủ quân cấp nghĩ vậy tạ chi thu càng thấy tức ngực tên khốn này tu vi đã cao như thế không ngờ đối mặt với một đám cao thủ vương cấp còn không dám xuống phía trên âu khắc phong đã động thủ với sở dương nhóc con dám tới xâm chiếm âu gia ta lão phu diệt ngươi không phải xâm chiếm mà là tiêu diệt sở dương liên tục né tránh cười lạnh một tiếng đồ nhát chết ngươi xem gia tộc của ngươi hóa thành phế tích đi nói cho ngươi bên ta có vô số cao thủ hộ vệ quân cấp chỉ cần ngươi dám toàn lực xuất thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ âu khắc phong ngẩn ra liền thu tay lại cả giận nói ở đâu ở đâu gọi ra đây lão phu bóp chết một đám luôn sở dương không nói gì cao thủ gặp qua rất nhiều nhưng cao thủ nhát gan như thế vẫn là ít thấy trong đời âu khắc phong đưa mắt nhìn chung quanh thần thức trải ra khắp trời đất tỉ mỉ tìm kiếm, một lúc lâu mới cười rộ lên. Tiểu vương bắt đản, người cho là người phô trương thanh thế lão phu sẽ sợ hay sao? Ngày hôm nay coi như là trí tôn ở đây, người cũng khó mà thoát chết. Sở dương nuốt được một ngụm nước bọt, ngay tại lúc Âu khắc phong kiểm tra khắp nơi, phía dưới cao thủ của Âu thị gia tộc đã bị giết chết toàn bộ, người chết cuối cùng là vị đại trưởng lão kia, bị hai người cố độc hành cùng đồng vô thương liên thủ đánh nằm bò ra đất. Trước khi chết, lấy ánh mắt phẫn hận mà lại vô lực nhìn lên trên, nản lòng giống lên lão tổ tông ơi âu khắc phong không ngờ nhìn như không thấy ánh mắt đảo qua người hắn khắp nơi đi tìm cái gọi là một đám cao thủ quân cấp sở dương thực sự là phục rồi thảo nào lão này có thể sống lâu không phải là không có nguyên nhân âu khắc phong rè giặt đi về phía trước ánh mắt lóe ra hung quang sở dương tròng mắt láo liên đột nhiên vung tay lên hét lớn lên giết hắn âu khắc phong liền giật mình soạt một cái lui ra mười trượng trở lại vị Chí ban đầu, song trưởng che trước ngực, quát lên. Là ai, nhưng đề phòng một lát, không ngờ không có bóng người nào đi qua, lại nhìn sở dương thì thấy hắn đang ôm bụng cười đến cong cả lưng. Lão biết ngay là đã bị mắc lừa, thẹn quá hóa khùng. Tiểu bối ngon lắm, lão phu muốn xé nát ngươi. Lão hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng lên, tại không trung kéo ra từng đạo tàn ảnh, lao về hướng sở dương. Sở dương liền cảm giác được áp lực vô biên phủ đến, đột nhiên ưỡn thẳng người, nở một nụ cười trào phúng, vung tay lên, nói: "Cơ hội tốt, giết." Âu khắc phong quát to một tiếng, lại lộn nhào trở ra ngoài. Vô số tàn ảnh lại lần nữa biến mất, lại trở về nguyên vị, kinh ngạc bất định nhìn Sở Dương. Sở Dương cười ha ha, lần này là cười thật, thực sự không ngờ trên đời này lại có cửu phẩm hoàng tọa nhát gan như vậy. Một thủ thế, một câu nói thì đã sợ như chim sợ cành cong, quả thật là một trò cười. Sở Dương thậm chí có chút khó hiểu, nhát gan sợ phiền phức như vậy sao âu khắc phong có thể đạt tới tu vi như hiện giờ hắn không biết năm đó âu khắc phong cũng là một kẻ vô cùng gan dạ gan lớn đến nỗi đi thượng tam thiên trộm tử tinh hơn nữa đi liên tục mấy lần mãi đến lần cuối cùng ban đêm trên đường đi cuối cùng cũng gặp quỷ bị vô số người vây giết chặn đường rồi bị bắt sống nhốt vào trong địa lao gần như toàn bộ hình phạt tàn khốc trên thiên hạ đều nếm thử qua một lần sau đó âu thị gia tộc hầu như bỏ ra toàn bộ gia sản mới đưa hắn trở về được từ sau một lần đó tính tình hắn thay đổi 180 độ. Trực tiếp biến thành hình dạng như con chim sợ cung hiện giờ. Mặc dù quanh năm tiềm tu, nhưng bóng ma tâm linh lần đó vẫn thủy chung không thể loại bỏ. Âu khắc phong lần thứ hai bị đùa giỡn, lão giận đến tím mặt, giết gào như sấm. Tiểu bối, ngươi ngoại trừ phô trương thanh thế thì còn biết làm gì? Sở dương hừ lạnh, sao ngươi biết ta phô trương thanh thế? Nói cho Âu khắc phong ngươi, chỉ cần ngươi dám qua đây, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âu Khắc Phong phẫn nộ gào lên một tiếng, thân thể hình như trong nháy mắt trở nên khổng lồ, đằng đằng sát khí từng bước một đi tới, hung ác nói. Tiểu bối, ngươi làm ta sợ một lần nữa thử xem. Sở Dương cười lạnh nói, ngươi qua đây, qua thì qua, Âu Khắc Phong xài bước vào tới. Sở Dương đột nhiên hơi nghiêng đầu, hình như đang nghe cái gì, sau đó môi rung rung hai cái, Âu Khắc Phong vốn khí thế như thủy triều, thấy thế trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào thực sự có mai phục. Lão không khỏi trần chờ chính vào lúc này sở dương quay đầu nhìn âu khắc phong quát to đúng hay âu khắc phong kinh hãi hỗn đản này quả nhiên là gà ta đi tìm cái chết vội vàng lui về sau trước mắt đột nhiên kiếm quang lấp lánh như phô thiên cái địa cửu kiếp kiếm tung một chiêu nhất điểm hàn quang vạn trượng mang phủ xuống đầu âu khắc phong quát to một tiếng song trưởng xuất kích nhưng lập tức sở dương giống lên một tiếng đồ tận thiên hạ hữu hà phương hung hãn xuất thủ âu khắc phong đang lui về phía sau vội vàng xong trường hợp lại đinh một tiếng cửu kiếp kiếm đâm vào hai thanh tiểu thiết côn trong tay lão lấy độ sắc bén của cửu kiếp kiếm không ngờ không thể xuyên thấu sở dương đáy lòng run lên hai cây tiểu thiết côn này của âu khắc phong chẳng lẽ là bảo bối gì hay sao đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy binh khí cửu kiếp kiếm không thể phá hủy trong sát na trong lòng sở dương đã có kế hoạch nhất định phải đoạt lấy để xem đó là thứ gì nhưng âu khắc phong vốn đang lui lại lúc này càng bị lực đẩy rất lớn đẩy đi, cả người còng xuống bay về phía sau. Trường kiếm của sở dương lấp lánh, đè lên binh khí của Âu Khắc Phong, đẩy lão bay đi 40 trường. Âu Khắc Phong gầm lên, thấy lại bị lừa, nhưng không nhảy ra được để phản kích, cứ bị đẩy ra xa. Trong lòng đang hối hận thì đột nhiên sở dương vung tay trái lên, chát một tiếng thanh thúy, một bà tai lên mặt lão. Một cái tát này không mạnh, nhưng là một loại nhục nhã cực hạn. Âu Khắc Phong cũng nhịn không nổi nữa, hét lên, liền muốn phản kích thấy sở dương thu kiếm lui về sau thản nhiên nói được rồi thu thập hắn đi âu khắc phong liền quá sợ hãi thì ra công kích chân chính ở chỗ này à bất chấp công kích lão soạt một cái nhảy dựng lên lăng không lao lên bảy tám trượng liền muốn đào tẩu nhưng không cảm giác được gì hết tại không trung nhìn lại chỉ thấy sở dương đang ôm kiếm cười đến gần ná thở phía dưới cũng tràn ngập tiếng cười âu khắc phong giận tím mặt lại bị trêu chọc không ngờ bị cùng một loại thủ đoạn liên tục bị đùa giỡn bốn lần không chỉ bị lừa còn bị tát cho một cái đây quả thật là vô cùng nhục nhã lão cuồng nộ ngửa đầu quát to một tiếng hạ xuống mái tóc bạc bay lên dựng đứng sát khí trong mắt từ từ trở nên dày đặc lần này bất kể ngươi có thủ đoạn gì ta cũng phải giết ngươi trước sở dương lại vung tay lên lên âu khắc phong hoàn toàn không để ý tăng tốc vào tới sở dương hét lớn một tiếng quá tuyệt vời giết âu khắc phong mắt điếc tai ngơ lửa giận trong lòng càng lúc càng hừng hực, mắt cũng đỏ lên. Còn muốn gạt ta, không có cửa đâu, ngươi nghĩ rằng ta kém trí thật sao? Lão Phu chỉ là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây gầu thôi. Trên mặt sở dương lộ ra vẻ kinh hoàng, keng một tiếng rút ra trường kiếm, chỉ mũi kiếm, quát lên. Giết hắn, Âu khắc phong đáy lòng run lên, nhưng vẫn không dừng lại. Ôi mẹ ơi, sở dương xoay người bỏ chạy, tiểu súc sinh, ngươi quả nhiên là đang gạt ta. Mặc dù Âu Khắc Phong kiên trì mang theo lửa giận vào tới, kỳ thật trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng lúc này đối phương vừa bỏ chạy, lão liền yên tâm, chuyển thành cơn giận mút trời. Sở Dương bay nhanh chạy trốn trên đỉnh nhà, "Mọi người chạy mau, lão xúc vật này điên rồi." Đảo mắt lại bảo, "Mọi người lại đây đồng loạt ra tay, chúng ta dựa vào nhân số cũng đè." "Chết hắn!" Sở Dương đột nhiên kinh hoàng kêu to, "Người đâu, người đâu, các ngươi mau lại đây." Âu Khắc Phong càng lúc càng đắc ý trong lòng tràn ngập khoái cảm mèo vần chuột, khặc khặc cười to. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi trốn đi đâu, cứu mạng với, sở dương thê thảm la to, âu khắc phong mắt điếc tai ngơ, phi thân nhào tới. Sở dương cắn răng, liều mạng, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên tuôn ra kiếm quang rực rỡ, liên tục chín chiêu cửu kiếp kiếm pháp đồng thời phát ra. Tức khắc đất bằng sấm sét nổi lên, vô số kiếm quang răng khắp nơi, bao phủ cả người âu khắc phong. Âu khắc phong ở trong kiếm quang điên cuồng kêu to. Tiểu bối vô chi kiếm pháp của ngươi mặc dù tốt nhưng tu vi với trình độ như ngươi thì làm sao làm bị thương lão tổ tông ta được? Ha ha ha! Trong kiếm quang dày đặc cản trở tầm mắt của Âu Khắc Phong, Tạ Chi Thu đã mượn cơ hội duy nhất này nhẹ nhàng nhảy tới, bắt đầu mai phục từ xa. Cố Độc Hành và Đồng vô thương cũng nhìn nhau, lần lượt nhảy tới. Kiếm quang vừa thu lại, Sở Dương lại hét lên rồi xoay người bỏ chạy. Thấy y phục trên người Âu Khắc Phong đã rách từ lưa, nhưng thân thể lão lại hoàn toàn không bị tổn thương chút nào chỉ có mấy vết bạch ngân, thân thể của hoàng tọa cửu phẩm lại trải qua độc công rèn luyện, trình độ cứng rắn đã vượt xa độ cứng của tinh thiết. Mà sở dương kiếm chiêu phân tán, không cách nào tập trung toàn lực, công lực lại thua lão quá xa, ngay cả lấy độ sắc bén của cửu kiếp kiếm không ngờ cũng không thể chân chính làm lão bị thương. Âu khắc phong cười ha ha, phi thân tới, tiểu bối, ngươi còn muốn chạy à, sở dương thở hồng hộc, liều mạng chạy trốn, Âu khắc phong hô to gọi nhỏ đuổi theo phía sau, nhe răng cười không ngớt tiểu tử lão phu sẽ không để ngươi chết đâu bắt lấy ngươi sẽ cao bay xa chạy xem các ngươi vì sao không sợ độc của âu ra ta khặc 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 sở dương cả giận nói toàn bộ gia tộc của ngươi đều xong đời chỉ còn lại kẻ nhát gan là ngươi còn không mau mau tự sát đợi đến khi nào nữa âu khắc phong cuồng nộ ta phải giết ngươi trước thân pháp của lão cực nhanh chẳng qua khi đang nói chuyện không ngờ đã đuổi gần rất nhiều đột nhiên sở dương hét lên hắn đã vào bẫy mau ra tay. Âu khắc phong sửng sốt, lại chân chờ, sở dương liền như cá bơi trượt đi ra ngoài, quay đầu cười. Lão khốn khiếp, ngươi lại bị lừa rồi. Âu khắc phong suýt nửa hộp máu, dứt khoát ngậm chặt miệng, toàn lực đuổi theo. Bất kể sở dương nói cái gì lão cũng không tin, hơn 200 vương tỏa phía dưới còn đang ngửa đầu nhìn, chúng không lên ta sợ cái gì. Việc cấp bách lúc này là làm thịt tiểu tử vạn ác này. Về phần sau đó, ta nghĩ, ai có thể ngăn được ta? sở dương phi thân một cái lại đi xa 20 trượt, lại hét lên. Động thủ, Âu Khắc Phong nhe răng cười không hề cố kỵ mà đến, duỗi hai tay ra. Tiểu bối, ngươi nghĩ rằng ta còn tin ngươi. a à, ngay tại giờ khắc này, một đôi tay như từ trong hư không lóe lên, mang theo thế trời dung đất lở lôi đình vạn quân, mạnh mẽ không hề bảo lưu nện lên ngực lão. mươi 627, Diệt Âu ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com lực lượng của một kích này vượt xa rất nhiều bản thân âu khắc phong lại bất ngờ không kịp đề phòng vang lên vài tiếng răng rắc xương sườn trước ngực âu khắc phong đã hoàn toàn gãy nát ngũ tạng lục phủ đồng thời bị thương nặng phù một tiếng ngửa đầu phun ra một ngụm máu tới trong máu còn hỗn loạn cả mảnh vỡ nội tạng âu khắc phong đáy lòng lạnh đi giờ khắc này lão thậm chí chưa cảm giác được nỗi đau của thân thể cảm giác được thì chỉ có một điểm bị lừa đây mới là mai phục chân chính mai phục trí mạng thì ra đối phương thực sự có cao thủ quân cấp, trong sát na, trong lòng Âu Khắc Phong tràn ngập hối hận, nếu ngay từ đầu đi rồi, ai có thể ngăn được ta. Vị cao thủ mai phục này tuy mạnh, nhưng ai muốn giết mình thì còn xa mới làm được. Cho nên lão chỉ có thể chờ bị đánh lén, một kích bị mất mạng. Nhưng lúc này rõ ràng thì cũng đã quá muộn, một kích chính là trọng thương chí mạng, toàn bộ trò hề của Sở Dương, toàn bộ mục đích chính là một kích này của Tạ Chi Thu. Âu Khắc Phong thật sự là quá cẩn thận. Cẩn thận đến nỗi quá đáng, người như vậy, không quản là ai muốn giết lão cũng không quá dễ. Bởi vì lão căn bản không để cho người có cơ hội đối phó lão. Mượn việc vừa rồi mà nói, Sở Dương mạo hiểm sinh tử ở trước mặt khiêu khích lão, phía dưới có hơn 200 cao thủ, nhưng ai cũng không dám đi lên. Vì sao? Đi lên lão bỏ chạy mất, sau khi chạy rồi thì chính là một tai họa ngầm rất lớn, đủ để khiến người khác ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên Sở Dương chỉ có thể nghĩ vỡ đầu cũng phải giữ lão lại. Cẩn thận của lão tuy là ưu điểm, nhưng vô cùng cẩn thận, lại là nhược điểm. Cho nên sở dương một lần lại một lần kiên trì khiêu khích, lừa dối, trêu chọc, rốt cuộc thành công khơi màu lửa giận của Âu Khắc Phong. Khi hắn đánh ra một cái tát, trong lòng đã nắm chắc 10 phần, Âu Khắc Phong chạy không được rồi. Vũ nhục như vậy, cho dù lão có thể nhẫn nữa cũng nhẫn không được. Quả nhiên, Âu Khắc Phong bị khơi dậy chân hỏa, nhưng sở dương vẫn lo lắng, lại tiếp tục thử thêm vài lần, triệt để bỏ đi lo lắng cuối cùng của Âu Khắc Phong tất cả, cũng ngay tại lúc này thuận lý thành chương. Quá trình này nhìn như dường ra, nhưng thiếu một thứ cũng không được. Dù cho trong lòng Âu Khắc Phong còn có một chút cẩn thận, kế hoạch này cũng không thể thành công. Đùa giỡn trước, làm tức giận, lại đùa giỡn, càng giận, lại đùa giỡn, nhục nhã, vì vậy càng giận hơn, sau đó thì thành thăm dò, cuối cùng kích thích cho lý trí người này hoàn toàn biến mất, cẩn thận đã không còn, mới một kích thành công. Trong việc này sở dương chẳng khác nào như mang theo cái đầu của mình khiêu vũ trên dây cắp căng giữa trời, dưới là vách núi vạn trường. Mỗi một khắc đều là nguy cơ chí mạng, tranh lệch giữa song phương quá lớn, cửu phẩm vương tọa cùng cửu phẩm hoàng tọa, tranh lệch trong đó cũng không phải đơn giản như cửu phẩm võ tôn cùng cửu phẩm vương tọa. Thậm chí, tranh lệch giữa hoàng tọa nhất phẩm cùng nhị phẩm là có thể so được tranh lệch giữa cửu phẩm võ tôn cùng cửu phẩm vương tọa. Hơn nữa, càng hướng chiến sĩ, chênh lệch lại càng lớn lấy thực lực nhỏ bé như vậy đi khiêu khích một tồn tại cường đại như vậy. Nguy hiểm trong đó, đâu thể một hai câu nói là có thể nói rõ ràng được. Khác không nói, lấy công lực hiện nay của sở dương, ngay cả vận được cửu kiếp kiếm cũng không thể gây thương tổn được lão, thì càng không phải bàn cãi. Hai trường xúc thế đã lâu của tạ chi thu nặng nề dã lên người Âu Khắc Phong. Âu Khắc Phong cả người như bị sét đánh, hộp máu rồi bay tút ra sau. Trong nháy mắt đó, bên trái, một đạo kiếm quang bay lên, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang thê diễm mà mạnh mẽ nặng nề va vào người âu khắc phong bên phải một đạo đao quang rực rỡ nhân đao như nhất uy mãnh mà bá đạo nặng nề kích lên người âu khắc phong đang bị bay đi cố độc hành đồng vô thương kiếm đế đao hoàng đồng thời xuất thủ hắc long kiếm từ bên trái âu khắc phong đâm thẳng tới từ bên phải đi ra mặc đao từ bên phải chém xuống khi thăng bằng mũi đao đã xuất hiện ở bên trái thân thể một đao một kiếm hình như đã xếp thành một giá chữ thập trong người Âu Khắc Phong. Đao mang kiếm khí, đồng thời bạo phát bên trong thân thể Âu Khắc Phong. Âu Khắc Phong lớn tiếng kêu thảm thiết, không ngừng phun ra máu cục, mảnh vỡ nội tạc, nhưng vẫn dễ dụa, thảm thiết kêu lên, dùng khí lực cuối cùng kẹp chặt lấy đao kiếm, bang bang hai trường, cố độc hành và đồng vô thương hét lên, bị đánh bay ra như bóng cao su. Bóng người lóe lên, tạ chi thu bay nhanh tới, bàn tay như cây búa phá núi, liên tiếp hơn 10 trường bổ vào trên người Âu Khắc Phong. Âu khắc phong ngã trái ngã phải, máu thịt trên người không ngừng mà rơi xuống, lộ ra bộ xương trắng như tuyết, nhưng vẫn ngậm chặt miệng, cố chống đỡ không ngã, cặp mắt như ma trời hung ác nhìn tả chi thu, không lùi mà tiến tới, còn vươn hai tay đâm vào hai mắt tả chi thu. Lúc này hắn rõ ràng biết xương ngực của mình đã hoàn toàn vỡ vụn, ngũ tạng bị phế. Thương thế hiện tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn cùng đối phương đồng quy vô tận đã làm không được rồi, điều duy nhất có thể làm được là bộ phận mắt yếu đuối của đối phương cho nên lão không tránh hơn 10 trưởng cuối cùng, kiên quyết phản công. Tại một khắc xác định tử vong, toàn bộ nhát gan nhu nhược trong lòng Âu Khắc Phong đều như kỳ tích biến mất không còn. Còn lại chính là nắm chặt đối với chiến cuộc, cùng kiên quyết liều mạng. Phản kích cuối cùng này, cho thấy được phong phạm của cao thủ. Hơn 10 trưởng của đối phương đã đánh xong, tiếp tục thì vô lực. Hiện tại bản thân xuất thủ, thấp nhất cũng có thể phế một con mắt của hắn. Mặc dù chỉ có một con mắt, nhưng, đủ rồi trong nháy mắt một đao một kiếm cắm vào thân thể tự biết hẳn phải chết hắn đã đem độc công toàn thân của mình toàn bộ chuyển hoán đã thành thi độc ngay cả người có không sợ độc chỉ cần bị ngón tay ta đâm vào mắt ngươi ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ bởi vì thi độc này đến từ địa ngục toàn bộ công lực của tạ chi thu hóa thành khai sơn trưởng đều đánh vào trên người âu khắc phong hai tay nhanh như tia chớp của đối phương cũng đã đến trước mắt tạ chi thu ngửa mặt lên liền muốn liều mạng chịu một kích của lão triệt để đoạt đi sinh cơ của lão ngay tại lúc này sở dương thấy được trên mặt âu khắc phong phiếm lân